cả, thôn trưởng thôn Cửu Chi Hoa vừa dẫn đường cho Tần Lạc vừa lên tiếng an ủi hắn. Ông ta nhìn ra được là vị khách quý này hình như đang rất giận dữ. Từ lúc sau khi rời khỏi lều vải thì đều xì cái mặt ra, trừ việc hỏi đường ra thì không nói thêm một câu nào với ông cả. Tựa như có thể điên lên cho người ta một trận ngay được ấy. Ông không cần phải nói với tôi những điều này, Tần Lạc khó chịu nói. Ông chỉ cần đi phía trước dẫn đường cho tôi là được rồi. Ông chắc chắn rằng họ sẽ đi đường này chứ. Hề hề, hổ tử là người trong thôn tôi. Người thôn tôi đi đến thôn Bạch Thủy thì đều đi qua con đường này cả. Làm sao có thể sai được chứ? Đồng chí trưởng thôn có phần không vui, lên tiếng phản bác lại. Anh có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng không được nghi ngờ nghề của tôi. Thế thì đi nhanh lên, Tần Lạc nói, vừa đi hắn vừa nhìn ra địa hình ở tứ phía, tựa như là muốn tìm lấy một chút dấu vết gì từ đó vậy. Được rồi, không phải tôi vẫn đang đi đó sao? Trưởng thôn nói. Vừa đi được một đoạn đường thì trưởng thôn đột nhiên lên tiếng, đợi đã, mau dừng lại. Sao thế? Tần Lạc hỏi. Có một mùi tanh, trưởng thôn nói. Tức là sao? Tần Lạc không hiểu gì, sốt ruột hỏi lại. Đối với những nhận thức về động vật mà nói, thì hắn còn kém xa những người lớn lên từ bé ở nơi núi cao rừng sâu thế này. Trưởng thôn quỳ rạp xuống đất ngửi ngửi rồi nói, một mùi tanh ngòm, đã thế còn có rất nhiều lông đen. Gạch dưới có khả năng là gấu ngựa. Gấu, mặt mày Tần Lạc tái xanh, nói, mong là mấy người cửu cửu không xui xẻo như vậy. Vừa nói dứt lời thì hắn nhìn thấy một vật sáng từ trong bụi cỏ phát ra, nhặt lên nhìn thì thấy đó là cặp kính mắt của nữ giới. Như một tiếng sét động trời giáng xuống đầu Tần Lạc, tựa như trong nháy mắt vừa có một vật gì đó bị vỡ nổ vậy. Trưởng thôn đã ngửi thấy mùi tanh hôi của gấu và còn lông gấu ở xung quanh đây nữa chứ, lại thêm cả cặp kính nữ này. Gạch dưới Tần Lạc có thể nhìn ra được. Cặp kính này giống hệt với cặp kính mà Vương Nhạc đeo. Họ có chuyện rồi, Tần Lạc nói. Vừa mới dứt lời thì liền nghe thấy tiếng người hét lên ở cách đó không xa, cứu tôi với. Ai mau cứu tôi với. Tần Lạc vừa nghe thấy thì liền chạy vù về phía trước. Trưởng thôn cũng đứng dậy, chưa kịp vỗ bụi ở đầu gối đi thì đã phải chạy theo đít Tần Lạc rồi. Sau khi Tần Lạc nhìn thấy Vương Nhạc ở trên cây không có cách nào xuống, mà không thấy Vương Cửu Cửu đâu thì lo lắng hỏi, Cửu Cửu đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Tần Lạc, anh mau đi cứu Cửu Cửu. Cô ấy còn đang bị gấu đuổi đó. Vương Nhạc gào lên lo sợ. Hổ tử đâu? Cô có nhìn thấy hổ tử đâu không? Thôn trưởng thì lại có phần lo cho người trong thôn của mình. Cậu ấy đi cứu Cửu Cửu rồi. Vương Nhạc vừa nói vừa nấc khóc lên từng hồi. Kính mắt của nàng rơi ở đâu mất tiêu nên mỗi khi muốn nhìn cái gì thì nàng đều phải nheo mắt lại. Trước khi hổ tử đi thì cậu ta dặn nàng bất kể thế nào cũng không được xuống. Nên nàng vẫn cứ ở mãi trên cây thế này. Vừa lo lắng sợ hãi, đã thế lại còn có không biết bao nhiêu con sâu nhỏ và muỗi nữa cứ nhảy lên nhảy xuống trên người nàng, nàng gần như muốn quỵ đến nơi rồi vậy. Là một phóng viên, khi đi phỏng vấn thì không phải nàng chưa từng gặp phải cướp hay bọn ất ơ đầu gấu bao giờ, nhưng nàng vẫn cho rằng con người đáng sợ hơn cầm thú rất nhiều. Nhưng, ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy gấu ngựa thì nàng lại cho rằng cầm thú đáng sợ hơn con người rất nhiều. Bởi vì con người đôi khi cũng cảm thấy lo sợ một thứ gì đó, còn có thể nói tình nói lý với mình, nhưng động vật thì làm sao hiểu được những thứ này, chỉ cần có gan trêu chọc nó thì nó sẽ đuổi cho đến chết mới thôi. Chạy về hướng nào? Tần Lạc hỏi. Đằng kia, phía trong rừng ấy, Vương Nhạc chỉ về phía đó nói. Trời ạ, sao lại có thể chạy về đằng ấy cơ chứ? Cánh rừng này sâu lắm, không biết bên trong còn có biết bao nhiêu loài hung ác nào nữa. Gạch dưới tôi còn không có cách nào thoát ra được cơ. Thôn trưởng tức giận dẫm chân thình thịch. Xém chút nữa thì ông ta bị Tần Lạc đánh cho một phát. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, biết chạy trốn đã là khó khăn lắm rồi. Làm gì có ai còn có thời gian phân biệt phương hướng nữa chứ? Hơn nữa, Vương Cửu Cửu còn là một cô gái được cưng chiều, sinh ra và lớn lên trong thành phố, nàng ta làm sao hiểu được những thứ này? Làm sao biết được địa hình nơi đây lại phức tạp đến vậy? Ông đưa cô ấy về trước đi, tôi đi tìm Cửu Cửu. Tần Lạc chẳng còn hơi sức đâu mà nói nhiều với bọn họ, sau khi dặn dò vài câu thì liền co chân phóng như bay về phía đường mà Vương Cửu Cửu chạy. Sức của gấu là vô cùng lớn, lại trong tình trạng nổi khùng lên như thế, nên suốt dọc đường đi, Tần Lạc đều nhìn ra được vết chân gấu và những cành cây bị nó đụng làm cho đứt đoạn, những bông hoa dại bị nó dẫm nát, vì thế mà không đến nỗi bị lạc phương hướng. Nếu bạn không có kinh nghiệm,
thì bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được khu rừng già nguyên thủy này có những thứ gì ở bên trong. Có biết bao nhiêu là thứ nguy hiểm ở phía trước mặt, những hố bùn từ đám lá rụng, những sợi dây rừng chằng chịt xung quanh, đủ các loại động vật nguy hiểm, chỉ bị chúng cắt một cái thôi cũng đủ chết ngay tức khắc rồi. Gạch dưới Tần Lạc không dám chạy quá nhanh, vì hắn sợ mất phép tích của Vương Cửu Cửu và Gầu. Nhưng hắn cũng không dám chạy quá chậm, bởi vì hắn sợ rằng đợi đến khi hắn đến nơi thì cái mà hắn nhìn thấy là một thi thể máu me be bét, thậm chí còn không nhìn rõ được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cửu Cửu đâu nữa. Chiếc trường bào của hắn bị rách tươm, một miếng áo bị văng bay về phía sau lưng, nhìn chẳng khác gì một cuộc biểu diễn thời trang một cách kỳ quặc. Trên người hắn lúc này có vô số vết thương đỏ do bị dây gai rừng đâm vào, nhưng cũng chẳng có thời gian mà xử lý mấy cái này. Vương Cửu Cửu ơi là Vương Cửu Cửu, nhất định là em phải sống sót đấy. Con gấu ngu ngốc đó không phải là đối thủ của một người hung hãn như em đâu. Trên TV đều diễn như vậy đấy. Khi nam diễn viên chính chưa đến thì nữ diễn viên chính đều phải đấu một cuộc đấu sống còn với người xấu hoặc là thú dữ mà. Gạch dưới. Hoàng tử còn chưa băng qua một ngọn núi tuyết, chưa vượt qua được một con sông, chưa giết chết được gấu chó, công chúa, nàng cứ tiếp tục giả chết đi nhé. Gấu không ăn thịt người chết. Tần Lạc nghĩ bụng, không biết Vương Cửu Cửu có biết tin đồn này không nữa. Chương 308, giết gấu. Vương Cửu Cửu không biết đến cái tin đồn. Gấu không ăn thịt người chết đó. Mà cho dù nàng có biết đi chăng nữa thì cũng không dám sử dụng cách đó đâu. Con gấu đó cứ chạy ngay sau đít không xa, nhưng rồi con mồi đột nhiên nằm bất động trên đất, nhỡ nó tức giận lại dẫm lên người mấy phát thì làm thế nào? Chạy! 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 Đây là việc duy nhất mà Vương Cửu Cửu có thể làm bây giờ, và đây cũng là việc duy nhất mà tiềm thức của nàng biết. Trong lúc chạy trốn thì mũ nàng bị bay mất từ lúc nào, chiếc dây cột tóc cũng bị đứt đôi. Khiến cho mái tóc dài đen óng ả của nàng tung bay trong gió. Nhìn cảnh Vương Cửu Cửu chạy xuyên rừng cây như vậy trông chẳng khác nào yêu nữ trong rừng cả. Quần áo bị xé rách bươm, lộ ra một màu da trắng bóc và cặp đùi thon dài quyến rũ. Trên mặt và trên mình có không biết bao nhiêu là vết thương, nhưng nàng căn bản là không để ý đến mấy thứ đó. Đây là một trò cá cược bằng sinh mệnh của mình, chạy nhanh thì sống, chạy chậm thì chết. Quy tắc rất đơn giản nhưng lại vô cùng tàn khốc. Nàng lớn lên trong khu quân đội, từ bé đã bắt đầu rèn luyện thân thể cùng cha mình, vì vậy mà nàng có một sức khỏe rất tốt, không những thế còn có thể đi hẳn một bài quyền trong quân đội một cách sinh động nữa. Nhưng giờ đây thì nàng thực sự là mệt lắm rồi. Tốc độ của nàng chậm lại rất nhiều, bắp chân trở nên mềm nhũn, bắt đầu run lên lẩy bẩy, giờ đây, chỉ cần một sợi dây rừng nhỏ thôi cũng có thể làm cho nàng phải ngã quỵ. Vẻ mặt nàng xanh xao nhợt nhạt, hơi thở hổn hển, gấp gáp. Từng hồi chống ngực rộn lên liên tiếp. Trong phút chốc, nàng nghĩ, hay là thôi không chạy nữa, dù gì thì cũng không thoát nổi, kết quả cuối cùng thì vẫn giống nhau cả thôi. Thế nhưng, khi nghĩ đến chuyện sau này không còn được gặp Tần Lạc nữa, nghĩ đến thân hình mỹ miều này của nàng bị con gấu ngựa này xé ra thành từng mảnh thì nàng lập tức, nàng lại giống như thủy thủ Pope sau khi ăn rau chân vịt vậy, lại bay nhanh người về phía trước. Vương Cửu Cửu cũng không biết rõ là nàng đã chạy được bao lâu nữa. Lại càng không biết mình đang chạy đến đâu. Gạch dưới giờ đây, ý nghĩ duy nhất của nàng là cố gắng không để bị chết ở đây, còn về phần những lo lắng lạc đường hay gì đó thì tạm thời như có vẻ dư thừa. Từ trong rừng rậm chui ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt Vương Cửu Cửu. Nàng đi đến một cái hồ nhỏ, cái hồ này được vây xung quanh bởi những cây cao chọc trời. Nếu không phải là vô tình chạy đến đây, thì có lẽ là vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ bị người ta phát hiện ra. Không có lấy một ngọn cỏ ở bên hồ, nhìn chọc lốc, có phần kỳ quái. Đất thì màu đen, giống như được bôi lên một lớp mực vậy. Còn kỳ lạ hơn đó là đến cả nước hồ cũng là màu đen nốt. Một màu đen như mực, làm cho nàng có một cảm giác âm u quỷ dị khác thường. Tất nhiên là cái ý nghĩ này cũng chỉ là trong giây lát. So với con gấu to lớn chạy ở phía sau lưng kia thì những thứ này không là gì hết. Vương Cửu Cửu liếc mắt nhìn một lượt. Rồi nhanh chân chạy đến bên một hòn núi nhỏ ở ngay cạnh hồ, sau đó leo lên đó. Hòn núi đó không lớn, chỉ cao khoảng chừng hơn 3 mét, nhìn nó giống như được tạo thành từ hai khối nham thạch vậy, chỉ có điều, xung quanh bóng loáng như gương, chẳng khác nào một hòn đá hình quả trứng đã được mài nhẵn thín. Cũng may mà còn có một khe hở ở giữa hai hòn đá, dùng hai bên tay đỡ chặt lấy, sau đó hai chân dùng lực cùng một lúc, thoáng một cái đã leo được lên rồi. Cơ thể vốn sắp kiệt sức đến nơi. Vậy mà khi nhìn thấy được tia hy vọng sống thì lại nhanh chóng tràn đầy sức lực trở lại.
Nàng vừa leo lên được đỉnh núi thì con gấu đó cũng chạy đến dưới chân, gầm lên từng hồi. Nó cũng giơ móng vuốt ra định leo lên đó, nhưng rõ ràng đây không phải là sở trường của nó. Nó lùi lại phía sau hai bước rồi dùng đầu húc mạnh vào đó, kết quả là bị té lăn trên đất. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra được một điều, đó là mình không thể làm gì được người phụ nữ đó nữa. Vì thế mà nó phẫn nộ đến khiếp sợ. Nó gầm rú, gào thét một cách thê thảm, lòng vòng xung quanh hòn đá, nhất định không chịu rời đi. Vương Cửu Cửu cẩn thận nhìn nó một hồi lâu, đợi đến khi nàng nhận thấy nó không thể leo lên trên này được thì mới ngồi phịch xuống, ngước mắt lên nhìn bầu trời bao la rộng lớn, thở dốc từng cơn. Bà mày chưa chết. Bà mày vẫn còn sống. Sống thật là tốt. Vương Cửu Cửu cười lớn, cười được một lát thì bỗng nhiên thấy hai mắt đẫm lệ. Những giọt nước mắt ấm nóng lan dài trên đôi gò má đầy dẫy thương tích của nàng, cái chất lỏng có chút muối kèm theo đó chảy qua vết thương khiến nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Tần Lạc, em yêu anh đến muốn phát điên lên rồi. Nếu không phải vì anh thì em đã mặc đồ Chanel, đeo túi LV, đi một chiếc BMW đến Starbucks ngồi giả bộ thục nữ, sau đó đợi một anh chàng người Ý đẹp trai chủ động tiến đến bắt thân với em rồi. Gạch dưới sao em lại có thể như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà chạy đến đây chứ? Rồi phải chạy trốn một cách chết đi sống lại với một con gấu to lớn ngu ngốc này chứ. Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc, gạch dưới. Khu rừng nguyên sinh thì rất khó có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn được màu sắc bầu trời qua khe hở của những chiếc lá. Bầu trời càng tối dần đi thì trái tim Tần Lạc lại co thắt thêm vào một chút. Cuối cùng, hắn còn có ý nghĩ là không muốn tiếp tục tìm kiếm thêm nữa. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh mơ hồ về Vương Cửu Cửu với một bộ dạng máu me lênh láng khắp nơi. Một người đã học qua tâm lý học như hắn hiểu rằng, hắn có những suy nghĩ đó là bởi vì hiện giờ hắn rất lo sợ việc như thế sẽ xảy ra, vì thế mà những hình ảnh do hắn tự dựng nên đó mới không ngừng xuất hiện. Nhưng hắn vẫn không tài nào khống chế được mình không được nghĩ như vậy. Cũng may mà gấu ngựa và Vương Cửu Cửu vẫn để lại vết tích. Điều này chính là động lực cho hắn tiếp tục tiến bước về phía trước. Khi hắn vén những sợi dây rừng đan sen chẳng chịt như một bức tường xanh mướt ra, liền nhìn thấy một thế giới rộng lớn hiện ra trước mắt, thì không khỏi mừng rỡ hẳn lên. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một con gấu lớn cứ đi vòng quanh tảng đá, không ngừng gầm lên từng hồi. Gấu ngựa ở đây thì Vương Cửu Cửu cũng sẽ ở đây. Tần Lạc lướt mắt nhìn quanh một hồi nhưng không tìm thấy bóng hình Vương Cửu Cửu đâu hết. Nhưng con gấu đó cứ lòng vòng xung quanh tảng đá đó không chịu đi thì chắc là Vương Cửu Cửu đang ở phía bên trên đỉnh núi cũng nên. Khoảng cách quá xa, phía trước tảng đá hơi nhọn, vừa vặn che lấp thân người nằm sóng xoài trên đó của Vương Cửu Cửu. Vì thế nên Tần Lạc không phát hiện ra được tung tích của nàng. Nếu muốn cứu Vương Cửu Cửu thì trước tiên phải đuổi con gấu này đi, hoặc là phải giết chết được con gấu to lớn này. Đuổi nó đi, điều này hiển nhiên là không thể làm được. Mặc dù Tần Lạc biết chút võ, nhưng hắn cũng không nắm chắc phần thắng như các nhân vật anh hùng đánh hổ, bắt rồng trong mấy chuyện truyền thuyết được. Hắn thừa nhận, nếu mà đánh nhau tay đôi thì hắn không phải là đối thủ của con gấu ngựa này. Trong tay hắn bây giờ không có thương, Tiểu Hắc thì lại bị hắn để ở nhà mất rồi. Lúc đến đây vì quá vội vàng, đến cả thời gian để tắm một cái cho mát cũng không có, thì làm sao có đủ thời gian để nghĩ đến chuyện đem nó theo chứ. Nhưng trong tay hắn lại có một con dao găm. Đây là một trong số những con dao găm trên người của Ly. Nhưng, suy cho cùng thì dao găm vẫn là vũ khí tấn công gần, lực sát thương của nó có phần hạn chế. Chỉ sợ là có khi chưa đâm xuyên qua được đám lông dày cộp của nó thì đã bị móng vuốt của nó làm cho nát bươm ra rồi. Tần Lạc nghĩ một lát rồi lại lùi vào bên trong rừng cây. Trước tiên, hắn chọn một cái cây không to không nhỏ, sau đó dùng dao găm cắt từng tí một cho nó gãy ra. Chặt bỏ ngọn đi rồi gọt thành một chiếc thương dài gần 2 mét. Tiếp đó, hắn lại lấy thêm một đám dây rừng, dùng dây thừng cột chặt con dao găm này vào đầu của chiếc thương. Thế là đã có được một chiếc thương dài không đạt tiêu chuẩn cho lắm. Tần Lạc cầm chiếc thương trong tay rồi bước dần đến bên tảng đá, chuẩn bị vòng ra sau lưng con gấu rồi cho nó một nhát tơi bời. Chân bước rón rén đến bên tảng đá, cuối cùng thì Tần Lạc cũng nhìn thấy Vương Cửu Cửu nằm trên mỏm đá, hình như nàng đã ngủ rồi thì phải. Hắn mừng như muốn phát điên lên nhưng lại không dám lên tiếng gọi. Nếu để cho con gấu ngựa này phát hiện ra hành tung của hắn, thì có lẽ sẽ lại có thêm một người nữa phải rơi vào thế chạy trốn. Gấu ngựa chạy lòng vòng cả nửa ngày mà vẫn không tiếp xúc được với người đẹp mà nó đã nhắm được, trong lòng rất không cam tâm, vẫn không ngừng đi xung quanh tảng đá, mắt nhìn chằm chằm lên phía bên trên.
Tần Lạc cầm ngang chiếc thương ra, khom lưng hết cỡ xuống. Như thế thì lát nữa sau khi đâm chiếc thương này vào người con gấu đó thì có thể tiếp tục dùng lực được. Gấu ngựa lại quay thêm một vòng nữa, nhìn về hướng Tần Lạc đang chồm hổm ở đó một cái. Tần Lạc nín thở, không động đậy. Không phát hiện ra mục tiêu gì nên nó liền thu lại ánh nhìn của mình. Liếm lưỡi một cái rồi lại hướng mặt sang một bên lướt qua. Cùng trong thời khắc này, Tần Lạc cử động. Hắn xông ra, sau đó trong lúc gấu ngựa chưa kịp xoay người thì chiếc thương dài trong tay lao thẳng vào người nó. Au, gạch dưới. Gấu ngựa đau đớn, phát ra những tiếng thét gào thảm thiết. Máu tươi từ vết thương bị dao găm đâm phải phun ra tứ tung, văng đầy lên mặt Tần Lạc. Chỗ máu đó nóng đến bỏng rát, tựa như nước sôi vậy. Âm thanh này làm kinh động đến Vương Cửu Cửu, nàng bò dậy, nhìn thấy bóng người ở phía dưới, thì gọi lên sung sướng, Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc. Gạch dưới. Sự vui sướng tràn ngập trái tim nàng không còn biết nói thêm gì nữa, chỉ biết gọi tên hắn mà thôi. Đừng xuống đây, Tần Lạc hét lên, sau đó, hắn lại dùng sức muốn đâm cho con gấu này một phát vào bụng. Nhưng, gấu ngựa sau khi bị thương thì mạnh lên khủng khiếp, nó không thèm để ý đến nỗi đau nhức này nữa, đột nhiên quay người lại. Chỉ một cái động này thôi đã đủ cho Tần Lạc đang cầm chiếc thương dài bị hất bay ra xa. Tần Lạc, Vương Cửu Cửu gào lên một tiếng, sau đó lập tức nhảy từ trên mỏm núi xuống. Trong khoảnh khắc lưng Tần Lạc vừa chạm đất thì hắn nhanh chóng bật người dậy. Quả nhiên, con gấu ngựa đó xông luôn đến chỗ mà hắn vừa mới ngã xuống, trông nó sừng sững như một cái lô cốt di động, điệu bộ như muốn quyết sống mái đến cùng vậy. Tần Lạc vừa mới đứng vững, hắn quay người ra sau chạy như điên như dại. Con gấu ngựa đã bị thương đó cũng đuổi sát theo sau, vừa chạy vừa gầm lên từng hôi kinh hãi. Chiếc thương dài được Tần Lạc tạo ra vẫn cắm vào mông của con gấu, nhìn như một cái đuôi dài hướng lên trên vậy. Giờ đây Tần Lạc đúng là tay không bắt giặc. Dù có con dao găm thì đã được cắm vào người gấu ngựa rồi. Cứ như thế mà đấu tay đôi với con gấu ngựa này, thì chẳng khác nào là tự tìm lấy cái chết. Tần Lạc chạy lòng vòng quanh chiếc hồ nhỏ đó. Hắn nghĩ bụng, dù sao thì con gấu ngựa này cũng đã bị thương rồi, chỉ cần dẫn nó chạy thêm vài vòng nữa, đợi cho máu trong người nó chảy ra càng lúc càng nhiều thì có lẽ sẽ không thể chịu được thêm nữa. Nhưng, Tần Lạc quá là đề cao bản thân, và cũng quá hạ thấp đối thủ gấu ngựa của mình. Khi hắn chạy đến hoa cả mắt, hai chân mềm nhũn run lên từng hồi thì gấu ngựa vẫn hùng hục chạy theo, lầm lì, ngoan cố theo ngay sau lưng hắn. Một bước cũng không muốn rời đi. Thế này, gạch dưới có để người ta sống nữa hay không đây? Tần Lạc đau khổ nghĩ thầm. Ngào! Gấu ngựa lại một lần nữa gào lên thảm thiết. Sau đó thân thể lảo đảo chạy lên phía trước thêm mấy bước rồi, uỳnh, một tiếng, con gấu lăn nhào ra đất. Vương Cửu Cửu tay cầm thương đang cố gắng đâm vào người gấu ngựa cũng không kịp tránh sang một bên, liền bị ngã quỵ về phía trước theo nó. Chương 309, niềm vui ngoài ý muốn. Bầu trời tối nay có phần âm u, không có trăng, chỉ có vài ông sao thưa thất tô điểm trên cả bầu trời, cũng không có gió, những chiếc lá không nhúc nhích gì cả, không khí thì ẩm thấp, nặng nề, cảm giác như toàn thân bị một lớp màng mỏng bao bọc bên ngoài vậy, khó chịu vô cùng. Bốn bề đều là rừng cây cao vút lên đến mây xanh, ngồi ở một vùng đất trống giữa khu rừng rậm, nhìn bầu trời to bằng cái bàn tay, nghe không khác gì câu chuyện cóc ngồi đáy giếng cả. Tần Lạc thở dốc từng cơn, cảm giác vui mừng sung sướng sau kiếp nạn không hoàn toàn xua đuổi hết sự phẫn nộ trong con người hắn. Hắn chạy đến trước mặt Vương Cửu Cửu, tức giận nói, ai cho em xuống rồi? Em có biết là làm thế nguy hiểm thế nào không? Thầy đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Vừa rồi là em đã cứu thầy đó. Vương Cửu Cửu bò lổm ngổm dậy, kèm theo một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Tần Lạc nói. Cưỡi bạch mã không có nghĩa là hoàng tử, có thể đấy chỉ là đường tăng. Nhưng, bất kể đó là hoàng tử hay đường tăng thì chỉ cần anh ta có mặt bên cạnh mình khi mình gặp nạn, thì anh ta chính là anh hùng của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Lạc rất phù hợp với điều kiện này. Em thật là phiền toái. Tần Lạc tức giận nói. Sắc mặt của Vương Cửu Cửu sa sầm xuống, khẽ nói, em đã nói rồi, em đến đây là để ở bên thầy. Nếu thầy có gặp phải chuyện gì bất chắc, thì em làm sao sống một mình được chứ? Những lời này không phải là thuận miệng mà nói ra không thôi đâu. Tần Lạc ngồi phịch xuống không nói được câu nào. Một lúc lâu sau thì hỏi, có bị thương ở đâu không? Em không biết, Vương Cửu Cửu lắc đầu, toàn thân nàng như dã rời hết cả ra, chỗ nào cũng đau nhức, khó chịu. Tựa như chỗ nào cũng như bị thương vậy.
Nói cách khác có nghĩa là, thương lớn thì không có, nhưng thương nhỏ thì lại đầy rẫy. Tần Lạc nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thương tích từ bụi gai rừng, quần áo rách dưới tả tơi, thì không khỏi động lòng thương, liền nói, tôi đã nói rồi, em không nên đến một nơi như thế này, em không cần phải sống một cuộc sống như vậy. Nếu em mà có mệnh hệ gì thì tôi biết nói với người nhà nhà em thế nào đây? Vương Cửu Cửu nhìn vào Tần Lạc hỏi, nếu em không làm như vậy, thì thầy có chọn em không? Tần Lạc lắc đầu. Hắn đã có Lâm Hoán Khê và họ cũng đã có quan hệ chính thức rồi. Hắn sẽ nắm lấy tay nàng bước vào nhà thờ, sau đó hứa hẹn suốt đời chỉ yêu mình nàng rồi trao vào tay nàng chiếc nhẫn tượng trưng cho sự hạnh phúc. Hắn làm sao có thể lại chọn thêm Vương Cửu Cửu nữa chứ? Đúng vậy, nếu em không đến đây thì chắc là vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội. Vương Cửu Cửu cười khổ nói, có người đã từng nói rằng, trên chiến trường tình yêu thì bí quyết giành chiến thắng chính là chạy trốn. Em đã từng chạy trốn nhưng cuối cùng em lại chạy ngược trở lại. Khi em tìm Vương Nhạc để nói ra chuyện của chúng ta, thì em cũng đoán ra được phản ứng của anh rồi. Em biết anh sẽ tức giận, thậm chí còn vì điều đó mà ghét em nữa. Nhưng em vẫn sẽ làm thế, cũng giống như là anh hết lần này đến lần khác đẩn em ra, còn em thì lại hết lần này đến lần khác muốn xích lại gần anh vậy. Em tự nói với lòng mình rằng, Vương Cửu Cửu, cố gắng thêm một lần nữa, đây sẽ là lần cuối cùng đó, nhưng thực sự là ngay đến bản thân em cũng không biết rõ khi nào mới là lần cuối cùng nữa. Tần Lạc khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không biết nói gì thêm. Đúng vậy, từ đầu đến giờ đều là Vương Cửu Cửu chủ động từ một phía cả. Cái sai của nàng là đã thích mình, còn mình thì lại thích người khác trước mất rồi. Nếu cô nàng không chủ động như thế thì sự việc sẽ diễn biến ra sao đây? Có lẽ, mình sẽ đối đãi với Vương Cửu Cửu như với những học sinh khác thôi, chỉ truyền đạt lại những kiến thức của mình, chứ không có chuyện từ ánh mắt cho đến trái tim đâu. Chỉ biết gật đầu mỉm cười, chứ không uống trà long tỉnh của nàng đưa, cũng không đeo đôi găng tay nàng đan, chỉ là một sự gặp mặt thoáng qua chứ sẽ không phát sinh bao nhiêu việc như thế này. Gạch dưới, họ quen mà không hiểu, quen thân mà lại không biết rõ. Họ không phải là người lạ nhưng lại rất lạ lẫm về nhau. Đây mới là quan hệ thông thường, trạng thái vốn nên có của họ. Nhưng, đây là điều mà mình muốn sao? Mặc dù mình nói nàng là, phiền phức, dồn hết thảy trách nhiệm lên người của cô gái cố chấp này, nhưng nàng đã làm sai điều gì chứ? Nàng giống như một Ultraman dũng cảm kiên cường vậy. Mỗi một lần nàng bị tên quái thú mình đây đánh bay đi chỗ khác, chỉ cần cho nàng một chút xíu ánh sáng mặt trời, một chút xíu sức lực thôi, là nàng lại tiếp tục đứng dậy rồi xông tới. Gạch dưới. Một cô gái đem hết cả tâm trí của mình dành vào chuyện tình trường, không có liên quan gì đến âm mưu quỷ kế cả, cũng không liên quan gì đến thiện ác đạo đức gì cả. Cái mà nàng muốn, đơn giản chỉ là một sự viên mãn mà thôi. Mình đúng là có thích nàng. Chứ nếu không thì khi biết nàng gặp nguy hiểm thì mình đã không lo lắng đứng ngồi không yên đến thế. Mình đúng là thích nàng, chứ nếu không thì đã không đánh đổi sinh mệnh của mình để đâm xuyên vào trong rừng sâu giết gấu rồi. Mình đúng là thích nàng, nếu không thì, gạch dưới nếu không thì đã sớm từ chối một cách nghiêm túc, chứ không dây dưa lằng nhằng đến giờ rồi. Hóa ra, thủ phạm lại chính là mình. Anh mắng em đi, Vương Cửu Cửu mất sức, nằm dài lên đất, nói đúng kiểu giọng lợn chết không sợ nước sôi. Dù gì thì em cũng biết một điều đó là anh mà tìm ra em thì chắc chắn sẽ mắng cho em một trận. Tôi mắng em làm gì chứ? Vì em nói chuyện của chúng ta cho bản dân thiên hạ biết mà. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc với ánh mắt nghi hoặc nói. Đó không phải là sự thực sao? Nhưng, Vương Cửu Cửu kinh ngạc nhìn Tần Lạc, có phần không đoán ra được ý nghĩ của người đàn ông này. Trong dự tính của nàng, thì hắn phải vô cùng giận dữ, thậm chí đuổi mình đi mới đúng chứ? Trên người tôi không đem theo thuốc nên chẳng có cách nào xử lý vết thương cho em hết cả. Tần Lạc kéo Vương Cửu Cửu dậy, hai người dựa vào nhau ngồi trên đám đất màu đen xì. Trời tối rồi, vết tích khi đến đây thì bây giờ cũng không còn nhìn rõ nữa. Nếu bây giờ mà đi ra, thì có lẽ còn nguy hiểm hơn. Chúng ta phải ở quanh đây một đêm, tôi thấy hòn đá ban nãy mà em leo lên không tồi đâu. Chúng ta lên trên đó nằm qua tối nay đi, đợi đến khi nào trời sáng thì tính tiếp. Được. Vương Cửu Cửu cười nói, chỉ cần được ở bên cạnh Tần Lạc thì làm gì nàng cũng vui. Cho dù đó chỉ là một buổi đêm, thì nàng cũng có thể vui sướng cả đêm đó. Tần Lạc đưa mắt ra xem xét tình hình xung quanh rồi nói, đây là đâu vậy nhỉ, sao lại có một mùi là lạ thế? Em cũng không biết nữa, thầy nhìn xem, đến cả nước trong hồ cũng là màu đen luôn, đen như mực vậy.
Lúc em vừa mới chạy đến đây, nhìn thấy mà sợ phát khiếp, cũng may mà thầy đến, chứ nếu mà để em ngủ qua đêm ở trên hòn đá này thì không sợ đến chết đi sống lại thì thôi ấy. Vương Cửu Cửu chỉ vào nước hồ rồi nói với Tần Lạc. Tần Lạc lúc này mới chú ý đến màu nước trong hồ, nói, kỳ lạ thật, sao lại như thế được nhỉ? Em không biết, đến cả chỗ đất dưới chân chúng ta cũng là màu đen đấy. Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc lấy tay vốc một vốc, đưa lên mắt nhìn chăm chú hồi lâu, đúng là màu đen thật. Một bầu trời đen vô tận, có đến mấy mắt cũng không nhìn thấy bờ rừng, một đôi nam nữ mệt mỏi, uể oải, một con gấu ngựa bị rách hậu môn mà chết, một hồ nước đen, một màu đất đen, gạch dưới đã thế lại còn có một thứ mùi kỳ quái. Tất cả những thứ này đã tạo nên một khung cảnh âm u đến đáng sợ. Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói, chúng ta đi lên phía trên tảng đá kia đã đi. Tảng đá cũng khá cao, ngoài cái khe hở ở giữa hai hòn đá ra thì khó mà leo lên trên này được từ những nơi khác. Tần Lạc đẩn Vương Cửu Cửu lên trước, sau đó mình sẽ tự leo lên sau. Bên trên cũng khá là bằng phẳng, nằm ở bên trên cũng không sợ bị rơi xuống. Em mệt rồi, Vương Cửu Cửu nói. Tôi cũng mệt, Tần Lạc nói theo, vì cứu Cửu Cửu, Tần Lạc đã phải xuyên rừng, vượt núi, đã thế còn giết chết cả một con gấu ngựa nữa, làm sao mà không mệt được chứ? Một hoàng tử theo cảm tính thì sinh ra đã phải chịu khổ rồi. Vương Cửu Cửu cười nói, thế thì cho thầy mượn tạm vai của em này. Bạn thấy đấy, người con gái thông minh có thể tìm cớ cho yêu cầu của mình. Một người phụ nữ mà còn vô tư như vậy, là một người đàn ông, Tần Lạc làm sao có thể nhỏ nhen như thế được chứ? Hắn giơ tay ra ôm lấy thân hình của Cửu Cửu, để đầu nàng dựa vào vai mình. Vương Cửu Cửu tìm được một tư thế thật dễ chịu thì nói, em đói rồi. Nếu Vương Cửu Cửu không nói thì không sao, nàng vừa mới nói ra thì Tần Lạc cũng thấy bụng mình réo lên từng hồi. Cái này thì tôi cũng chẳng có cách nào, Tần Lạc nói, hắn không có công cụ, không thể săn được mồi. Nước trong hồ thì đen như mực thế này, cho dù có gặp may mà mò được ít cá hay tôm ở trong này, nhưng liệu họ có dám ăn không? Thịt gấu có thể ăn được không? Vương Cửu Cửu nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi nhìn thi thể của con gấu mập mạp khổng lồ ở đối diện hồ nước nói. Chấm, gạch dưới tôi không biết làm, Tần Lạc cười khổ nói. Hơn nữa, cho dù chúng ta có cắt nó ra từng miếng đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào để rửa sạch nó được. Chỗ này đến cả nguồn nước cũng không có. Cũng đúng, máu me be bét thế này đúng là không thể ăn được. Vương Cửu Cửu nói, nhưng, vừa nãy nó còn muốn ăn thịt em, bây giờ em muốn ăn thịt lại nó cũng không phải là quá đáng đâu nhỉ. Em là người như thế đấy, có ơn thì báo ơn, có thù thì báo thù. Ai đối xử với em tốt, thì em sẽ đối xử với người ta tốt gấp mấy lần, còn ai đối xử với em không tốt thì em sẽ trả lại cho người ta vạn lần không tốt. Sau đó, nàng nghĩ một lát rồi quay ra nói với Tần Lạc, nhưng thầy là ngoại lệ. Tần Lạc chỉ cười mà không nói gì. Vương Cửu Cửu cũng không nói thêm câu gì nữa, hai người ôm lấy nhau, yên lặng nhìn bầu trời vừa không bao la rộng lớn, lại vừa không sáng chói này. Tai, không còn nghe thấy tiếng ồn huyên náo. Mắt. Không rực rỡ. Môi, yên tĩnh không lời. Khi miệng nghỉ ngơi thì là lúc hai tâm hồn giao hòa lại với nhau. Đột nhiên, Vương Cửu Cửu lên tiếng nói, kỳ lạ thật, sao lại không thấy có con muỗi nào nhỉ? Tần Lạc sửng sốt, thầm nghĩ, ừ nhỉ, sao không thấy muỗi nhỉ? Theo lý mà nói thì ở cái chốn hoang vu không một bóng người giữa rừng cây rậm rạp thế này, thì phải có muỗi hoành hành mới đúng chứ? Nhưng... hai người ngồi tâm tình ở đây cả nửa ngày rồi mà vẫn không nhìn thấy một con muỗi nào cả. Lẽ nào đám muỗi này cũng bị say lòng bởi cảnh tượng ôm lấy nhau đẹp mê hồn của họ, nên đã chọn cách là không đến làm phiền người ta trong lúc này. Em có ngửi thấy cái mùi kỳ lạ đó càng lúc càng nồng không? Tần Lạc cũng lên tiếng nói. Ừ nhỉ, hình như là, gạch dưới chính là ở trên người chúng ta mà ra. Vương Cửu Cửu thả lỏng eo Tần Lạc ra, bò ra mặt hai tảng đá hít hít ngửi ngửi, rồi nói. Hình như là cái mùi đó tỏa ra từ khe giữa hai hòn đá này. Bọn muỗi đó chẳng lẽ lại vì sợ cái mùi này mà không dám đến đây sao? Tần Lạc nghĩ một lát, sau đó mừng rỡ còn hơn cả bắt được vàng. Hắn ôm lấy đầu của Vương Cửu Cửu, hôn lên mặt nàng một cái rồi nói, Vương Cửu Cửu, em đáng yêu quá đi thôi. Không phải vừa rồi còn nói em là phiền phức đó sao? Vương Cửu Cửu thù dai nói. Những may mắn mà em mang đến không thua kém gì những phiền phức mà em đem lại cả. Tần Lạc cười nói, sau đó nhảy từ trên hòn đá đó xuống. Chương 310,
giải đố cơn bệnh do mũi mặt người gây ra. Em đưa đến may mắn gì vậy? Vương Cửu Cửu cũng nhảy từ trên tảng đá đó xuống, lên tiếng hỏi. Tần Lạc đưa mũi ngửi đi ngửi lại chỗ giữa hai tảng đá, sau đó lại dùng tay gõ gõ đập đập rồi nói, em có ngửi ra được cái mùi phát ra từ hai tảng đá này giống với mùi gì không? Giống với thứ gì? Vương Cửu Cửu nghĩ một lát, sau đó lại cố hít đi hít lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, liền nói, sữa dê. Không sai, có một mùi hôi khai của dê, mặc dù nó không nồng và nặng như mùi sữa dê, nhưng đối với lũ muỗi đó mà nói thì cái mùi đó là quá rõ. Tần Lạc giải thích, tôi vẫn cứ nghĩ là sữa dê có thể ngừa muỗi, nhưng kỳ thực thì muỗi không hề sợ mùi hôi khai của sữa dê, mà là sợ cái mùi mà cái thứ này tỏa ra xung quanh. Cái này lại là thứ gì? Vương Cửu Cửu cũng bắt đầu gõ gõ đập đập lên tảng đá, nàng không ngờ là sau khi mình bị con gấu ngựa hăn hãn truy đuổi một hồi thì lại phát hiện ra cảnh đẹp như thế này. Tần Lạc chỉ vào đống đất đen thùi lụi ở bên cạnh tảng đá và cái hồ nhỏ đen ngòm mà chỉ nhìn vào thôi cũng đủ làm cho người ta phải ớn lạnh, nói, em có phát hiện ra môi trường xung quanh đây có gì khác lạ không? Không có một cây cỏ nào sinh sống được ở quanh tảng đá này, nước trong hồ thì bị nhuộm đen thui như mực. Còn chúng ta ngồi trên tảng đá này cả nửa ngày rồi mà không thấy nổi một con bướm hay muỗi nào cả. Gạch dưới như thế nói lên điều gì? Tảng đá này liệu có phải có nguyên tố có tính chất phóng xạ không? Làm cho những thực vật kia không có cách nào sinh trưởng được. Muỗi mặt người cũng là do nhiễm phải loại nguyên tố này nên thể chất mới bị biến dị như vậy. Vương Cửu Cửu cũng là một cô gái thông minh, nên sau khi nghe Tần Lạc phân tích thì lập tức liên tưởng đến sự việc xôn xao lòng người mũi mặt người có lẽ có liên quan đến tảng đá này. Tần Lạc gật gật đầu cười nói, cha em không phải là tướng lĩnh trong quân đội sao? Thầy muốn em gọi điện cho ông ấy. Vương Cửu Cửu hỏi. Nước tốt không chảy vào ruộng người ngoài. Tần Lạc nói. Em là người nhà à? Trong nháy mắt, ánh mắt Vương Cửu Cửu sáng ngời lên, chớp chớp nhìn Tần Lạc. Tần Lạc lờ câu hỏi này của nàng, rồi nói. Em nhất định là có cách liên lạc với người nhà của em phải không? Tất nhiên là có rồi. Vương Cửu Cửu đắc ý nói. Nàng vắn ống tay áo lên, để lộ chiếc cổ tay trắng ngần mịn màng như ngọc vậy. Sau đó mở chiếc nắp đồng hồ rất không bắt mắt trên cổ tay ra, sau khi ấn vào một cái nút đen ở trên đó thì đưa nó lên tai rồi yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, một âm thanh được truyền đến từ chiếc đồng hồ đeo trên tay. Vương Cửu Cửu cũng không tránh né gì cả. Miêu tả hết tình hình ở đây cho phía bên kia nghe ngay trước mặt Tần Lạc. Chỉ một lát, Vương Cửu Cửu đã kết thúc cuộc trò chuyện với đối phương, sau đó quay ra nói với Tần Lạc, em đã liên hệ với Cao Thâm, bây giờ anh ta sẽ đi báo cáo với cha em. Một lát nữa sẽ hồi âm cho em, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tần Lạc lướt mắt nhìn một lượt rồi nói, nếu chúng ta đã chắc chắn hai tảng đá này có nguyên tố có tính phóng xạ, thì chúng ta phải nhanh chóng rời xa chúng. Đi về phía rừng sâu kia thì không được. Phỏng chừng sẽ bị đàn muỗi đó ăn thịt mất. Thôi chúng ta hãy đi đến phía đối diện cái hồ nhỏ kia đi. Chỗ đó cách tảng đá này cũng có vẻ xa. Nghiêm trọng như vậy sao? Vương Cửu Cửu lo lắng nói. Vừa nãy chúng ta còn ngồi ở trên đó đấy, làm thế nào đây? Tần Lạc cười nói, bức xạ thì cũng phải có một quá trình. Sẽ không nhanh đến nỗi thế chứ? Sau khi quay về rồi đi kiểm tra sức khỏe là được chứ gì? Vương Cửu Cửu gật gật đầu. Hai người rời xa tảng đá, chạy đến phía đối diện cái hồ nhỏ. Hai người lại đi đến bên con gấu ngựa đã chết, Vương Cửu Cửu nhìn con gấu ngựa đó một cái rồi cười nói, nếu khi thầy đến đây mà nhìn thấy em đã bị con gấu ngựa này ăn thịt rồi, máu me be bét nằm ở đó, thì thầy sẽ làm thế nào? Quay người chạy một mạch cho nhanh, Tần Lạc cười đáp, dù sao thì em cũng không còn nữa, tôi cũng không đánh lại được nó. Tốt nhất là phải bảo toàn được tính mạng cho mình. Nói vậy thôi nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu thực sự là nhìn thấy cảnh tượng thảm hại như vậy xảy ra, thì mình phải làm thế nào đây? Đáng ghét, Vương Cửu Cửu nói, em nói thật đấy, nếu em bị con gấu ngựa đó ăn thịt rồi thì thầy sẽ làm thế nào đây? Giết chết gấu ngựa, báo thù cho em. Vương Cửu Cửu gật gật đầu, nói, như thế là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ít nhất thì người báo thù cho em cũng là thầy. Chứ không phải là mẹ em đem theo người dùng thương đánh cho con gấu này nát bét ra. Tần Lạc nghĩ đến phong cách làm việc của Trương Nghi Y, thì bất giác bật cười. Việc như thế này thì đúng là bà có thể làm ra được. Vương Cửu Cửu nhìn vào mắt Tần Lạc, nói với giọng nghiêm túc, em chuẩn bị quay về đây. Tại sao vậy? Em vốn cho rằng, dũng khí chính là dũng cảm, nhưng giờ đây em đã biết, hóa ra cố chấp quá lại thành phiền toái. Vương Cửu Cửu cười khổ nói.
em biết đàn ông các anh thích những phụ nữ như thế nào, đó phải là những người ngoan ngoãn, an phận, phải biết chờ đợi, không dễ dàng vượt qua. Gạch dưới nhưng, em đều không thể làm được những điều này. Đã thích rồi, thì làm sao có thể không làm những gì mà mình có thể làm được chứ? Chấm, gạch dưới. Em là Vương Cửu Cửu, một Vương Cửu Cửu dám yêu dám hận. Nếu em thích làm gì thì em sẽ làm cái đó. Có một chút khôn lỏi, chứ không có một trí óc thông minh hơn người. Có một chút nỏng này, nhưng nói cho cùng thì em vẫn không phải là một người xấu. Gạch dưới từ rất nhỏ đã như thế này rồi, đến khi lớn lên thì vẫn như vậy. Em yêu anh, nên đã dùng phương thức của mình để yêu anh, nhưng phương thức này vô tình lại làm tổn thương đến anh và những người bên cạnh anh. Vương Cửu Cửu lấy tay dụi lên mắt, cười khổ nói, người như em đây, thì cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật làm cho người ta ghét bỏ mà thôi. Vì thế nên thôi em về là tốt nhất, yên tâm. Việc em nhận lời anh thì nhất định em sẽ làm tốt. Lần ra khỏi nhà này gây ra bao nhiêu là chuyện, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước giờ chưa nhìn thấy bao giờ. Gạch dưới ví dụ như những thôn nghèo như thôn Cửu Chi Hoa và thôn Bạch Thủy thì nhiều vô kể. Em rất muốn làm một điều gì đó cho bọn họ. Chúng ta chỉ làm về phần y liệu thế này thì không thể đủ được. Em muốn làm nhiều hơn thế, cố gắng hết sức mình có thể để giúp đỡ bọn họ. Khuôn mặt xinh xắn của nàng có một vầng hào quang tinh khiết. Thánh thiện động lại nơi đó, nàng thấp giọng nói với ánh mắt chân thành, chúng ta chỉ bỏ ra một chút công sức thôi, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đó là cả một thay đổi lớn không tả xiết. Em thích nhìn thấy những chuyển biến như vậy. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Vương Cửu Cửu, thầm nghĩ, cô nhóc này bị gấu ngựa đuổi cho một chuyến mà sao quan niệm lại thay đổi lớn đến như vậy. Có điều, giờ đây Vương Cửu Cửu thành thục, hiểu biết hơn rất nhiều. Nàng không còn cố chấp đòi cái đáp án đó nữa. Làm cho áp lực trong lòng Tần Lạc giảm đi đáng kể. Nhưng, vì sao lại có, gạch dưới một chút cảm giác mất mát chứ? Vương Cửu Cửu ơi là Vương Cửu Cửu, chỉ có một Vương Cửu Cửu duy nhất trên thế giới này. Một Vương Cửu Cửu thật là thật. Có những lúc, Tần Lạc cảm thấy Vương Cửu Cửu rất giống với Lệ Khuynh Thành. Bởi vì họ đều là những người đàn bà nhiệt tình như lửa vậy. Thế nhưng, Lệ Khuynh Thành là một lão yêu tinh được luyện qua 9981 khó khăn đắc đạo mà thành. Kỹ thuật chơi với lửa của nàng vô cùng thành thục, thích phóng ra hay thu vào khi nào thì đều tùy thích, cho dù nhiệt độ của ngọn lửa đó có cao đến mấy, rừng rực đến mấy, thiêu đốt đến mấy, thì cũng không dễ dàng gì mà làm tổn thương đến người khác được. Còn Vương Cửu Cửu vẫn còn non nớt lắm, nàng giống như một dũng sĩ không biết sợ hãi điều gì, dùng thân thể mình để làm nhiên liệu, có những lúc sẽ làm cho người khác ấm áp hơn, nhưng có những lúc không thao túng được nó thì nó sẽ làm cho người khác bị thương. Hai người bọn họ đều rất đáng yêu. Tần Lạc còn chưa kịp nói gì, thì chiếc đồng hồ trên cổ tay Vương Cửu Cửu bắt đầu kêu lên những tiếng tít tít tít. Vương Cửu Cửu kéo chiếc nắp đồng hồ ra, lại trò chuyện với đối phương một lần nữa. Một lát sau, Vương Cửu Cửu nói, cha em bảo chúng ta đừng nên manh động mà hãy giả bộ như không biết việc này. Ông ấy đã phái những chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kim Trúc và Cao Sâm đến rồi. Phải kiểm định thuộc tính của tảng đá này rồi tính tiếp. Vậy cũng được. Tần Lạc nói, đợi đến khi bọn họ kiểm định ra được thuộc tính của tảng đá này, thì có lẽ sẽ có thể tìm ra được cách giải độc rồi. Hy vọng là có thể nhanh hơn chút nữa, chúng ta có thể đợi được, nhưng những bệnh nhân thì không thể đợi được đâu. Nhớ đến những bệnh nhân vẫn còn nằm trên giường bệnh, thì tâm tư Tần Lạc lại trở nên nặng trĩu. Nhưng, có những việc, đúng là không phải con người có thể thay đổi được. Ví dụ như hắn là một bác sĩ thì nên ứng phó thế nào với nguyên tố phóng xạ ở tảng đá này chứ? Bây giờ đã xuất phát rồi, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc, gạch dưới. Bùm, gạch dưới, gạch dưới. Nằm trong lòng Tần Lạc, Vương Cửu Cửu vẫn mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng hỏi, anh có nghe thấy tiếng gì không? Nàng đi bộ từ sáng sớm đến tận chiều tối, để trốn khỏi sự truy đuổi của gấu ngựa, thì nàng đã hao phí hết cả toàn bộ sức lực, nên lúc đang nói chuyện với Tần Lạc thì thiếp đi lúc nào không biết. Nàng thiếp đi rồi, nhưng Tần Lạc thì không dám ngủ. Thậm chí đến cả nhắm mắt vào một chút để nghỉ ngơi cũng không dám. Hắn cười nói, là người ở doanh trại tìm đến rồi. Hắn nghe thấy có người đang gọi tên mình, giữa chừng còn kèm theo cả tiếng súng nữa. Hiển nhiên, những cu cậu ở trong rừng đã bị loài người đánh thức dậy, nên cũng muốn phát giận một chút. Á, thế thì chúng ta có thể về được rồi. Vương Cửu Cửu đứng thẳng người dậy, mừng rỡ nói. Tần Lạc bóp bóp bờ vai đã bị tê dại của mình rồi nói, đúng rồi. Chúng ta hãy mau mau rời khỏi nơi này thôi. Nhìn mặt nước bị bao phủ bởi một màn đêm tăm tối,
còn hai tảng đá thì giống như hai con mãnh thú đang nằm say giấc vậy, liền nói, rời xa nơi này càng xa càng tốt. Những tiếng kêu gọi càng lúc càng rõ, lại còn nhìn thấy cả những ngọn đuốc chấm chấm từ xa như những ông sao vậy. Chỉ một lát sau, người của đội cứu viện cũng lần theo vết tích của gấu ngựa để lại mà tìm ra được nơi này. Minh Hạo, Vương Dưỡng Tâm, Âu Dương Lâm, Lâm Đống, trưởng thôn của thôn Cửu Chi Hoa, cùng với người dân trong thôn quen thuộc với đường rừng núi nơi đây và những quân nhân phụ trách công việc hộ vệ, lập dập kéo đến cả mấy chục người. Minh Hạo nhìn thấy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu vẫn an toàn, không làm sao thì khối đá đè nặng trong lòng anh mới rơi xuống. Anh ta thở phào một hơi, nói, hai người không bị làm sao là tốt rồi, không làm sao là tốt rồi. Hai người này quả thực là rất quan trọng. Một người là do đích thân phó bộ trưởng ủy thác trọng trách, còn người kia thì lai lịch còn lớn hơn thế, không phải người mà mình có thể động vào được. Bất kỳ ai trong số hai người bọn họ xảy ra chuyện gì thì chuyến đi lần này của mình cũng coi như công cốc. Trưởng thôn của thôn Cửu Chi Hoa nhìn thấy con gấu ngựa nằm dài ở đó, thì trợn tròn mắt nói, ôi cha mẹ ơi, con gấu ngựa này chết thế nào vậy? Hậu môn đều đã bị đâm nát ra rồi. Gạch dưới ngày trước, mấy người đi săn trong thôn cũng không dám động đến chúng. Vậy mà không ngờ lại bị hai người đánh chết. Thật là lợi hại quá, của là rất lợi hại. Trưởng thôn ngồi xổm xuống, giơ tay ra sờ mò cái gì đó ở giữa hai đùi con gấu đó, sau đó cười nhăn nhở nói, ồ, cũng may mà cái đó vẫn còn, có thể cắt nó đi để làm rượu. Chương 311, tôi nghi là em đã bị nhiễm xạ rồi. Ý cậu nói là virus lây nhiễm từ mũi mặt người có liên quan đến hai tảng đá này sao? Minh Hạo hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, đây là những suy đoán sơ bộ của tôi. Chúng tôi đã thông báo cho bên quân đội rồi, họ đã phái những chuyên gia chuyên nghiên cứu về những thứ này đến đây, có lẽ rất nhanh là họ sẽ đến thôi. Rốt cuộc là như thế nào thì chúng ta sẽ được biết nhanh thôi. Thế đội cứu viện của chúng ta không phải là có thể rời đi được rồi sao? Minh Hạo nói với giọng vừa mừng rỡ lại xen lẫn một niềm tiếc nuối. Lần đi này vẫn chưa lập được công lớn nào mà đã phải quay về rồi. Có điều, nếu sự việc đã dính vào bên quân đội, thì đó không phải là việc mà bọn họ có thể nhúng tay vào nữa rồi. Dù gì thì cũng là anh dẫn đội đến đây, mặc dù vẫn chưa tìm ra được loại thuốc miễn dịch với độc tố của mũi mặt người, nhưng lại có thể phòng trừ một cách hiệu quả sự lây lan của bệnh tình do mũi mặt người gây ra. Cái công lao to lớn này thì ai cũng không thể cướp đi được. Phó Bộ trưởng chắc chắn sẽ tính công anh đầu tiên đấy. Tần Lạc biết Minh Hạo đang nghĩ gì liền vội nở nụ cười an ủi nói. Minh Hạo cũng chẳng có ý cố tình giấu giếm điều gì trước mặt Tần Lạc cả, liền nói, những người chúng ta thật là trần tục, làm được một số việc thì liền muốn cho lãnh đạo và dân chúng đều phải biết tới mới được. Đó là chuyện thường tình mà, Tần Lạc nói, biểu hiện công lao thì không có gì gọi là đáng sợ cả, đáng sợ nhất chính là chiếm luôn cái toilet mà không cho ra, hoặc đã chiếm toilet rồi mà còn đi lung tung ra khắp nơi nữa chứ. Thế những bệnh nhân kia thì phải làm thế nào đây? Để xem kết quả kiểm định của bên quân đội cái đã. Nói thế nào thì nói cũng phải dàn xếp cho xong nơi ăn trốn ở của những thôn dân nơi đây mới được. Minh Hạo nói. Tần Lạc tranh thủ thời gian quay về lều vải một chuyến rồi hỏi, tình hình của Lý Kiến Trụ ra sao rồi? Vô cùng nguy hiểm, Vương Dưỡng Tâm lắc đầu nói. Hôm qua không đợi anh quay về thì chúng tôi đã tự đến thăm anh ấy rồi. Gần như đại bộ phận trong cơ thể anh ấy đã bắt đầu suy kiệt, còn người thì cũng rơi vào giai đoạn hấp hối rồi. Họ đã chuẩn bị chuyện hậu sự rồi. Tần Lạc nghe xong thì im lặng không nói câu gì. Hắn rút hộp kim châm trong bao ra rồi nói, chúng ta đến đó một chuyến xem sao. Vương Dưỡng Tâm thấy Tần Lạc lấy hộp kim châm thì liền biết hắn muốn làm gì, bèn khuyên nhủ, có lẽ là chẳng còn tác dụng gì nữa đâu. Không thử thì làm sao biết được, Tần Lạc nói, bất kỳ lúc nào cũng không thể từ bỏ sinh mệnh của bệnh nhân một cách dễ dàng như thế được. Đối với chúng ta mà nói, thì họ chỉ là một trong vô vàn bệnh nhân mà thôi, nhưng đối với vợ con họ mà nói thì họ lại là tất cả. Hơn nữa, có thể trì hoãn thêm một thời gian cũng là một việc tốt. Giờ đây, cái mà họ cần chính là thời gian. Vương Dưỡng Tâm gật gật đầu, nói, tôi đi cùng anh. Rất nhanh, người bên quân đội đã đến hết rồi, nhưng vì lo người đông khó giữ kín được bí mật, nên họ không đến nơi dừng chân của tổ cứu viện. Sau khi họ trực tiếp liên hệ với Vương Cửu Cửu xong xuôi đâu đấy, thì ba người Tần Lạc, Minh Hạo và Vương Cửu Cửu liền tới dẫn đường cho họ. Tối qua lại có vài chục người dẫm qua con đường đó, nên mọi người giờ đây đi đường đó thì vô cùng thuận tiện. Lần này người trong quân đội đến đây không nhiều, chỉ có 7 người.
Cao Thâm thì Tần Lạc đã gặp qua mấy lần, còn một quan chức viên đeo kính, hai thành viên trong tổ chuyên gia và ba người cao to lực lưỡng là nhân viên trong tổ bảo an nữa chứ. Đoàn người đi đến cái hồ mà tối qua Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu ở đó, xác con gấu ngựa vẫn còn đó, nhưng mật gấu, bàn tay bàn chân gấu và cái cổ quý của gấu thì đã bị trưởng thôn cắt đem về rồi. Chính là hai tảng đá ở đằng kia, Tần Lạc chỉ vào hai tảng đá không ngừng tỏa ra cái mùi kỳ lạ nói. Hai chuyên gia vừa mới đặt chân tới thì đã chú ý đến cảnh vật và môi trường xung quanh, họ rút máy ảnh ra bắt đầu chụp. Chụp vùng đất đen nơi đây, hồ nước đen kịt cùng với hai tảng đá nhìn như chẳng có gì là kỳ lạ cả. Tiếp đó, họ lại lấy ra kính lúp luôn đem theo bên người, cùng với kìm, kẹp, v.v. bắt đầu tiến hành gõ gõ, đập đập vào hai tảng đá. Đây là công việc của các chuyên gia, mấy người Tần Lạc không thể giúp gì được nữa bèn đứng sang một bên nói chuyện. Con gấu đó là do hai người giết chết sao? Cao Thâm chỉ vào thi thể to lớn của con gấu ngựa hỏi với vẻ mặt vô cùng khó tin. Là do Cửu Cửu giết chết đó. Tần Lạc cười nói, hắn không hề nói dối chút nào, ở vào thời khắc cuối cùng thì đúng là Cửu Cửu đã đâm cho con gấu ngựa đó một nhát từ đằng sau khiến nó không thể chịu nổi mà lăn ra chết. Cao Thâm nhìn Vương Cửu Cửu, cười nói, ô, quả là lợi hại. Ngày trước chỉ nghe nói Bạch Phá Cục một thân một mình săn được gấu. Không ngờ viện chúng ta cũng có cả một phụ nữ hùng mạnh đến vậy. Việc này mà truyền ra bên ngoài thì e rằng danh tiếng của cô còn vượt qua cả Bạch Phá Cục nữa đó. Anh dám truyền ra bên ngoài thì cứ đợi xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào. Vương Cửu Cửu hung hãn uy hiếp. Tôi còn đọc cả bài báo Chiến Địa Nguy Tình nói về hai người rồi đấy nhé. Gạch dưới vừa diệt mũi mặt người lại vừa giết được gấu. Cái tên này đúng là xác thực phải biết. Chỉ có điều, đến gấu cũng đã bị mấy người giết chết rồi. Thì còn có việc gì mà mấy người không làm được nữa chứ? Cũng chẳng còn nguy hiểm gì nữa rồi nhỉ? Cao Thâm cười đùa. Không được nhắc đến cái này nữa. Vương Cửu Cửu phẫn nộ nói. Nàng còn đang canh cánh việc này trong lòng đây. Cái này thì có gì chứ? Đến cả thủ trưởng còn xem qua rồi cơ mà. Cao Thâm nói. Cái gì? Vương Cửu Cửu cùng Tần Lạc đồng thời hỏi lại. Hai người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao? Cao Thâm kỳ lạ hỏi. Có vấn đề gì sao? Rất có vấn đề là đằng khác, Vương Cửu Cửu bóp tay lại hình nắm đấm nói. Cha tôi làm sao mà nhìn thấy được vậy? Thì thủ trưởng vốn có thói quen xem báo mà. Hơn nữa, chuyện của hai người còn được đăng trên báo Hoa Hạ Nhật Báo nữa chứ. Có muốn không xem đến cũng khó, giờ đây tất cả mọi người đều đang nghị luận về chuyện này đấy. Đợi đến khi hai người ra khỏi đây là biết ngay thôi. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc với vẻ mặt có lỗi, nói, em đúng là một cục phiền toái. Những việc bên ngoài đó cũng nằm trong dự đoán của Tần Lạc, nên hắn biết, chỉ cần mình không đứng ra nói gì thì sự việc sẽ bị dập tắt một cách nhanh chóng. Chuyện mà hắn lo lắng thì là chuyện khác. Thủ trưởng, gạch dưới không nói gì chứ? Tần Lạc hỏi. Nói rồi, Cao Thâm nói, ông ấy nói, đợi khi nào anh về thì sẽ mời anh qua đó uống vài chén. Ông ấy cũng muốn xem người đàn ông khiến cho con gái của ông phải đeo bám một cách ghê gớm như vậy thì rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Chấm, gạch dưới. Đội trưởng Cao, chuyên gia đứng bên cạnh tảng đá lên tiếng nói. Cao Thâm trả lời một tiếng thì liền sải bước về phía đó. Minh Hạo, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cũng đi theo. Có phát hiện gì thế? Cao Thâm hỏi. Hai chuyên gia nhìn Tần Lạc, Vương Cửu Cửu và Minh Hạo một cái rồi không nói gì. Không sao đâu, đều là những người đáng tin cậy. Cao Thâm nói, đây là Minh Hạo. Là thư ký của Phó Bộ trưởng Thái ở Bộ Y tế. Còn vị này là con gái của thủ trưởng chúng ta và vị này là con rể tương lai của thủ trưởng. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc một cái rồi cười tươi vui sướng. Mặc dù nàng không thể làm gì người đàn ông này, nhưng nghe được những điều đó cũng làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Hai vị chuyên gia lúc này mới không đề phòng gì nữa, bèn nói, đây là thiên thạch. Thiên thạch, là từ trên trời rơi xuống. Cao Thâm hỏi lại. Đúng vậy. Vị chuyên gia gật đầu nói. Hơn thế nữa, bên trong nó còn chứa những nguyên tố vô cùng quý hiếm. Nguyên tố gì vậy? Kiềm, đó là gì thế? Mấy người cùng ngơ mặt ra hỏi. Mấy người có biết Urani không? Tên đầy đủ là Uranium. Cho dù là người không hiểu gì nhiều về kiến thức vật lý thì cũng không lạ gì với Urani cả. Bởi vì đây là nguyên tố thiết yếu để làm vũ khí hạt nhân. Mỹ thường xuyên lấy lý do là một số nước trên thế giới đang bí mật luyện Urani mà dằn mặt họ. Nhưng, tảng đá lớn này có liên quan gì đến Urani chứ? Urani là nguyên tố có số nguyên tử 92,
là nguyên tố quan trọng nhất được tìm thấy trong tự nhiên. Có ba nguyên tố đồng vị trong tự nhiên có phóng xạ. Gạch dưới còn kiềm có thể được cho là một phần tử phóng xạ có mật độ cao hơn nhiều so với urani. Mấy người hẳn nhìn thấy xung quanh hai khối thiên thạch này không hề có cỏ cây gì cả, mà nếu có thì cũng trở nên cằn cỗi, ngay đến cái hồ nhỏ kia cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đây còn là nguyên thạch, chưa hề được gia công xử lý gì cả. Hiện giờ, trên thế giới chỉ có Mỹ là khám phá ra được loại nguyên tố này. Hơn thế nữa, cũng giống như vậy, họ cũng đạt được từ một hòn đá rơi từ trên trời xuống. Vị chuyên gia giải thích một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nếu chỉ có mỗi nước Mỹ là có loại nguyên tố này, thì sao ông lại biết nó là kiềm? Cao Thâm kỳ lạ hỏi. Chúng tôi đã làm qua thí nghiệm, phản ứng vật lý của nó hoàn toàn là giống với số liệu mà Viện Khoa học của nước Mỹ công bố. Còn nữa, ảnh hưởng từ tính phóng xạ của nó đến môi trường xung quanh là rất rõ ràng, những vật mà bị nó lây nhiễm thì đều sẽ biến thành màu đen, hơn nữa, nó còn có thể lây nhiễm ra hết thảy mọi vật. Hết thảy mọi vật, Tần Lạc cau mày hỏi lại. Đúng vậy, hết thảy mọi vậy, vị chuyên gia gật đầu khẳng định. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu nhìn nhau, sau đó ánh mắt lại rời đến của nhau, trầm mặc không nói câu gì. Nếu nói như vậy thì đám muỗi đó là do bị nhiễm bởi nguyên tố này, nên thể chất của nó xảy ra biến dị. Không sai, những người bệnh đó cũng là gián tiếp nhiễm phải nguyên tố phóng xạ này mà thôi. Có biện pháp trị liệu gì không? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Từ mười mấy năm trước Mỹ đã đạt được loại nguyên tố này, thì có lẽ đã nghiên cứu ra được thuốc kháng sinh cho loại độc tố này. Chỉ là, gạch dưới e rằng chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó. Còn một tình huống nữa đó là, cho dù chúng ta có đồng ý móc tiền ra thì cũng không đồng nghĩa với việc người Mỹ sẽ đồng ý bán nó cho chúng ta. Chuyên gia nói, bất luận thế nào thì cũng phải thử xem sao. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói, hắn biết, nếu Vương Cửu Cửu có thể thuyết phục được cha nàng giúp một tay thì xác suất thành công thực hiện việc này cũng sẽ lớn hơn một chút. Hôm nay em sẽ bay về Yến Kinh. Vương Cửu Cửu biết ý của Tần Lạc là thế nào nên gật đầu nói với hắn. Bây giờ phải làm thế nào đây? Tần Lạc chỉ vào hai tảng đá lớn nói. Tôi sẽ báo gấp tin này cho thủ trưởng biết, rồi đợi chỉ thị của thủ trưởng. Cao Thâm nói, mấy người đứng ở đây thì cũng không giúp được gì, thôi cứ về trước đi. Chúng tôi ở đây là được rồi. Thế cũng được, chúng tôi quay về trước vậy. Tần Lạc gật đầu nói. Trở lại doanh địa, Tần Lạc với Điệu Bộ đứng ngồi không yên. Vương Dưỡng Tâm bỏ quyển sách y học trong tay mình xuống, hỏi, sao vậy? Tần Lạc nhìn vào anh ta, định nói cho biết rồi lại thôi, cuối cùng thì lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì đâu. Anh cứ làm việc của anh đi, tôi đi ra ngoài làm một số việc. Hắn vốn định cởi quần ra rồi bảo Vương Dưỡng Tâm xem giúp mình xem mông mình có bị biến thành màu đen hay không. Nhưng, hắn không thốt ra được những lời như vậy. Tần Lạc đến lều vải của mấy nữ sinh, gọi Vương Cửu Cửu đang ngồi bên trong thu dọn hành lý ra ngoài, hỏi, đồ đạc đều đã thu dọn xong đâu đó rồi chứ? Vương Cửu Cửu nở nụ cười ngọt ngào, đôi lông mi dài cong vút chấp lên chấp xuống, rồi nói, cũng hòm hòm rồi. Thầy Tần tìm em có chuyện gì sao? Tần Lạc nhìn thẳng vào Vương Cửu Cửu, nghiêm chỉnh nói, tôi nghi là em đã bị lây nhiễm rồi. Chương 312, chỉ nhìn thôi cũng đâu sinh con được đâu. Tần Lạc nói ra vấn đề này cũng chính là cái mà Vương Cửu Cửu đang lo lắng. Vừa rồi nàng đi đi lại lại trong lều vải cả nửa ngày. Trong lúc thu dọn đồ đạc cũng cảm thấy trong lòng bồi hồi không yên chút nào. Nàng biết nếu nàng và hắn đã cùng nhau ở cái nơi phóng xạ ấy khá lâu, khả năng bị nhiễm phóng xạ là rất cao. Bên phía trong lều có Vương Du, Vương Nhạc và còn hai vị trợ lý nữ trẻ nữa. Nàng mấy lần định tìm Vương Nhạc, muốn cởi quần rồi bảo cô ấy nhìn giúp mình xem mông mình có bị biến thành màu đen hay không. Nhưng, cứ mỗi lần những lời này sắp thốt ra thì lại bị nuốt ngược trở lại. Rồi cuối cùng thì nàng cũng từ bỏ luôn cái ý nghĩ đó. Nàng thầm nghĩ, dù gì thì cũng sắp quay về Yến Kinh rồi, đến lúc đó cởi quần ra bảo mẹ xem cho là được. Nhưng, nàng không ngờ là vào lúc này Tần Lạc lại tìm đến đây, không những thế còn nhắc nhở nàng việc này một lần nữa. Chẳng còn cách nào, tạm thời Tần Lạc không thể quay về được. Hắn lại càng không thể giơ mông mình ra cho một người đàn ông khác xem, gạch dưới nên, dù gì thì lần trước mình cũng nhìn thấy thân thể người ta rồi. Cùng lắm thì lần này trả lại cho cô ấy là được. Về sau hai người bọn họ sẽ chẳng còn nợ nần nhau gì nữa, đỡ phải lúc nào cũng cảm thấy áy náy không yên trong lòng. Cái gì? Người ta là đàn bà con gái. Mà đàn bà con gái thì làm sao chứ?
thân thể của đàn bà con gái không được để cho người khác nhìn thấy một cách dễ dàng, thế thân thể của đàn ông con trai thì được sao? Lần đầu tiên của con gái là lần đầu tiên, vậy của con trai thì không phải sao? Phụ nữ không phải suốt ngày gào thét là phải nam nữ bình đẳng đó sao? Nào là nữ quyền, nào là nhân quyền, lẽ nào cho người ta ngắm nghía, sờ mó cơ thể mình rồi, bây giờ người ta cho mình được đặc quyền như vậy lại từ chối, lẽ nào đây gọi là quyền bình đẳng nam nữ hay sao? Logic gì thế không biết? Không phải thầy đã nói là không sao rồi sao? Vương Cửu Cửu vẫn ương ngạnh nói. Nàng không thể đồng ý cho hắn xem mông mình ngay lúc này được, hoặc là bảo hắn vạch mông ra cho mình xem được chứ. Đàn ông không phải đều thích những phụ nữ rụt rè đó sao? Mình cũng phải rụt rè một lần xem sao. Khi trước tôi không nhận thức nhiều lắm về tính nguy hại của nó. Tần Lạc trầm ngâm nói. Tôi học y, nên không phải là không hiểu gì về mấy thứ kim loại, mà phải nói là mít đặc mới đúng. Gạch dưới cái thứ này tôi cũng là lần đầu nghe đến. Thấy độ coi trọng của bên quân đội, thì có thể thấy rằng tính bức xạ của nó quả là lợi hại. Tôi nghĩ, chúng ta cứ cẩn thận hơn một chút thì vẫn tốt hơn. Em sẽ rất thận trọng. Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Dù sao thì lát nữa em cũng đáp máy bay về Yến Kinh, chiều nay đã có thể về đến nhà rồi. Sau đó em sẽ bảo mẹ em kiểm tra giúp cho. Nếu có vấn đề gì thì em sẽ kịp thời đến bệnh viện điều trị. Để mẹ cô xem, thế thì tôi phải làm thế nào đây? Tần Lạc có chút rối rắm rồi, liền nói, sao bây giờ không xem luôn đi? Giải quyết vấn đề sớm đi không phải là tốt hơn sao? Không cần đâu, em cũng không gấp, Vương Cửu Cửu nói, hơn nữa, em cũng ngại lắm, em không dám để cho người khác. Gạch dưới em xem giúp tôi được không? Tần Lạc nuốt nước bọt đánh ực một cái, khẽ nói. Cái này, gạch dưới nghe có vẻ không tốt lắm thì phải. Vương Cửu Cửu e ngại nói. Nàng cũng không ngờ Tần Lạc lại có thể yêu cầu trực tiếp, và trơ trẽn đến như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi ửng đỏ, cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc, giống như một cô gái còn trinh chưa tiếp xúc với việc gì vậy. Tất nhiên, nàng cũng là một cô gái còn trinh chính cống. Bởi vì lần trước nàng chỉ cho Tần Lạc sờ mò cơ thể mình, chứ nàng và hắn đã làm gì với nhau đâu cơ chứ. Tần Lạc sắp phát khóc đến nơi rồi. Ngày trước nếu mình đề cập ra vấn đề này thì chắc chắn là nàng sẽ đồng ý một cách sảng khoái, còn giờ đây nàng nhìn mình với ánh mắt như là một con sói sắp ăn thịt con thỏ đến nơi rồi vậy. Hắn cảm thấy mình oan uổng vô cùng, hắn thật sự lo lắng cho tình hình nhiễm xạ của cả hai, nhưng hắn lại không có ai thích hợp hơn Vương Cửu Cửu lúc này để xem mông hắn có bị nhiễm phóng xạ hay không. Người phụ nữ này làm sao vậy nhỉ, đây không phải là phong cách của nàng. Vương Cửu Cửu cười thầm trong bụng, thầm nghĩ. Chuyện nhỏ như con thỏ, ngày trước bà cô này thừa sống thiếu chết đeo bám anh còn nói tôi là cục nợ, là phiền phức. Bây giờ mới hơi từ chối anh một chút thì anh đã không chịu được rồi phải không? Một tên ngốc đầu heo chuyên đi đánh Anchaman, bây giờ đã hiểu được nỗi khổ của bà cô này rồi chứ? Bây giờ thì biết được mùi vị bị từ chối nó như thế nào rồi chứ? Hứ! Không sao, Tần Lạc lì mặt ra. Em là học sinh của tôi, lại cũng là người học y. Là một bác sĩ thì phải có tấm lòng của cha mẹ. Đối với một bác sĩ mà nói thì tất cả bệnh nhân đều là trẻ nhỏ. Gạch dưới. Thầy Tần, thầy đừng nói như vậy. Thầy là thầy giáo của em mà. Người ta vẫn nói, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Thầy là cha em đấy, em không dám làm mẹ thầy đâu. Vương Cửu Cửu ngắt lời Tần Lạc nói. Gạch dưới Tần Lạc đúng là hết cách rồi. Thầm nghĩ, hay là bảo trưởng thôn tìm cho hai cái gương. Rồi tự mình nghiên cứu lấy vậy. Nhưng cái làm cho người ta phẫn nộ, đó là không thể bắt mạch mà biết được tiền kỳ của loại nguyên tố phóng xạ này. Đợi đến lúc có thể bắt được rồi thì tình hình lúc đó lại là quá xấu rồi. Kể cả y thuật của Tần Lạc có cao minh thế nào đi chăng nữa, thì đối mặt với vấn đề như thế này thì cũng đành bó tay chịu trói mà thôi. Những việc có liên quan đến các bệnh nhân kia, thì đều phải dựa vào em hết. Tốt nhất là có thể thuyết phục được cha em, bảo ông ấy nói giúp cho vài câu. Tần Lạc dặn dò nói. Được, em sẽ cố. Vương Cửu Cửu gật đầu. Đi đường thuận buồm xuôi gió. Tôi còn có một số việc, nên không tiện em nữa. Tần Lạc nói xong liền quay người rời đi, nhìn bóng dáng có phần thê lương hiu quạnh. Thầy Tần, Vương Cửu Cửu hét lên. Còn chuyện gì nữa sao? Tần Lạc quay đầu lại hỏi. Đứng đó đợi em, Vương Cửu Cửu chỉ vào bụi cỏ dại cao ngất ngưởng ở phía bên ngoài doanh trại nói. Được. Tần Lạc lạnh lùng gật gật đầu,
nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Thầm vô cùng cảm kích Phương Cửu Cửu, tựa như mình vừa đạt được thứ gì đó quý hiếm lắm vậy. Đàn ông thường là như thế, càng dễ đạt được thì lại càng không biết trân trọng. Nếu có một người phụ nữ nào đó có thể làm cho cảm thấy hứng thú, thì người đàn ông này sẽ chẳng khác nào chó bám đuôi cứ loanh quanh luẩn quẩn sau lưng cô ấy vậy. Không thể chiếm đoạt được thì thường là tốt đẹp nhất, chiếm đoạt được một cách dễ dàng, thì nhạt nhẽo vô vị, và cực kỳ rẻ tiền. Cái gì, Tần Lạc là một ông vô y học, nhưng vô y học thì cũng là người mà. Tần Lạc ra khỏi doanh trại, ngước mắt nhìn một lượt xung quanh, thấy bốn phía không có ai chú ý đến hắn, ngay lập tức hắn liền lắc mình, nhảy luôn vào bên trong bụi cỏ. Một người ngoài như Tần Lạc đột nhiên nhảy vào bên trong, thì lập tức làm cho đám muỗi cùng với đám côn trùng bay lượn khắp nơi, náo nhiệt một hồi rồi mới yên tĩnh trở lại. Kỳ thực hắn cũng không muốn như vậy, nhưng tình hình nhiễm phóng xạ đối với hắn bây giờ là quan trọng nhất, ai bảo hắn là anh hùng cứu mỹ nhân, giờ đây vì thế mà nhiễm phóng xạ quả là không đáng chút nào cả. Cũng may mà không đợi không lâu sau thì Vương Cửu Cửu cũng chui vào bên trong. Cởi ra đi, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc nghĩ một lát rồi nói, hay là em quay mặt đi trước đi. Vương Cửu Cửu tức giận nói, thầy để em vào đây không phải là để cho em nhìn hay sao? Chấm, gạch dưới. Tần Lạc cắn môi cắn lợi rồi quay người đi, cởi bỏ thắt lưng, từ từ tụt quần xuống, lộ ra cái gì đó nhô nhô lên để mặc cho Vương Cửu Cửu thưởng thức hết mình. Xuống thấp chút nữa, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc nghe lời liền kéo quần xuống phía dưới. Xuống thấp hơn chút nữa. Tần Lạc lại kéo xuống thêm một chút nữa. Vương Cửu Cửu không thể chịu nổi nữa, bèn tiến tới kéo quần Tần Lạc xuống, liếc nhìn vài cái rồi nói, có thể kéo lên được rồi, không làm sao cả. Không bị đổi màu sao? Tần Lạc hỏi. Không, Vương Cửu Cửu đáp. Đã nhìn kỹ chưa, hay là, gạch dưới hay là em nhìn lại xem sao? Nhìn lại thì thầy chịu trách nhiệm cho em nhé. Vương Cửu Cửu tủm tỉm cười nói. Làm gì có đạo lý nào như thế? Em nhìn tôi, lại còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên, đây cũng chỉ là Tần Lạc nghĩ thầm mà thôi. Hắn không bao giờ thốt ra nổi những lời như vậy. Hắn mặc xong xuôi đâu đấy rồi thì liếc nhìn chỗ đó của Vương Cửu Cửu rồi nói, em thật sự là không cần kiểm tra nó luôn bây giờ sao? Vương Cửu Cửu có chút động lòng rồi, nhưng vẫn lắc đầu nói, không cần đâu. Em về bảo mẹ em xem cho cũng được, thầy cũng đâu có thích em đâu. Lại không đồng ý chịu trách nhiệm với em. Gạch dưới em việc gì lại để cho thầy mát mắt một cách dễ dàng như thế được. Cái này chẳng có liên quan gì đến mấy thứ đó cả, chỉ là, gạch dưới vì sức khỏe cá nhân của mỗi người thôi mà. Em phải biết là em ngồi trên cái tảng đá đó lâu hơn tôi nhiều đấy. Vương Cửu Cửu nghĩ thấy Tần Lạc nói cũng đúng. Khi Tần Lạc còn chưa tới, thì nàng đã ngủ một giấc ở trên cái tảng đá đó rồi. Nếu tảng đá lớn đó lại có bức xạ lớn như vậy, thì mình mới có khả năng là đã bị nhiễm rồi. Vương Cửu Cửu do dự hồi lâu, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, nói, không cần đâu. Dù sao thì em cũng sắp quay về rồi, để mẹ em xem giúp cũng được. Cô cho anh ta nhìn một cái thì sợ cái gì chứ? Cùng lắm là tôi không nhìn là được chứ gì. Cái bà cô này, gạch dưới đúng là công chúa quá đi. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu trợn tròn mắt nhìn vào người vừa nhảy ra khỏi phía sâu trong bụi cỏ kia, đó là Triệu Nhị Cẩu. Anh ta đang đau lòng nhức óc trách cứ Vương Cửu Cửu nhỏ nhen. Triệu Nhị Cẩu, anh làm cái quái gì ở đây thế? Tần Lạc tức giận nói. Tên khốn này vào đây từ lúc nào thế không biết. Sao mình không thấy được chút động tĩnh gì chứ? Hơn nữa, nghe hàm ý trong câu nói của anh ta thì lúc mình kéo quần xuống cho Vương Cửu Cửu nhìn, thì anh ta cũng tham quan toàn bộ quá trình rồi sao? Nghĩ đến đây, Tần Lạc liền dùng mình lên, toàn thân nổi đầy da gà. Tôi ở đây làm gì? Tôi ở đây bắt sâu, bắt bỏ. Hai người vào trong này làm gì chứ? Triệu Nhị Cẩu hỏi lại. Chúng tôi, gạch dưới Tần Lạc cảm thấy mình chẳng cần phải giải thích nhiều lời với một tên điên là mình đến đây làm gì, liền nói, có phải anh đã nhìn thấy chuyện chúng tôi làm rồi? Triệu Nhị Cẩu vỗ tay đánh đốp, chỉ vào Tần Lạc cười lớn nói, nhìn thấy rồi. Anh tụt quần cho cô ấy nhìn. Vương Cửu Cửu không nhịn nổi liền cười phá lên, âm thanh to giòn vui tai, rất dễ nghe. Cái này có được xem như bị người ta rồi không? Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc cười nói. Triệu Nhị Cẩu cũng cười lớn. Tiếp đó lại bĩu môi, nói với vẻ mặt khinh thường, mông đàn ông thì có gì đáng xem cơ chứ? Của đàn bà nhìn mới thích mắt. Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nói, không được nói ra ngoài đâu đấy. Được, Triệu Nhị Cẩu nói,
anh cho tôi một bao thuốc đi. Tần Lạc điên lên, ngứa ngáy hết cả người, chỉ muốn xông lên phía trước giết người diệt khẩu luôn cho xong, nhưng nghĩ đến chuyện hắn tìm ra được biện pháp phòng muỗi từ cái mùi hôi khai trên người anh ta thì lại gật đầu nói, được, anh đi theo tôi. Tần Lạc nháy mắt với Vương Cửu Cửu một cái rồi dẫn Triệu Nhị Cẩu đi ra bên ngoài bụi cỏ trước. Hai bao, tôi nghĩ là nó có giá hai bao. Triệu Nhị Cẩu đi được nửa đường thì đột nhiên lật lọng nói. Chấm, gạch dưới được. Thấy Tần Lạc đồng ý, Triệu Nhị Cẩu vui mừng hết chỗ nói, khua chân múa tay nói, tôi đã nói mà, anh là một người tốt. Anh là một người tốt nhất của thôn chúng ta. Anh nói xem, cái bà cô đó cũng nhỏ nhen thật đó, anh cho cô ta nhìn rồi, vậy mà cô ta lại không cho anh nhìn. Chỉ nhìn thôi thì cũng đâu có sinh con được đâu. Anh xem tôi nói thế có phải không? Im ngay, Tần Lạc hét lên, anh có còn muốn có thuốc nữa không đây? Muốn, tôi muốn lắm, Triệu Nhị Cẩu gập lưng cúi đầu nói. Nếu muốn thì không được nhắc lại chuyện này nữa. Không được nhắc đến nó với bất kỳ ai. Trưởng thôn của chúng ta cũng không được sao? Không được. Ông ấy cởi giày ra đánh tôi thì tôi phải làm thế nào đây? Chấm, gạch dưới thì anh chạy. Núi nghèo, nước độc sẽ sinh điêu dân. Tần Lạc nghĩ, không biết ai nói câu này vậy nhỉ? Chương 313, công trạng từ trên trời mà xuống. Vương Cửu Cửu đi rồi, rời khỏi đây vào lúc hơn 2 giờ chiều, đem theo chiếc mông trắng ngần hoặc cũng có thể đã đổi thành màu đen, cùng với nỗi lòng không nỡ rời xa Tần Lạc. Nhưng hai người đều biết rõ rằng, nếu đã tìm ra được nguyên nhân lây nhiễm độc tố của mũi mặt người, thì rất nhanh thôi Tần Lạc cũng sẽ quay về Yến Kinh. Vì thế nên, hai người cũng cảm thấy tương đối nhẹ nhõm. Đi cùng Vương Cửu Cửu còn có cả những bệnh nhân bị muỗi mặt người cắn ở trong thôn Cửu Chi Hoa nữa, họ cũng được máy bay chuyên dụng của quân đội trực tiếp đưa về Yến Kinh. Còn khi Yến Kinh nhận được thông tin tình báo, thì ngay lập tức liên hệ với bên Mỹ. Không biết đàm phán thế nào mà nước Mỹ đã đồng ý phái người đem nước giải độc có tên kia mơ đến Trung Quốc. Dựa theo thời gian mà tính, đợi sau khi những bệnh nhân này trở về Yến Kinh, thì thuốc thang bên Mỹ cũng có thể đã được đưa tới rồi. Như vậy thì tính mạng của bọn họ cũng được bảo toàn. Họ đều là con dân của quốc gia, ở vào thời khắc nguy hiểm nhất này, thì quốc gia vẫn không hề rời bỏ họ. Để tiện chăm sóc cho những người dân trong thôn, thì trưởng thôn thôn Cửu Chi Hoa cũng được mời đến Yến Kinh một chuyến. Đồng chí trưởng thôn vô cùng xúc động, lúc thì há miệng cười lớn, hễ gặp ai là lại nói mình sắp vào kinh rồi, khi thì lại tỏ vẻ mặt sầu não, ủ rột, buồn khổ không tả xiết. Tần Lạc hỏi ông ta xem là bị làm sao, thì ông lo lắng nói, nghe nói trong hoàng thành không được nhổ nước bọt bừa bãi. Khi đi bộ trên đường thì những ông già, bà già đều nhìn chằm chằm vào mình, khi tóm được mình rồi thì phạt mình tiền. Cậu xem tôi đây đã quen với việc nhổ nước bọt bừa bãi, cái này có nhịn cũng không nhịn được đâu. Nếu tôi mà đi hoàng thành một chuyến, thì có lẽ mấy trăm tệ một năm của tôi cũng không cánh mà bay. Hay là, tôi không đi nữa nhỉ? Chỉ nhổ có mấy bãi nước bọt mà đã phải móc ra mấy trăm tệ, trưởng thôn thấy không hợp lý chút nào. Chấm, gạch dưới. Cuối cùng, sau khi Tần Lạc cho ông một tá túi bóng đen, giải quyết được vấn đề nhổ nước bọt, thì ông ấy mới vui mừng trở lại, rồi chạy một mạch về nhà bảo vợ chuẩn bị đồ đạc cho ông. Minh Hạo triệu tập hội nghị thành viên tổ trị liệu, tất cả mọi người bao gồm Trung, Tây Y đều tham gia. Minh Hạo đứng giữa đám đông, sau khi lướt mắt nhìn một lượt mọi người, thì cười ha ha nói, mấy ngày này quả thực đã vất vả các vị rồi, tôi thay mặt cho bộ và các bệnh nhân trong thôn Cửu Chi Hoa nói lời cảm ơn đến các vị. Nghe Minh Hạo nói những lời này thì rất nhiều người đều cảm thấy kỳ lạ. Phải biết rằng, theo tục lệ thì những lời nói cảm tạ này thường được đặt ở sau cùng, sau khi đội cứu viện đã thành công tốt đẹp hoặc là khi đội cứu viện không thành công rồi bị giải tán, lúc đó người ta mới nói, sao thư ký Minh lại nói những lời đó vào lúc này cơ chứ? Việc là thế này. Virus mũi mặt người đã được giải quyết rồi, Minh Hạo nói. Đã được giải quyết. Sắc mặt của toàn bộ mấy người bên Tây Y đều trở nên khiếp sợ, từng ánh mắt đang dần di rời lên người Tần Lạc. Bọn họ mấy ngày hôm nay vẫn luôn cố gắng nghiên cứu hết mình, chính là muốn chiếm phần công đầu trong lần nhiệm vụ này, đoạt lại sĩ diện mà 5 lần 7 lượt bị Tần Lạc cướp mất. Tất nhiên, nếu họ thực sự có thể nghiên cứu được vaccine giải quyết được virus mũi mặt người, lúc quay về được thăng quan tiến chức là chuyện đương nhiên. Đây cũng là một trong những động lực chính. Thế nhưng, khi họ vắt kiệt sức lực để làm việc, thì mấy người bên Trung Y lại lén lén lút lút làm xong hết việc rồi. Phải biết một điều là, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn.
Bọn họ chẳng khác gì những quả bóng bay đã được bơm hơi căng phồng ra, lời của Minh Hạo chính là một con dao sắc nhọn, những quả bóng bay khi gặp phải dao thì lập tức, bùm, nổ tung một cái, sau đó thì bẹp lép kẹp. Đã được giải quyết rồi sao? Giải quyết thế nào vậy? Ai giải quyết? Sắc mặt Cát Hồng Tân khó coi hết chỗ nói, nhưng rất nhanh đã được điều chỉnh trở lại. Là Tần Lạc đã giải quyết, bởi vì vấn đề bản quyền quốc tế, chính vì thế mà phương thuốc của cậu ấy tạm thời ở trong giai đoạn bảo mật. Cho nên, hiện giờ không tiện tiết lộ cho mọi người biết. Có điều, tôi tin là đợi đến khi mọi người quay trở về Yến Kinh, thì rất nhanh sẽ có thể biết được kết quả. Minh Hạo cười nói. Cổ nhiên, những lời của Minh Hạo khiến cho mọi người phải băn khoăn, xì xào một hồi. Mấy người bên Tây Y dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, lại một lần nữa bị hắn hất tay trên, bọn họ hẳn không cam tâm chút nào. Còn mấy người bên Trung Y thì dùng ánh mắt vui mừng kèm theo kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Tần Lạc giải quyết được virus từ mũi mặt người thì bọn họ tự khắc cảm thấy vui lây. Nhưng, có một điều làm cho họ không thể hiểu nổi đó là, hàng ngày bọn họ đều đi cùng Tần Lạc không rời nửa bước, thì anh ta giải quyết virus mũi mặt người vào lúc nào được cơ chứ? Sao toàn người của mình mà không biết gì được? Mặc dù trên mặt Tần Lạc không có một động tĩnh gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Việc này thì liên quan gì đến mình cơ chứ? Rõ ràng việc này không phải mình làm, nhưng vẫn có người đẩn công lao lên người mình. Cái thời buổi này, đúng là có người quen thì dễ làm việc. Tất cả những bệnh nhân đều được đưa về Yến Kinh tiếp nhận trị liệu, chúng ta cũng sẽ xuống núi vào trưa ngày mai. Sau đó sẽ đáp máy bay chuyên dụng quay về Yến Kinh. Phó Bộ trưởng Thái nói trong điện thoại là sẽ đích thân chúc rượu mọi người ở bữa tiệc chúc mừng. Gạch dưới. Sao lại là tôi? Phải biết là, việc này đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Tần Lạc nói, thế này làm tôi cứ có cảm giác kỳ kỳ sau đó, như là một tên trộm vậy. Đây là kết quả đã thông qua thương lượng về mọi mặt rồi đó. Minh Hạo nói, mọi mặt, Tần Lạc nghi hoặc hỏi một cách khó hiểu. Bộ quân đội, Phó Bộ trưởng Thái cùng với, gạch dưới Vương Cửu Cửu, Minh Hạo giải thích nói. Tôi không hiểu. Minh Hạo nhìn Tần Lạc cười nói, cứ mơ mơ màng màng mà lại lập công lớn. Trên đời này còn có người đàn ông nào may mắn như cậu không? Tần Lạc buồn bực nói, cái công lớn này có thể không cần, nhưng nhất định phải để cho tôi hiểu sự việc rốt cục là làm sao. Tôi vẫn luôn tưởng rằng, tôi chỉ là người tham dự vào thôi, là một người biết chuyện trong sự việc này. Nhưng bây giờ tôi mới biết, tôi có khi còn không biết nhiều tin tức bằng mấy người bên Tây Y. Minh Hạo chỉ vào rừng cây trước mặt, ra ý bảo Tần Lạc đi theo mình vào bên trong rừng cây một chút. Sau khi Tần Lạc bước vào trong rừng, bèn bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc. Minh Hạo hỏi, cậu đang tìm cái gì vậy? Tôi đang xem chỗ này có mũi mặt người hay không? Tần Lạc cười nói, lần trước bị Triệu Nhị Cầu nhìn thấy hết mông má của mình, nên giờ đây nó đã trở thành vết thương không thể nào xóa lành trong lòng Tần Lạc. Giờ đây, chỉ cần hắn đi đến một nơi lạ lẫm là theo tiềm thức sẽ ngó đông ngó tây, xem hết địa hình tứ phía. Cũng là vì một thói quen như vậy đã được hình thành. Nên ở những ngày trong cuộc sống sau này, đã vô số lần có tác dụng bảo toàn cái mạng nhỏ bé này của hắn. Trên người cậu có mùi hôi khai của dê, bọn chúng không đến gần đâu. Minh Hạo nói, cậu có biết vì sao mà tổ chuyên gia của chúng ta lại không rời khỏi đây vào hôm nay mà phải rời vào ngày mai chứ? Tần Lạc lắc đầu. Che đậy, Minh Hạo nói. Che đậy cái gì? Che đậy hành động của bên quân đội. Minh Hạo nói, anh ta giơ tay chỉ về một hướng, nói. Chỗ kia, sau này sẽ xây dựng một căn cứ quân đội. Bên quân đội đang điều người từ chỗ cha của Vương Cửu Cửu đến đây đóng quân. Nghiêm trang vậy sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Cho tới tận bây giờ, hắn mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của hai tảng đá đó. Tổ chuyên gia thông qua nghiên cứu, thí nghiệm thì phát hiện ra hai tảng đá lớn đó chỉ là lộ ra bên ngoài mặt đất có cái mỏng thôi, bên trong lòng đất còn có một tảng nguyên thạch rất sâu còn có thể khai thác. Bởi vì khối thiên thạch này có hình dài. Hơn nữa còn có một đoạn rơi xuống đất trước, cho nên, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một đoạn phía trên thôi. Minh Hạo nói. Thế những người dân trong thôn Cửu Chi Hoa thì làm thế nào bây giờ? Toàn bộ sẽ được di rời đến huyện thành, quốc gia sẽ kiến thiết nơi ở cho bọn họ. Không chỉ là thôn Cửu Chi Hoa không thôi đâu, còn cả thôn Bạch Thủy và thôn Khổ Thụ cũng sẽ di rời đến đó cùng luôn. Tần Lạc thầm nghĩ, thôn Cửu Chi Hoa này thôi thì cũng coi như là trong cái họa lại có cái phúc. Bởi vì cái sự kiện mũi mặt người mà toàn bộ người dân nơi đây lại có được một căn nhà ở huyện thành.
có biết bao nhiêu người trong thành phố phấn đấu cả đời mà còn không mua được nhà nữa là. Có điều là hy vọng trong lúc nhà nước có thể giải quyết vấn đề ăn ở của bọn họ, thì cũng có thể giải quyết vấn đề duy trì cuộc sống của họ. Những người dân thật thà chất phác ở mấy thôn này, nếu mà xa núi xa rừng, xa rời khỏi thôn này thì họ dựa vào cái gì để sống? Xem ra, việc này phải cần Vương Cửu Cửu theo sát mới được. Thế anh nói che đậy là ý gì? Tần Lạc gật gật đầu hỏi. Bên quân đội vẫn chưa tới, chỉ dựa vào Cao Thâm và mấy người đó thì có thể bảo hộ được cho tảng đá lớn này không? Minh Hạo trầm giọng nói. Hàng xóm chúng ta không phải là những người thành thật đâu. Chúng ta mua thuốc giải của Mỹ, không phải là đã lộ cái sự thực này cho Mỹ biết rồi sao? Tần Lạc hỏi. Chỉ từ điểm này chúng ta có thể thấy được quốc gia thật sự là vĩ đại. Nếu hy sinh một vài bệnh nhân để có thể bảo toàn cái bí mật này, thì đứng trên lập trường của nhà nước mà nói, thì cũng không thể nói là một sai lầm được. Chỉ là những người bệnh kia không may trở nên đáng thương hơn một chút mà thôi. Về vấn đề này, thì không phải là tôi có thể trả lời cậu được. Có điều, nếu nhà nước đã đồng ý làm như vậy, thì có thể thấy được nhà nước mình và Mỹ đã có một hiệp định bí mật nào đó. Còn cụ thể là gì, gạch dưới thì chi bằng cậu đi hỏi cha vợ cậu ấy, hoặc có lẽ, Vương Cửu Cửu còn biết nhiều hơn tôi ấy. Minh Hạo đùa nói. Tần Lạc cười khổ, nhưng cũng không giải thích gì với Minh Hạo cả. Có những điều cứ không nói nhiều đến thì không sao, càng nói nhiều càng lằng nhằng phức tạp. Vì thế nên, để che giấu chân tướng sự việc, thì phải cho những thành viên trong tổ cứu viện một lời giải thích, cho bên ngoài một lời giải thích. Sau đó, anh sẽ đẩn tôi ra ngoài. Nhưng, tại sao lại là tôi? Tần Lạc hỏi. Tại sao lại không phải là cậu chứ? Chấm, gạch dưới. Lần nhiệm vụ này cậu là người lập được nhiều công nhất, cậu cứu được Lưu Ngọc, cậu còn là người tìm ra biện pháp phòng trừ được virus từ mũi mặt người, cậu lại biết bí mật về kiềm. Gạch dưới còn nữa, cậu còn là người mà Phó Bộ trưởng Thái xem trọng nhất, cậu lại là con rể tương lai của Thủ trưởng Vương. Gạch dưới chọn cậu là phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. Anh nói là có liên lạc với Cửu Cửu, vậy thì cô ấy đóng vai trò gì trong việc này? Minh Hạo nhìn Tần Lạc một cái rồi hỏi, ai đã phát hiện ra tảng đá lớn đó trước cậu vậy? Là Cửu Cửu, Tần Lạc đáp, nếu mình không phải là đi men theo vết tích mà gấu ngựa và Vương Cửu Cửu để lại để truy đuổi theo thì không thể nào phát hiện ra tảng đá đó. Là ai đã liên hệ với bên quân đội trước vậy? Minh Hạo tiếp tục hỏi. Là Cửu Cửu, Tần Lạc đáp, ở cái nơi hẻo lánh không người này, đến gọi một cú điện thoại ra bên ngoài còn khó. Chứ nói gì đến chuyện khó khăn gấp nhiều lần như liên lạc với bên quân đội chứ. Với thân phận của cô ấy, thì nếu cô ấy muốn tranh công thì những người khác còn lâu mới đến lượt. Minh Hạo nói. Bây giờ thì Tần Lạc đã hiểu, chính là Vương Cửu Cửu đã đẩy công lao phát hiện ra tảng đá lên người mình. Vì thế mà giờ đây mình mới trở thành nhân vật được mọi người quan tâm, chăm sóc. Hơn nữa, bên quân đội có thể cũng vì điều này mà còn biểu lộ với mình nữa. Người ta được một người vợ tốt thì sẽ được cả thiên hạ. Cậu thì lại còn hơn thế, được cả một đám vợ. Minh Hạo cười lớn, chuẩn bị cho tốt đi, chuẩn bị để làm một người anh hùng. Chương 314, anh hùng, anh hùng. Khi tổ chuyên gia rời đi thì vội vội vàng vàng, trực tiếp thông qua đường đi của quân đội để đến thẳng phi trường, không có một tiếng động nào cả, gần như là không có một ai biết đến. Còn khi quay về thì lại đi qua đường khách quý của sân bay để đi ra bên ngoài. Để gặp mặt giới truyền thông báo chí cùng với những người chờ đợi ở bên ngoài. Đúng vậy, Bộ Y tế đã cho ra tin tức là virus mũi mặt người đã được giải quyết, đội cứu viện hôm nay sẽ quay trở lại Yến Kinh. Cậu không lo lắng gì chứ? Tôi nhận được tin tức là người dân nhiệt tâm đều đã đổ xô đến sân bay đợi gặp cậu đấy. Minh Hạo nói khẽ bên tai Tần Lạc, hai người vừa nói vừa tiến nhanh về phía đám người trước mặt. Có lẽ là không đến nỗi thế đâu, Tần Lạc nói. Ý từ bên trên là, nếu cần thì cậu hãy trả lời những câu hỏi của giới báo chí, truyền hình, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần chọn ra vài câu hỏi trọng điểm để trả lời là được rồi. Minh Hạo nói, Tần Lạc biết là bây giờ bọn họ muốn thông qua mình để đánh lạc hướng tính tò mò của giới báo chí truyền hình này, nếu ai cũng im lặng không nói gì, thì những phóng viên vốn có tính nhạy cảm này chắc chắn sẽ cảm thấy có gì kỳ quặc. Sự xuất hiện của Kiềm vẫn còn thuộc vào vấn đề quân sự cơ mật của Trung Quốc. Tôi hiểu, Tần Lạc nói. Đoàn người vừa mới đi ra khỏi đường sân bay thì lập tức bị một trận thế khổng lồ ở trước mắt làm cho kinh hãi. Có vô số người dân nhiệt tâm cầm băng rôn, biển đứng chờ ở đó cùng với những phóng viên nhà báo đứng ở những địa thế thuận lợi hơn,
và còn những quan viên đến đây với mục đích duy nhất là đón tiếp họ quay trở về, đó là còn chưa kể đến một đám bảo vệ mặc quần đen áo trắng đứng đó cố hết sức để duy trì trật tự. Cái trường hợp này sao mà quen mắt đến vậy? Chúng ta không giống anh hùng mà giống với minh tinh trong làng giải trí hơn đấy. Vương Dưỡng Tâm đứng ở phía sau nói. Tần Lạc vẫn chưa kịp trả lời thì những tên phóng viên mắt sắc lẹm đó đã nhìn thấy những thành viên trong tổ cứu viện bước ra bên ngoài, thì lập tức giơ máy ảnh lên chiếu vào bọn họ chụp tành tạch. Những khuôn mặt đầy xúc động đứng đợi từ lâu để được chứng kiến tận mắt gương mặt anh hùng, ai cũng hò hét cái gì đó. Bởi vì không có ai đứng ra thống nhất tổ chức, nên nội dung mà mọi người hò hét đều không giống nhau, vì thế mà vừa mới đầu âm thanh có phần ồn ào, hỗn tạp. Dưới sự chỉ huy của một người có dáng người mập mạp, âm thanh thì cực lớn, vì thế mà tiếng ồn mới dần dần được thống nhất. Hoan nghênh anh hùng cứu viện trở về. Hoan nghênh anh hùng cứu viện trở về kinh. Minh Hạo vẫy vẫy tay trước ống kính của phóng viên và với dân chúng, ra ý cho Tần Lạc bảo hắn cũng làm thế. Vì vậy mà Tần Lạc cũng đành phải giơ cổ tay lên vẫy vẫy, cười gượng với dân chúng, chẳng khác gì một chú hề cả. Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc. Trong nháy mắt, mọi người lại đột nhiên thay đổi khẩu hiệu, lớn tiếng hô hào tên Tần Lạc. Tần Lạc thất kinh, sao mình có thể có sức thu hút đến vậy chứ? Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi virus mũi mặt người đã được giải quyết chưa vậy? Tần tiên sinh, số người tử vong trong khu dịch bệnh có đồng nhất với số người mà bên trên đã thông báo xuống không? Chúng tôi nghe nói đến một số tin đồn không tốt, gạch dưới gạch dưới. Tần Lạc tiên sinh, anh là một bác sĩ trung y, lần này anh cũng là dùng biện pháp trung y để giải quyết vấn đề virus mũi mặt người sao? Tần Lạc tiên sinh, Minh Hạo dừng bước, vẫy vẫy tay với dân chúng và phóng viên nhà báo, ra ý bảo mọi người hay yên tĩnh lại, sau đó cười nói, các bạn phóng viên nhà báo, chúng tôi có thể bớt chút thời gian để trả lời vài câu hỏi của mọi người, nhưng, xin mọi người hãy hỏi từng câu một, như thế thì Tần Lạc mới tiện trả lời một cách dễ dàng được. Như vậy có được không? Tần Lạc tiên sinh, virus mũi mặt người thực sự đã được giải quyết rồi sao? Anh đã dùng biện pháp gì để giải quyết vậy? Virus mũi mặt người đúng là đã giải quyết rồi. Tần Lạc nhìn Minh Hạo một cái rồi cười nói. Hiện giờ tất cả bệnh nhân đã được di rời đến Yến Kinh, tiếp nhận bước trị liệu khang phục tiếp theo. Yên tâm đi, bọn họ không làm sao đâu. Tần Lạc tiên sinh, anh có thể giảng giải cho chúng tôi biết quá trình giải quyết virus mũi mặt người được không? Virus mũi mặt người rốt cuộc là thuộc loại virus gì? Có vắc, xin hay không? Mũi mặt người là một loại mũi bị biến dị, nó truyền độc tố thông qua cơ thể của con người, khi bị nó cắn phải thì có thể dẫn đến tử vong, hiện giờ vẫn chưa có vắc, xin. Tạm thời chúng tôi dùng chung dược để giải quyết loại virus này. Cái này, gạch dưới là dùng phương thuốc trung y, bởi vì có dính dáng đến vấn đề bản quyền, nên hiện giờ tôi không tiện công bố cho mọi người biết được. Tần Lạc cười đáp, cảm giác nói dối đúng là không thoải mái chút nào. Nhưng, đôi khi hắn không thể không đảm nhận một nhân vật như vậy. Tần Lạc tiên sinh, anh và tiểu thư Vương Cửu Cửu có quan hệ như thế nào vậy? Anh có tiếp nhận việc theo đuổi của cô ấy không? Chúng tôi là những người bạn tốt, Tần Lạc cười nói. Thấy Tần Lạc làm náo động cả một vùng trước mặt đám phóng viên, thì mấy người bên Tây Y cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Ngày trước, họ mới là tâm điểm của quần chúng. Khi bọn họ đứng trước ống kính tuyên bố từng thành quả nghiên cứu mới nhất của mình, thì Trung Y làm gì có phần đứng ra nói gì cơ chứ? Nhưng giờ đây, tình hình không giống với trước kia nữa rồi. Gạch dưới. Tần Lạc trả lời mấy câu hỏi một cách hàm hồ, Minh Hạo liền chỉ huy cho đám bảo vệ cùng cảnh sát tạo thành một tường vây xung quanh, không cho dân chúng cùng phóng viên đứng chặn lại, để tiện cho thành viên trong đội cứu viện đi qua. Khi bọn họ sắp rời đi, thì đột nhiên từ trong đám đông vang lên một âm thanh gióng giạc của một người đàn ông, Tần Lạc, vậy rốt cuộc thì anh có cưới Vương Cửu Cửu hay không? Nếu anh không lấy thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Một cô gái tốt thế anh còn không muốn thì anh muốn ai nữa đây? Câu nói này chẳng khác nào một quả đạn pháo được quăng vào trong hồ nước, chỉ trong chốc lát đã khiến cho sóng nước dâng trào hết lên. Dân chúng lại một lần nữa thay đổi khẩu hiệu, bọn họ giờ đây hét lên từng hồi, Tần Lạc, Vương Cửu Cửu, Tần Lạc, Vương Cửu Cửu, Tần Lạc, Vương Cửu Cửu. Đám phóng viên báo chí kia thì cũng lẳng nhắng theo sau như một cái đuôi, sắc mặt ai cũng xúc động không tả nổi, đồng loạt giơ chiếc máy ảnh ở trong tay mình lên không ngừng chụp Tần Lạc cùng đám người luôn miệng hô khẩu hạo kia. Tần Lạc không dám quay đầu lại, hắn dẫn theo một đám người tiến thẳng ra phía ngoài sân bay, rồi bước nhanh vào chiếc xe 7 chỗ ngồi đã được chuẩn bị từ trước. Chờ cho đến khi đã ngồi yên trên ghế rồi thì hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
người đòi nợ đều đã chạy hết đến đây rồi này. Minh Hạo trêu ghẹo nói. Những người này đều là những người không rõ chân tướng. Tần Lạc nói. Tôi cảm thấy thật là kỳ quái. Vương Cửu Cửu muốn nhan sắc thì được nhan sắc, muốn vóc dáng thì có vóc dáng, ra thế lại tốt, đã thế còn yêu cậu đến chết đi sống lại nữa chứ. Gạch dưới người con gái như vậy mà cậu còn không thích, thì rốt cuộc là cậu thích một người như thế nào? Minh Hạo hỏi. Tần Lạc nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu. Mặc dù vẫn nói chuyện tình cảm là chuyện của hai người, không liên quan gì đến người khác, nhưng, tình trạng hiện giờ của Tần Lạc thì, gạch dưới rõ ràng là có liên quan đến người thứ ba. Thấy Tần Lạc không muốn trả lời thì Minh Hạo liền nói, các vị có thể quay về trước nghỉ ngơi một chút đi, chỉ có điều là tối nay các vị phải tham gia đông rủ bữa tiệc mà Phó Bộ trưởng làm cho các vị. Cậu về công hội trung y hay là về nhà thế? Tần Lạc quay đầu lại nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái, Vương Dưỡng Tâm thấy vậy liền nói, yên tâm đi, Âu Dương Lâm và Lâm Đống đều đến ở chỗ tôi, dù sao thì chỗ tôi ở có khá nhiều phòng. Tần Lạc gật gật đầu nói, thế thì tôi về nhà trước nhé, không đến công hội trung y nữa. Tần Lạc vừa mới xuống xe thì chiếc di động trong túi đã rung lên từng hồi. Em không sao chứ? Tần Lạc cười hỏi, vừa rồi mới nhớ tới là gọi điện cho nàng để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng ra sao, thì nàng đã chủ động gọi cho mình rồi. Không sao, Vương Cửu Cửu biết là cái hắn muốn hỏi đó là muốn biết xem mông mình có bị biến thành màu đen hay không, nàng cười nói, cảm giác được làm anh hùng không tồi chứ? Không tồi chút nào. Tần Lạc đáp. Đám quần chúng đến chờ máy bay đó không nói gì sao? Vương Cửu Cửu tò mò hỏi. Họ đồng thanh hò la tên tôi và em. Tần Lạc thẳng thắn nói. Cho dù giờ hắn có không nói ra thì Vương Cửu Cửu cũng có thể nhìn thấy những điều này ở trên mặt báo ngày mai. Hoặc có thể chỉ tối nay thôi là nàng đã có thể nhìn thấy những cảnh quay video ở trên mảng tin tức cuối ngày mà thôi. Tốt thật, Vương Cửu Cửu tràn ngập hạnh phúc nói. Đáng tiếc là em không có ở đó. Không được nhìn thấy cảnh tượng xúc động lòng người này. Tần Lạc hỏi, mấy người này không phải là em bỏ tiền ra thuê họ đến đây sao? Em nhổ vào, bà cô này không dỗi hơi đến thế đâu. Vương Cửu Cửu tức giận nói, em còn bị chuyện này làm cho phiền chết đi được. Sao vậy? Thầy không biết, từ khi việc giữa chúng ta được đăng lên tờ báo Hoa Hạ Nhật Báo thì tất cả bạn bè người thân của chúng ta đều biết hết cả rồi. Biết em trở về thì điện thoại nhà em sắp bị gọi cho vỡ tung ra rồi. Gạch dưới mọi người đều là gọi đến để hỏi xem quan hệ giữa thầy và em hiện giờ là thế nào. Em nói là không có gì thì họ lại không tin. Gạch dưới Vương Cửu Cửu khổ não nói. Bây giờ nàng mới hiểu được là cái quyết định được đưa ra lúc xúc động quả thực là hại người lại hại cả mình. Tần Lạc nghĩ đến khả năng này thì vui vẻ cười trong điện thoại. Vương Cửu Cửu hung hăng nói, thầy cũng đừng có cười tươi như vậy. Bao nhiêu là bạn chiến đấu của cha em gọi tới, nói là muốn gặp mặt thầy đấy. Muốn nhìn xem người đàn ông ý trung nhân của Vương Cửu Cửu là người như thế nào, còn nữa, ông nội em, chú em và những người khác cũng đều muốn gặp thầy đó. Chấm, gạch dưới của Nhiên, Tần Lạc im luôn, không cười lên được nữa. Sợ rồi phải không, lúc này thì đến lượt Vương Cửu Cửu cười ngặt nghẽo trong điện thoại. Đợi đến khi nàng cười cũng đã rồi, thì Tần Lạc lên tiếng hỏi, sao em lại đẩn hết công lao lên người tôi vậy? Nếu em có những công lao như thế này thì sẽ có lợi rất nhiều với em sau này mà. Vương Cửu Cửu đã tốt nghiệp rồi, bất luận là nàng làm nghề gì thì chỉ cần biết là nàng đã có công lao phát hiện ra kiếm mơ thôi, cùng với thao túng của người nhà nàng thì chắc chắn là nàng sẽ được thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng nhất. Đầu dây bên kia không có một tiếng động nào nữa, sau đó, Vương Cửu Cửu trầm giọng nói, em chỉ là một người đàn bà, cần những công lao đó để làm gì cơ chứ? Thầy là đàn ông. Còn phải làm nhiều việc khác nữa, nó ít nhiều sẽ trợ giúp được thầy ở một phương diện nào đó. Gạch dưới. Tần Lạc quay về ngôi nhà chung cư của nhà họ Lâm, bối bối phi thẳng đến bên Tần Lạc, nũng nịu nói, anh Tần Lạc, em nhớ anh quá đi. Anh cũng nhớ em lắm. Tần Lạc hôn lên trán của bối bối, rồi hỏi, ông đâu? Ông đi làm rồi ạ? Chị Lâm thì đang tắm ở trên lầu ấy, cô thì đang nấu cơm, bối bối thì đang xem Tom và Jerry. Không đợi Tần Lạc phải hỏi thì bối bối đã báo cáo hết hành tung của từng người trong nhà rồi. Ừ, bối bối ngoan lắm, nhưng em phải làm xong hết bài tập mới được xem phim hoạt hình đấy nhé, biết chưa? Bối bối gật đầu đáp lại, Tần Lạc lại nhéo nhéo vào mũi cô bé, rồi sau đó mới xách túi đi lên lầu. Khi Tần Lạc bước vào phòng thì Lâm Hoán Khê cũng từ trong phòng tắm bước ra. Mái tóc dài óng mượt của nàng rủ xuống đôi bờ vai mềm mại,
nàng khoác trên mình bộ đồ ngủ bằng lụa, trông nàng thật dịu dàng, duyên dáng, vóc dáng thướt tha muôn màu muôn vẻ. Mỗi lần nàng đi làm về thì đều phải vào nhà tắm tắm một cái, đây là một thói quen trước giờ của nàng. Tần Lạc nhìn mà như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn buông luôn hành lý xuống rồi nói, tối nay thời gian rất nhiều, anh đi tắm một cái cho tỉnh táo. Chương 315, thầy hãy đếm trăng đi. Đứng trên lập trường của Nghĩa Bảo Ngọc, nói là đàn ông là làm ra từ bùn đất, còn đàn bà được làm ra từ nước, những lời này quả là có đạo lý. Khi bạn giơ tay ra vuốt ve thân thể của một người phụ nữ, thì luôn cảm thấy thân thể của cô ấy mềm mại mượt mà như lụa tô Hàng Tô Châu. Hàng Châu là nơi sinh sản ra tơ lụa nổi tiếng của Trung Quốc vậy. Đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng sượt qua thôi cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của đối phương như sự động đậy từ trong sâu thẳm tâm linh mình. Nếu bạn sờ vào cơ thể của một người đàn ông, thì liệu bạn có cảm thấy giống với bùn đất? Hơn nữa còn là một bãi bùn nhầy nhụa nữa. Là một người từng trải, vừa sờ qua rất nhiều phụ nữ, lại sờ qua rất nhiều đàn ông như anh Hiểu, thì anh ấy có quyền lên tiếng nhất. Một thân thể lạnh như băng mới có thể đem đến cho Tần Lạc một cảm giác nóng hừng hực như lửa. Đôi bàn tay của hắn lướt qua lướt lại trên cơ thể của Lâm Hoán Khê, bất kể chỗ nào trên cơ thể nàng đều như chốn bồng lai tiên cảnh mà hắn chưa từng đi qua vậy, mải mê chơi đùa, lại còn bịn dịn, lưu luyến không rời, sau đấy vẫn không quên quay ngược trở lại. Từng tấc da thịt trên người nàng đều rất đẹp, một thân hình sau khi được cởi bỏ quần áo thì chẳng khác nào một bảo vật nơi trần gian. Hai mắt nàng nhắm chặt lại, sắc mặt hơi đỏ lựng, hai chân kẹp chặt vào nhau. Gạch dưới phụ nữ càng như vậy thì càng làm cho đàn ông có ham muốn tách đôi chân của nàng ra hai bên. Là một người đàn ông, bạn Tần Lạc nhà ta cũng không phải là ngoại lệ. Rất nhanh, Tần Lạc liền tìm thấy cái cảm giác phong phú, tuyệt vời. Anh nhớ em lắm, Tần Lạc bò ra bên tai thì thầm với Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê mở mắt nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại nhắm nghiền lại như trốn tránh điều gì. Trong việc này, nàng vẫn không có cách nào thoải mái được. Cho dù đối mặt với một người như Tần Lạc, người mà đã sớm trên danh nghĩa là chống chính thống của mình. Từng tiếng rên rỉ, phát ra liên hồi, âm thanh đó chẳng khác nào một lời mời gọi, Tần Lạc hôn lên đôi tai của Lâm Hoán Khê, sau khi đã làm cho thân hình nàng nhúc nhích, trở nên ngứa ngáy thì Tần Lạc bắt đầu tiến thêm một bước. Ga giường nhàu nhĩ hết cả lên, còn chăn thì rơi tả tơi xuống đất. Tần Lạc cứ nằm trên thân thể của Lâm Hoán Khê mà không muốn xuống. Vóc dáng của Lâm Hoán Khê như một quả đào chín mọng vậy, da thịt đẫy đà, mông và ngực thì đều tròn to, quyến rũ. Mỗi lần Tần Lạc nằm lên người nàng thì đều cảm giác như rơi vào một biển bông vậy. Cơ thể của người phụ nữ này quả thật là không thể uyển chuyển hơn được nữa. Khi đặt nàng lên trên thì chẳng khác nào một chiếc chăn bông mềm mại, không để cho người ta có cảm giác đang đè nặng lên mình, còn khi đặt phía dưới thì chẳng khác nào một chiếc thảm mềm cả, cũng không làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Đây là sự khác biệt giữa người phụ nữ có thân hình đầy đặn với người đàn bà xương sầu thích để tóc mái, rồi vươn cái cổ cò gầy gò ốm yếu ra, cứ như một con gà con ốm nhách xấu xí vậy. Đàn ông chính là động vật cảm quan, nếu tay sờ không thích và ngũ quan không được thoải mái, thế thì anh ta sẽ rất khó để có thể thích người phụ nữ này. Em không muốn hỏi anh cái gì sao? Tần Lạc hỏi, việc giữa hắn và Vương Cửu Cửu đã được đăng lên cả trên mặt báo của Hoa Hạ Nhật Báo, cả cái yến kinh này ai mà không biết đến. Vậy thì Lâm Hoán Khê không thể không nghe đến được. Không muốn, Lâm Hoán Khê nói. Vì sao? Tần Lạc tò mò hỏi. Theo đạo lý mà nói thì làm cho một người phụ nữ không ghen tuông còn khó hơn rất nhiều việc làm cho một con mèo không ăn ngầm cá. Lâm Hoán Khê đã trải qua một lần thất bại trong tình cảm, rơi vào trạng thái khép mình trong chuyện tình cảm bao năm trời, nên Tần Lạc luôn rất thận trọng cẩn thận, chỉ sợ chạm phải vết thương lòng còn chưa biết đã lành hay chưa ở trong sâu thẳm trái tim nàng. Rồi lại một lần nữa đưa nàng về với địa ngục. Nàng là một người ưu tú một cách cực đoan, nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng đáng thương. Lòng thương mến, che chở của Tần Lạc đối với nàng được xuất phát từ tận trong xương tủy. Nếu anh muốn nói ra thì anh sẽ nói cho em, Lâm Hoán Khê nói. Những việc này, anh cũng không muốn giấu giếm em chút nào. Tần Lạc nói, em còn nhớ khi anh ở Dương Thành anh đã nói với em về tình hình sức khỏe của anh không? Nhớ. Lâm Hoán Khê gật đầu. Khi Lâm Hoán Khê đi cùng Tần Lạc về nhà đón năm mới, thì hai người đã đột phá khỏi cái tầng quan hệ đó. Tần Lạc sau khi liên tục gặp thất bại thì liền kể cho nàng nghe chuyện bệnh tật của mình. Cũng là vì nguyên nhân này, mà mỗi lần hai người múa với nhau thì Tần Lạc đều phải đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Vì vậy mà, tắm nước lạnh cũng là ám hiệu làm việc đó giữa hai người bọn họ.
cũng giống như bao đôi vợ chồng khác dùng việc, giặt quần áo, vậy. Ngay từ đầu, anh đã nói là thể chất của anh thuộc mạch cực dương. Bởi vì nội hỏa quá ư là vượng thịnh, nên mới cần những hạt có tính hàn và nước lạnh để hạ nhiệt. Anh luyện đạo gia thập nhị đoạn cầm từ nhỏ, cũng là vì để trị liệu cái bệnh quái quỷ này. Em cũng bảo mấy bác sĩ bên công hội trung y lưu ý cho, nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ vật có tính cực âm mà anh vẫn nói. Lâm Hoán Khê nói, nàng là một người phụ nữ yên tĩnh nội tâm, thậm chí, còn làm cho người ta có cảm giác nàng là một người ngạo mạn. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng không làm điều gì. Từ sau khi biết được bệnh tình của Tần Lạc, nàng bèn đi khắp nơi tìm kiếm cái vật có tính cực hàn đó. Sau khi lên nắm quyền công hội trung y thì nàng đã mệnh lệnh cho tất cả mọi người dưới quyền tìm giúp cái vật đó. Có mấy lần nàng còn đích thân đáp máy bay bay đến một số thành phố để cùng bàn bạc cùng người ta, kiểm nghiệm vật phẩm xem có đúng không. Việc mà nàng vẫn làm miệt mài như vậy thì làm sao có thể quên được chứ? Tần Lạc không ngờ là Lâm Hoán Khê vẫn luôn giúp hắn tìm kiếm vật đó, sau khi dùng sức ôm eo nàng sát vào người mình thì nói, anh tìm được một người như thế này đây. Một người phụ nữ có thể chất cực âm, Tần Lạc nghiêm chỉnh nói, nhưng trong lòng thì lại có cảm giác có chút kỳ lạ. Cái lý do đi bao bà hai này thì thực sự là quá ư là hoang đường quái dị, cũng mặt dày và vô liêm sỉ quá. Tựa hồ như đây là cơ hội mà ông trời đặt cách ban cho mình vậy. Phụng mệnh bao gái, liệu còn có cái cớ gì đường hoàng hơn thế này không? Nếu người khác nói cho mình việc này, thì đến hắn cũng không thể tin nổi. Nhưng sự việc lại là như thế, làm cho hắn cũng cảm thấy không biết làm thế nào cho phải. Lâm Hoán Khê im lặng hồi lâu, nhưng rất nhanh, nàng lên tiếng hỏi, có cần em rời xa anh không? Không cần, Tần Lạc ôm chặt thân hình của nàng vào, anh chỉ là muốn nói cho em việc này, anh không muốn che giấu điều gì cả. Anh chưa từng nghĩ để cho em rời xa anh và đồng thời anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa em. Khách sạn Kim Tinh là khách sạn mà Bộ Y tế chỉ định để thiếp đãi, đạt tiêu chuẩn kiến tạo 6 sao, xa hoa khí phái, một số bức tranh sơn thủy làm điểm lên phong cách khác lạ của khách sạn này. Đây là nơi chọn lựa hàng đầu của Bộ Y tế dùng để thiếp đãi khách, Thái công dân cũng thường xuyên gặp những khách mời các nơi hoặc khách nước ngoài ở đây. Lần này bữa tiệc chúc mừng thành công của đội cứu viện do Bộ Y tế tổ chức cũng được chọn ở đây, hơn nữa còn thuê luôn cả một phòng riêng lớn mà rất ít được dùng tới này. Bữa tiệc gồm có 10 bàn lớn, mỗi bàn 10 người, Tần Lạc dẫn đội trung y ngồi một bàn, còn những bàn khác là bên Tây y và một số quan viên trong Bộ Y tế. Đến cả Vương Cửu Cửu cũng đến, nàng ngồi cùng Vương Du và mấy người nữa. Thái công dân phát biểu một hồi, biểu dương nhiệt liệt với những bác sĩ đã không ngại khó khăn, gian khổ, không sợ nguy hiểm mà đến khu dịch bệnh triển khai công việc của mình. Hơn nữa còn thay mặt bộ và những bệnh nhân biểu thị lòng biết ơn với họ. Tiếp đó, Thái công dân rất có phong độ, ông dẫn theo Minh Hạo và một đám quan viên trong bộ đi đến từng bàn để chúc rượu. Mọi người ai cũng được sủng ái đến kinh ngạc, không khí dần trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tần Lạc, cậu lại lập được công lớn rồi. Nào, tôi chúc cậu một ché. Thái công dân nâng chén rượu của mình giơ lên trước mặt Tần Lạc, nói với vẻ mặt đầy tán thưởng. Phó Bộ trưởng Thái, ông đừng chế nhạo tôi trước mặt mọi người nữa. Tần Lạc ngượng ngùng nói. Nếu quả thực sự việc virus mũi mặt người đã được giải quyết, thì hắn tiếp nhận chén rượu này cũng chẳng sao, nhưng trên thực tế thì lại không như thế. Hắn biết Phó Bộ trưởng Thái cũng biết điều này, vì thế nên hắn mới ngại, không muốn uống chén rượu này. Thái công dân nhìn vào mắt Tần Lạc, cười nói, Tần Lạc, tôi đánh giá cao tính cương trực và thẳng thắn của cậu, nhưng, cậu nhất định phải hiểu một đạo lý đó là, cương quá thì dễ đứt. Đôi khi, một không có nghĩa là một, hai cũng không bằng hai. Có quá nhiều việc đều phải thông qua thỏa hiệp thì mới giải quyết được, giống như lần này vậy, tôi cho rằng đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, cậu thấy sao? Tần Lạc nghĩ một lát nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cả. Nếu họ đẩn toàn bộ công lao lên người người khác, thì có lẽ trong lòng mình còn ý kiến cũng chưa biết chừng. Nghĩ thông suốt điều này, thì những khúc mắc trong lòng Tần Lạc cũng được giải đáp. Hắn nhìn Thái công dân một cách thành khẩn, rồi nói, thụ giáo rồi. Cảm ơn Thái Phó Bộ trưởng rất nhiều. Giữa chúng ta thì không cần phải khách khí như thế. Cậu là một người trẻ tuổi được tôi xem trọng, tôi hy vọng cậu còn có thể tiến xa hơn nữa, tốt hơn nữa. Vì thế mà tôi không hy vọng cậu bị ảnh hưởng vào những tình tiết nhỏ giọt như vậy. Thái công dân vỗ mạnh vào vai Tần Lạc nói. Bàn mà Cát Hồng Tân và mấy người bên Tây Y đang ngồi nhìn thấy Tần Lạc và Thái công dân vui vẻ trò chuyện với nhau như vậy thì vô cùng khó chịu.
có phó bộ trưởng đại nhân đứng đằng sau làm chỗ dựa vững chắc, thì mấy người của mình làm sao mà tranh được với người ta đây? Chấm, gạch dưới. Tầng cao nhất của khách sạn Kim Tinh là một khoảng sân thượng rộng lớn, đứng trên này thì cảnh tượng của cả cái thành phố Yến Kinh rộng lớn này gần như là đã nằm trong tầm mắt. Tần Lạc uống thêm mấy chén, muốn đi lên phía trên hít thở không khí một chút, thì nhìn thấy một thân hình yểu điệu đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Lưng cô gái ngoảnh về phía Tần Lạc, khuôn mặt hơi ngước lên trên, ánh mắt đang chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao. Tần Lạc đi tới, yên lặng đứng bên cạnh nàng. Ngẩng đầu lên xem thì trên trời ngoài sao ra thì còn có trăng nữa. Thời tiết ngày hôm nay thì quả thật là tuyệt vời, là một trong những ngày thời tiết đẹp nhất Yến Kinh. Gạch dưới nhưng, thế thì có gì mà xem chứ? Vương Cửu Cửu với vẻ mặt hồn nhiên nhập thần, mỉm cười thản nhiên. Chỉ là một ngày có thời tiết tốt đã có thể thỏa mãn được nàng và làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sao em lại đến tham gia buổi tiệc tối nay vậy? Tần Lạc cười hỏi. Minh Hạo gọi điện thoại cho em. Những buổi tiệc như thế này vốn là có thể đến và có thể không đến. Dù gì thì em cũng không được coi là thành viên trong tổ cứu viện. Ngoài việc dẫn tới một con gấu ngựa to lớn ra, thì cũng chẳng lập ra công lao gì cả. Gạch dưới em biết thầy sẽ đến, dù sao thì em cũng chẳng có chuyện gì làm, nên đến đây xem sao. Vương Cửu Cửu cười nói. Không để cho Tần Lạc có cơ hội nói gì, Vương Cửu Cửu đã giơ tay ra ôm lấy cánh tay Tần Lạc, rồi đặt đầu mình lên vai hắn, nói, không được nói gì nữa, hãy cùng ngắm sao với em đi. Vừa rồi em còn đếm đến 176 ông sao rồi đấy. Bây giờ lại phải đếm lại rồi. Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời gì dịt là sao, chẳng khác nào những hạt vừng trên chiếc bánh quy nướng vậy, liền cười khổ nói, bao nhiêu sao thế này, làm sao có thể đếm hết được cơ chứ. Vương Cửu Cửu chửi thầm, tên ngu ngốc này, chẳng lẽ đến cả lãng mạn cũng không biết sao. Ai thực sự bắt anh đếm hết chứ, cái người ta cần là cảm giác, là thứ tình cảm như thế này. Lẽ nào chưa từng nghe thấy lời bài hát mà người ta vẫn hát hay sao? Tay trong tay, bước từng bước rồi nhìn lên bầu trời, một ông sao, hai ông sao, ba ông sao, bốn ông sao nối đuôi nhau. Đúng là một tên thô lỗ, trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì thế không biết. Vì thế mà nàng tức giận nói, với IQ của thầy thì thầy hãy đếm trăng đi. Chương 316, Bạch Phong Tử. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ có một vầng trăng. Không thể nào đếm được số sao trên kia. Vương Cửu Cửu thầm nghĩ quả thực là quá coi rẻ chỉ số thông minh của mình. Tần Lắc nói, tôi có ngốc như vậy đâu. Đôi lúc anh ngốc như vậy đó. Vương Cửu Cửu tức giận nói, tôi đếm tới nhiều rồi. Không được nói bây giờ sẽ khiến con số của tôi rối mù lên mất. Vì thế, Tần Lạc không tiện hỏi. Hắn chỉ im lặng đứng một chỗ, mặc cho Vương Cửu Cửu giữ cái túi sách nhỏ ngả đầu lên vai hắn. Miệng nàng đếm khe khẽ lại 201, 202. Hắn chưa từng dốc lòng đếm những chấm nhỏ đó. Một biển sao vô cùng vô tận, thú vị vô cùng. Một phần hắn đã muốn quên sự việc tại đây, phút chốc lại nhớ tới làm cho lòng hắn có điều bất an khác thường. Rất nhanh tâm trạng Tần Lạc vui vẻ hẳn lên. Một làn gió thổi tới, Vương Cửu Cửu gạt nhẹ sợi tóc vướng trên mặt. Tần Lạc đứng bất động, mặc cho gió thổi. Mặc cho tiếng súng quấy nhiễu cũng không đành lòng phá hỏng giây phút yên tĩnh này mà chuyên tâm vào những động tác nhỏ của Vương Cửu Cửu. Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên inh ỏi, cả hai đang ngồi tựa vào nhau bỗng giật mình. Sau đó hai người tách ra, Tần Lạc rút đi động từ trong túi ra, dãy số này là của Gay. Tần Lạc cảm thấy có chút kỳ lạ, Gay hẳn là đang vui sướng ở Dương Thành mới đúng. Sao lại gọi điện thoại cho mình làm gì? Tần Lạc bấm nghe điện thoại, hắn nói, không nghĩ là anh. Ha ha, quấy rầy anh là thú tiêu khiển của tôi mà. Microphone truyền ra tiếng cười khoái chí. Nói đi, chuyện gì vậy, anh bạn, anh học được cái tính khách khí khi nào đó. Tần Lạc cười nói. Tôi đang ở Yến Kinh, Gay nói. Khi nào thì đến, Tần Lạc hỏi, hắn hiểu tôi và hắn là bạn bè sống chết có nhau. Bọn họ ở Dương Thành đều đồng lòng và đều là những nhân vật có tiếng tăm, chỉ cần dậm chân một cái là khiến ai lấy đều run rẩy. Nếu không cần thiết, bọn họ sẽ không đi Yến Kinh. Ai mà không muốn làm ông lớn, ai muốn chạy tới địa bàn người khác với vẻ đáng thương. Giữa trưa tôi đến, giới báo chí thấy anh đi vào khu dịch bệnh, anh giải thích sự việc này như thế nào, người ta không cấp điện thoại cho anh là vì thế. Ngày mai anh chuẩn bị đối đáp thế nào đi nhé? Thế sao anh lại gọi điện thoại cho tôi? Tần Lạc hỏi. Tôi đập bể một nhà điếm, Gay ha hả cười.
Tần Lạc biết vị công tử này gọi điện thoại cho mình, khẳng định là có không chuyện tốt xảy ra. Sau đó anh thế nào? Sau đó tôi bị chặn lại gay vẫn đang ha hả cười không một chút lo sợ. Tần Lạc hiểu kẻ dám đánh hắn, chắc chắn đằng sau tên này có một thế lực cực kỳ lớn. Bằng không, bọn họ cũng không dễ dàng cho qua chuyện như vậy. Anh ở đâu? Tần Lạc hỏi. Đồng Tước Thai. Đến ngay à? Tần Lạc nói, tuy rằng hắn không biết Đồng Tước Thai ở chỗ nào, thế lực ra sao. Nhưng bây giờ bạn bè gặp nạn, anh sẽ tìm mọi cách tới đó nhanh nhất. Tôi tin chắc rằng, nếu chính tôi gặp chuyện như vậy, bọn họ cũng sẽ đối đãi với tôi như thế. Kết thúc cuộc điện thoại, Tần Lạc nói với Vương Cửu Cửu, phiền cô đưa tôi tới một chỗ. Chỗ nào? Vương Cửu Cửu hỏi. Đồng Tước Thai. Đồng Tước Thai, Vương Cửu Cửu cau mày nói, địa bàn của kẻ điên họ Bạch. Sao anh muốn tới chỗ đó? Kẻ điên họ Bạch là ai? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Đi thôi, có phiền toái gì với bạn anh à? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vương Cửu Cửu kéo Tần Lạc xuống lầu. Cả hai cùng tạm biệt Minh Hào. Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu rời đi trước. Vương Cửu Cửu để Tần Lạc đứng chờ ở cửa khách sạn, sau đó chạy đến bãi đỗ xe tìm chiếc BMW. Màu đỏ là cực kỳ kén người. Không ai có thể phủ nhận màu đỏ rất rực rỡ và gợi cảm, chỉ cần có chút màu đỏ trên người cũng khiến nhiều người si mê. Màu đỏ của xe cũng như thế. Bên trong là bộ lễ phục màu đen, bên ngoài khoác màu bạc, còn xe thể thao BMW cũng vậy, Vương Cửu Cửu không hề giống mọi người trong trường. Cô làm cho mọi người dễ dàng nhận ra cô trong số các cô gái bình thường khác, cô giành được điều đó từ mọi người bởi cái vốn có, địa vị, sự sang trọng. Lên xe, Vương Cửu Cửu đẩy cửa ra, nói. Tần Lạc nhanh chân lên xe, sau đó Vương Cửu Cửu khởi động xe nhanh như chớp, hướng xe chạy về phía xa. Không biết có phải gia đình họ Bạch không, có những người trong Bạch gia không chút an phận, mỗi người họ Bạch đều có chút khác người. Bạch Phá Cục làm việc bừa bãi, ương ngạnh cho nên bị gọi là kẻ ngông cuồng, hắn còn có cậu em, tên là Bạch Tàn Phổ, làm việc điên điên khùng khùng, không coi ai ra gì. Bị người đời gọi là Bạch Phong Tử. Vương Cửu Cửu vừa lái xe vừa nghe Tần Lạc kể lại sự tình phức tạp. Đồng Tước Thai là một câu lạc bộ có danh tiếng ở Yến Kinh, hội tụ toàn những người tài giỏi tham gia vào. Hơn nữa, nghe nói kiểu nữ bên trong đều là giai nhân tuyệt sắc. Bạch Phong Tử là người đứng đầu Đồng Tước Thai. Bạn của anh tới Đồng Tước Thai, khẳng định là chọc giận Bạch Phong Tử. Hắn hoàn toàn không ngại địa vị đối phương, mà nhất định sẽ xử lý. Có biện pháp nào giải quyết không? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu nghĩ đau đầu, Bạch Phong Tử không nhận họ hàng, tìm người nói giúp cũng vô dụng thôi. Hiện tại tôi cũng không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể đi xem tình hình thế nào rồi nói sau. Đồng Tước Thai nằm ở vị trí xa so với khu vực nội thành, ở đây là khu phong cảnh non nước ngoại thành rất giàu có. Hai người tức tốc lên đường, đi suốt một giờ đồng hồ. Đồng Tước Thai là tòa kiến trúc cổ đại, mộc mạc, tinh túy và khéo léo vô cùng, bên trong có hơi chút giống kiến trúc tòa Đồng Tước Thai của Tào Tháo thời Tam Quốc. Đương nhiên có lẽ là Đồng Tước Thai này phỏng theo kiến trúc Đồng Tước Thai thời xưa. Quy mô thời nay cũng có chút sai lệch. Vương Cửu Cửu lái xe chạy thẳng tới cửa Đồng Tước Thai, liền bị bảo vệ bên ngoài cản xuống. Vương Cửu Cửu rút túi hé qua cửa đưa thẻ, bộ dạng mấy tên bảo vệ có vẻ khó hiểu. Vương tiểu thư, thật xin lỗi. Đồng Tước Thai là một băng đảng. Nếu không có người bảo lãnh, cô không thể đi vào được. Tôi được ông chủ mời đến. Vương Cửu Cửu nói, không tin các anh gọi điện mà hỏi. Trong Đồng Tước Thai đang có chút việc. Tôi đến là để giải quyết sự việc đó. Các anh mau tránh ra cho tôi. Mấy tên bảo vệ liếc mắt một cái, rồi dẹp người sang một bên, bảo tên dưới cấp mở cửa ra. Cậu cho bọn tôi là cái gì? Tần Lạc hỏi. Tôi là thành viên của băng đảng. Hai nơi là dùng chung nhau à? Tần Lạc hỏi. Không, kia chính là giấy chứng minh thân phận, một loại giấy chứng nhận hữu hiệu. Có thể tiến vào danh viện hội, người chứng nhận trong nhà toàn người đáng tin. Không để mạo phạm tới người trong nhà, tôi nói tới thủ lĩnh của chúng, đương nhiên là bọn chúng không dám, tính tình Bạch Tàn Phổ như vậy, bọn bảo vệ bên ngoài đâu dám đánh tiếng gọi hắn, tôi mắng chúng hai câu để cho thấy tôi thực sự tức giận. Bọn họ tự nhiên thấy hối lỗi. Tần Lạc không nói gì, không tiến vào cái vòng luẩn quẩn đó, nhưng cũng không biết nơi này sao có nhiều điều nhiễu loạn đến thế. Vương Cửu Cửu nổ xe tiến vào cổng lớn, bên trong có một dãy đèn lồng rực rỡ, cho đến khi dừng lại trước một căn nhà. Nàng liếc mắt tìm chỗ đỗ xe, nhiều khi sắp xếp xe theo một hàng tạo nên một khung cảnh rất đẹp đánh thẳng vào thị giác mỗi người.
Vương Cửu Cửu để xe vào bãi rồi cùng Tần Lạc đi vào bên trong. Lúc này, ngoài cửa, bảo vệ thoáng nhìn Vương Cửu Cửu biết cô không phải người bình thường, khí chất cũng như cách ăn vận, cho nên không dám ngăn cản, Vương Cửu Cửu cứ thế thẳng tiến. Anh có biết lầu đó ở đâu không? Vương Cửu Cửu vừa đi vừa hỏi. Lầu Song Kiều Tô Yên Lạc nói. Vương Cửu Cửu liếc nhìn Tần Lạc một cái, che miệng cười duyên nói, bạn của anh lai lịch không vừa đâu. Lầu Song Kiều là trụ sở lớn ở chỗ này, người bình thường đâu có thể vào. Chắc phải có nguyên nhân gì? Tần Lạc vừa nói vừa nhìn ánh mắt Vương Cửu Cửu có chút gì đó bỡn cợt. Dẫn chúng tôi tới lầu Song Kiều, Vương Cửu Cửu nói với một nhân viên nữ mặc chiếc áo đỏ sườn xám, dáng người cao cao, gầy gầy, bộ dạng nhanh nhẹn, vạt áo sườn xám xẻ tà, chỗ xẻ tà lộ ra một mảng đùi thon đẹp. Thưa quý khách, ở đằng kia, cô gái vẻ mặt tươi cười nghiêng người dẫn đường. Quả nhiên, họ đi vào tòa Song Kiều liền cảm nhận được cái lạ thường. Bởi các tòa nhà khác đều là các thiếu nữ duyên dáng mời rượu, âm thanh to nhỏ không dứt, tiếng rất náo nhiệt. Nhưng tại Song Kiều lại yên tĩnh có chút kỳ dị. Hai người chuẩn bị bước tới bậc thang thứ 10, thì một gã đàn ông đi tới chặn trước mặt hai người hỏi, các vị là ai? Chúng tôi là bạn của ông chủ ở đây, Vương Cửu Cửu đáp. Chúng tôi có việc gấp gặp ông chủ của anh, nếu không hiểu rõ ràng về khách, không thể mở cửa Song Kiều. Gã đàn ông kia nói. Vương Cửu Cửu thoáng nhìn Tần Lạc nói, tôi biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chúng tôi tới đây để giải quyết vấn đề đó. Chờ một chút, gã này nói một tiếng rồi xoay người tiến tới tòa nhà. Một lát sau nam nhân mới đi ra nói với Vương Cửu Cửu và Tần Lạc, ông chủ mời các người vào. Tần Lạc đi phía trước, Vương Cửu Cửu đi phía sau, hai người bước nhanh về phía tiểu lâu. Đẩy cánh cửa gỗ lim rất nặng, Tần Lạc liền thấy hai người trong tiểu lâu đang giằng co nhau. Bên ngoài, toàn là gia nhân mặc quần âu đen, áo trắng trông thật lịch sự, một người đàn ông bị vây quanh, một trong ba tên là Tôn Nhân Diệu. Bên kia toàn là những thanh niên trẻ tuổi quần áo ăn mặc khác người. Thoạt nhìn phỏng đoán là phải có nguyên do. Dưới chân bọn họ, còn có mấy thanh niên mặc áo đen đang nằm rên rỉ trên đất. Xem ra, trước khi Tần Lạc tới hai bên đã xảy ra ẩu đả. Chương 317, ai điên cuồng hơn ai? Tần Lạc đã sớm phát hiện ra một chi tiết, trong đồng thước thai, tuy rằng bảo vệ đều mặc một màu đen nhưng hội này thì bên túi ngực trái đều có một đường kẻ nhỏ ghi chữ bạch. Mấy gã mặc tây trang màu đen nằm dưới đất thì lại không có dòng kẻ đó, cho nên có thể khẳng định những người này là người thân do bọn này gọi tới để bảo vệ. Tần Lạc đứng ở cửa, hô lớn, Tôn Nhân Diệu, anh không sao chứ? Tôi không sao, Tôn Nhân Diệu uể oải đáp. Anh không sao là tốt rồi, Tần Lạc lúc này mới bắt đầu tìm kiếm Bạch Tàn Phổ trong đám đông. Kỳ thật không cần phải tìm kiếm mà chỉ liếc mắt là có thể nhận ra hắn trong đám đông. Bởi vì lúc đó toàn bộ mọi người đứng lên. Chỉ có một người là ngồi. Hắn có thân hình cao lớn, khuôn mặt có phần giống Bạch Phá Cục, thuộc loại đàn ông cục cằn, chẳng qua, cằm hắn không rộng bằng Bạch Phá Cục, ngược lại có phần tuấn tú hơn Bạch Phá Cục. Điểm đáng chú ý là cách ăn mặc xa hoa, quần tây màu trắng, áo trong màu trắng, tiếp đến vận áo may ô kẻ vuông rất phong cách. Trên tay cầm ly rượu vang, phong thái tao nhã lắc nhẹ. Ánh mắt hắn dường như chuyên tâm vào ly rượu vang, không phát hiện Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu đi vào. Tên phong tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Tần Lạc đi qua, cười nói, có vấn đề gì đều có thể giải quyết. Làm gì phải làm lớn sự việc lên thế, làm vậy danh tiếng của đồng tước thai cũng bị ảnh hưởng. Bạch Tàn Phổ lúc này mới ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Lạc, ánh mắt sắc lẹm như có thể xuyên vào da thịt. Hắn cười nói, tôi đương nhiên là sẽ dàn xếp, chẳng qua là tôi dàn xếp theo cách của tôi. Hắn quay đầu nhìn Tôn Nhân Diệu nói, anh, tôi đã nói rồi. Hoặc là quỳ xuống xin lỗi tôi hoặc là gọi điện thoại bảo bạn bè của anh đến giúp. Anh cảm thấy bọn họ có thể giải quyết được vấn đề của anh không? Anh muốn giải quyết vấn đề này như thế nào? Tần Lạc hỏi. Anh là ai? Bạch Tàn Phổ có chút không kiên nhẫn nhìn Tần Lạc và nói, anh là ai, bố anh tên là gì? Tôi phải xem anh có đủ quyền hành để giải quyết vấn đề này hay không? Tôi là Tần Lạc là một thầy thuốc, bố của tôi là Tần Phong, là một thương nhân ngành dược. Tần Lạc cười nói. Mắt của Bạch Tàn Phổ rời về phía Vương Cửu Cửu, cô ở đâu? Cô là ai? Hắn có thể vào trong này, chắc là cô dẫn vào. Hắn vừa nghe thân phận của Tần Lạc là có thể khẳng định hắn không có khả năng tiến vào đồng tước thai. Cha tôi là Vương Hồng, Vương Cửu Cửu nói. Ánh mắt Bạch Tàn Phổ chợt giật mình, nói, khó trách, cô cũng tới đây để giải quyết vấn đề này à? Đúng,
anh ta là bạn của tôi, Vương Cửu Cửu nói. Nếu ta không tha cho người này, phụ thân cô có thể đem tôi ra bắn chết hay không? Bạch Tàn Phổ hỏi. Không thể, Vương Cửu Cửu nói. Nói cách khác, cô cũng không đủ năng lực để giải quyết vấn đề này. Bạch Tàn Phổ lung lay ngón giữa nói. Nhiều bạn bè dù sao vẫn hơn nhiều địch thủ tốt, Vương Cửu Cửu không đồng ý nói. Mặc dù cô cũng chẳng hề biết sự việc của Gay, thậm chí cũng không rõ anh ta có thực sự là Gay. Nhưng nếu là bạn của Tần Lạc thì cô sẽ cố gắng hết mình để giúp. Bạn bè của tôi rất nhiều, không chỉ có riêng mình anh ấy. Ngược lại nếu càng nhiều đối thủ cũng không vấn đề gì, Bạch Tàn Phổ nói. Ánh mắt hắn lạnh lùng, đứng lên, nhưng mà, nếu ai không nể mặt tôi cũng sẽ không khách khí. Bạn của tôi đã chọc giận anh như thế nào? Tấn Lạc hỏi. Ta có nhất thiết phải giải thích với anh không? Bạch Tàn Phổ nhấp một ngụm rượu, giọng khinh thường nói. Vương Cửu Cửu mặt biến sắc, vẻ tức giận. Tần Lạc kéo tay cô đi tới phía Tôn Nhân Diệu. Anh đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Khuôn mặt Tôn Nhân Diệu vẫn tuấn tú, không có chút bối rối, cười nói, tôi chỉ làm chuyện của mình mà thôi. Dù sao cũng phải cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì với anh. Anh gọi điện thoại cho tôi, không phải là muốn tôi đến giải quyết vấn đề hay sao? Tôn Diệu Nhân quay về phía Vương Cửu Cửu cười cười rồi giải thích, ít có dịp về Yên Kinh, bạn bè lại đưa tôi tới đây để tiêu khiển. Không nghĩ tới tình huống có những kỹ nữ từ chối sự cất nhắc, thật mất hứng. Nghe Tôn Diệu Nhân giải thích, Tần Lạc mới hiểu bọn họ và Bạch Tàn Phổ có tư thù từ trước. Nguyên lai là sau khi Tôn Nhân Diệu đến Yên Kinh, có bạn rủ anh ta tới Đồng Tước Thai tiêu khiển, hiển nhiên cả Đại Kiều và Tiểu Kiều của Đồng Tước Thai đều bị gọi ra ngoài tiếp khách. Không biết rằng Đại Kiều và Tiểu Kiều luôn được sủng ái khi đi cùng Tôn Nhân Diệu, hắn ha hả cười nói, người thanh niên này thật khôi ngô tuấn tú, đối với chúng tôi trong nhà mấy cô gái này chỉ là đàn bà, rốt cuộc chúng tôi đến giúp anh, lại là anh tới giúp chúng tôi. Hai cô gái này bán rẻ tiếng cười đi trò chuyện với khách dám mạo phạm chống lại Tôn Nhân Diệu. Phải hiểu rằng, đích thân bạn bè có dũng khí đến quát lớn, chính Gay hắn có thể một đao chém chết nhưng Gay thậm chí đã bỏ qua những chuyện trước kia mà không mảy may khách khí. Vì thế, anh ta đã đập vỡ chai rượu vang, đánh Đại Kiều và Tiểu Kiều. Tiếp đó lại còn đánh nhau với bảo vệ lầu Song Kiều. Trước đó Tần Lạc không hề có cảm giác gì, nhưng khi nghe Gay nói tức giận nên đánh cả Song Kiều, thì mới phát hiện có vũng máu tại phòng đối diện. Ngay cả trên sofa cũng còn lại không ít máu. Nhưng cả Đại Kiều và Tiểu Kiều đều không có ở đó. Xem ra bọn họ đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Bạch Tàn Phổ từ lúc mở Đồng Tước Thai tới giờ, chưa có ai dám láo loạn như vậy. Lại càng không nghĩ rằng có người ngoài dám vào làm càn, hơn nữa làm bị thương hai kiều nữ được sủng ái nhất. Trong cơn giận dữ, Bạch Tàn Phổ liền kêu người tới vây bọn họ lại. Tôn Nhân Diệu cũng đoán bọn cấp dưới sẽ điên cuồng lao ra, nhưng bọn chúng cũng bị đánh ngã dạp xuống đất. Bạch Tàn Phổ nổi khùng cho Tôn Nhân Diệu hai lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi hắn, thì hắn sẽ giữ thể diện cho trở về, hoặc lựa chọn khác là chính hắn sẽ gọi điện thoại kêu viện binh nếu hắn thực sự muốn kêu viện binh, hắn không thể để mình đơn độc. Hơi lỗ mãng, Tần Lạc cười nói. Giống như lời của hắn, chỉ có cách là anh phải ra mặt. Bọn họ đã không nể mặt tôi cũng không phải xấu hổ. Tôn Nhân Diệu lắc đầu, hắn cơ bản không làm tốt vai diễn, cho dù đây là Yến Kinh hắn vẫn muốn suy xét mọi chuyện. Không cần quá xúc động, tôi sẽ giải quyết vấn đề. Tần Lạc nói. Được, Tôn Nhân Diệu gật đầu. Tuy rằng không biết Tần Lạc ở Yến Kinh có nhiều thế lực hay không, nhưng hắn biết nếu hắn nói như vậy, chứng tỏ ắt hẳn nắm chắc có thể giải quyết tốt chuyện này. Tần Lạc đi tới trước mặt Bạch Tàn Phổ, ngồi xuống ghế sofa đối diện, nói, tôi muốn biết rõ sự tình. Bạn của tôi có lỗi, nhưng người của các ông cũng sai. Các anh là một bang hội, chắc anh cũng hiểu mỗi một vị khách đều có những yêu cầu riêng. Các cô gái nói chuyện không lẽ phép, lại còn làm thương bạn của tôi, nên anh ta mới đả thương người của ông. Tôi và Bạch Phá Cục cũng có chút giao tình, xem ra anh ta mặt mũi sáng sủa, giải quyết vấn đề hết sức nhanh nhẹn phải không? Anh biết Bạch Phá Cục, lúc này Bạch Tàn Phổ mới nhìn kỹ Tần Lạc. Không sai, Tần Lạc nói. À, xem ra anh không phải bác sĩ tầm thường, Bạch Tàn Phổ nói, nhưng mà, anh là thế nào với Bạch Phá Cục? Là bạn của hắn chứ không phải bạn của tôi, vì sao ta phải nể mặt anh? Tại sao tôi phải giữ thể diện cho hắn? Tần Lạc trong lòng có chút giận dữ, nhưng vẫn nén giận nói, như thế này đi, tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho Đại Kiều và Tiểu Kiều. Hơn nữa còn bồi thường thêm cho hai nàng. Chuyện như vậy đã rõ ràng. Anh thấy như thế nào?
như thế nào? Bạch Tàn Phổ cười nhạt, không được, anh không đủ tư cách để giải quyết vấn đề. Tôi mà phải nghe lời anh ư? Giải quyết vấn đề như thế nào tôi đã nói rồi, anh ta cứ theo phương án của tôi mà làm. Tôi không có thói quen tùy ý thay đổi điều kiện. Tần Lạc nhìn Bạch Tàn Phổ cười híp mắt nói, vì sao anh nghĩ tôi không đủ tư cách giải quyết vấn đề này? Bởi anh chỉ là một thầy thuốc. Tôi không phải thầy thuốc bình thường. Như thế nào là không bình thường? Bởi vì anh quen Bạch Phá Cục à? Bạch Tàn Phổ bưng chén rượu, giọng mỉa mai nói. Bởi vì, đột nhiên Tần Lạc rời khỏi ghế, tay tóm lấy chai rượu trên bàn trà đập mạnh trước mặt Bạch Phá Cục. Răng rắc. Chai rượu vỡ tan, nước chảy ra khắp mặt sàn. Nước rơi xuống đầu, quần áo, giày của Bạch Tàn Phổ có màu rám nắng, khắp cả phòng đều tràn ngập mùi rượu nho. Tất cả mọi người đều giật mình, không ai trong nghĩ Tần Lạc sẽ làm như vậy. Anh không phải đến để giải quyết vấn đề sao, còn dám ra tay đả thương. Ngay cả Vương Cửu Cửu cũng đứng một chỗ mặt thần ra, không biết hắn làm như thế có cứu vãn được tình hình hay không. Tôn Nhân Diệu lại cười tủm tỉm đứng một chỗ không chút kinh ngạc. Hắn biết bên ngoài trông Tần Lạc mặt hiền lành trầm ổn, nhưng sâu tận bên trong lại cất giấu là một tên ác ma. Nếu người khác bức bách quá đáng, hắn sẽ thể hiện bản chất là một tên ác ma. Những hộ vệ áo đen phản ứng lại ngay lập tức, một tiếng nổ lớn và tiếng thét xông lên. Tần Lạc cũng không thèm liếc mắt nhìn chúng, huống hồ là đàm phán. Bạch Tàn Phổ tóm lấy nửa chai rượu còn sót lại đập thẳng vài thái dương làm vỡ vụ ra thành nhiều mảnh, ánh mắt hắn sắc lẹm, nói, hiện tại, tôi có tư cách để giải quyết vấn đề này. Chương 318, không thể bắt nạt người khác. Bạch Tàn Phổ đúng là một kẻ điên, đột nhiên dùng đầu mình để thử độ cứng rắn, thế nhưng không thấy hắn không có vẻ gì hoảng sợ, vẫn ngồi một chỗ sắc mặt không đổi, nhìn chằm chằm Tần Lạc. Tay kia Tàn Phổ bưng nửa chén rượu hồng nhưng không lãng phí tí nào vẫn nằm vững trong tay, chất lỏng màu đỏ trong chén thủy tinh khẽ lay động như đang múa với một chiếc khăn lụa đỏ. Máu đỏ sẫm từ lông mi chảy xuống hốc mắt, ánh mắt hắn cũng nhuốm thành màu đỏ. Ngay sau đó, Tàn Phổ trở thành một tên hung ác, mắt rực đỏ, bình tĩnh chờ đợi, trời có cơ hội sẽ đánh bại đối thủ. Anh không dám giết tôi sao? Bạch Tàn Phổ nhìn Tần Lạc nghiêm túc hỏi, anh thật không dám đâm tiếp sao? Không dám, Tần Lạc thẳng thắn nói. Hắn không phải là một tên ngốc, giết chết Bạch Tàn Hổ trước mặt mọi người như vậy nhất định sẽ bất lợi cho mình, có lẽ phải lĩnh án 10 năm tù. Hắn là ai? Hắn là Tần Lạc, một người có lý tưởng, có tham vọng. Là một anh hùng xuất chúng. Hắn vì kẻ điên này mà thí mạng, vậy có đáng không? Không đáng. Nếu vậy, anh vẫn chưa có tư cách giải quyết vấn đề. Bạch Tàn Phổ cười lạnh nói. Tàn Phổ nâng chén nhấp một ngụm rượu. Cho tới bây giờ, Tàn Phổ thật sự chưa coi Tần Lạc là đối thủ của mình. Hay nói cách khác, trong tiềm thức Tàn Phổ không muốn một bác sĩ trở thành đối thủ của mình. Đối thủ của hắn phải là Tần Tung Hoành hay Bạch Phá Cục. Hoặc Mục Nguyệt, nhưng dứt khoát không phải Tần Lạc. Tần Lạc có chút phiền muộn. Tần Lạc thầm nghĩ, chỉ sợ không thoát khỏi, người này thực chất không sợ chết. Tần Lạc cười nói, tôi cho các anh biết, tôi là một bác sĩ trung y. Tôi biết những vị trí quan trọng trên cơ thể, nếu tôi không cẩn thận đâm vào chúng, thì cả đời anh chỉ có thể ngồi xe lăn, miệng không thể mở. Tôi không dám giết anh, nhưng tôi có thể khiến anh thành người tàn phế. Tàn Phổ nhìn quanh một lượt không dám cử động. Tên hộ vệ nói nhỏ bên tai Tàn Phổ, xin hãy tin vào sự chuyên nghiệp của tôi. Tôi bảo đảm cảnh sát nhất định sẽ không điều tra được gì. Cho dù có máy móc hiện đại cũng không thể biết tôi đã làm gì. Bạch Tàn Phổ im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc cũng không chút né tránh hắn. Tàn Phổ kiểm tra tính chân thật những lời này, ánh mắt kiên định, quyết đoán của Tần Lạc đã nói cho Tàn Phổ biết, mỗi một câu đều là sự thật. Được, tôi có thể đàm phán với anh. Bạch Tàn Phổ nói, hãy để bạn anh xin lỗi tôi. Không thể như vậy, Tần Lạc lắc đầu mà không cần hỏi ý kiến anh ta, cũng biết anh ta không thể làm được chuyện đó. Tàn Phổ rất hiểu hai người họ, giống như hiểu chính bản thân mình. Bạch Tàn Phổ cau mày nói, thế bây giờ anh muốn thế nào? Bồi thường chi phí chữa bệnh, đồng thời hỗ trợ cho các nàng ấy mỗi người một khoản tiền. Tần Lạc nói. Bạch Tàn Phổ cười, một tiếng cười rất tùy tiện. Phía sau hắn là người anh họ, một giang hồ lãng tử, một tên cuồng nhân Bạch Phá Cục với khí chất phi thường. Bạch Tàn Phổ nhìn Tần Lạc nói, tôi cho anh 100 vạn nếu anh quỳ xuống liếm sạch những giọt rượu trên giày tôi. Không bao giờ, Tần Lạc cười lắc đầu. Anh đã biết là không có chuyện đó, sao còn muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề? Bạch Tàn Phổ cười lớn nói,
tôi không thiếu tiền, chỉ coi trọng thể diện. Các anh giải quyết chuyện này, cũng phải nghĩ đến thể diện của tôi. Tần Lạc thật có chút khâm phục tên cố chấp kia, ánh mắt nhìn bình rượu vỡ vụn, cười nói, anh không sợ cả cuộc đời còn lại phải ngồi xe lăn sao? Xem ra anh chưa hiểu tôi. Bạch Tàn Phổ cười nói, tôi là người có ân báo ân, có thù báo thù. Ai tối với tôi sẽ nhớ người đó suốt đời. Ai đối xử tệ với tôi thì tôi phải làm cho người đó nhớ tôi suốt đời. Tôi thừa nhận, anh có thể biến tôi thành người tàn phế. Thế thì sao, chẳng lẽ anh không nghĩ đến an nguy của người nhà mình sao? Anh uy hiếp tôi ư? Tần Lạc híp mắt cười ha hả hỏi lại. Bạch Tàn Phổ từng ngụm uống cạn chén rượu, cười lạnh nói, bây giờ, không chỉ đơn giản là uy hiếp đâu. Không khí căn phòng trở nên trầm xuống. Tần Lạc và Bạch Tàn Phổ đối mặt nhau, những người khác cũng không dám thở mạnh. Vương Cửu Cửu ở giữa sân, muốn đi lên khuyên Tần Lạc, nhưng cô lại không biết khuyên như thế nào. Muốn nói chuyện với Bạch Tàn Phổ, nhưng lấy tư cách gì nói với hắn. Đây là một khúc mắc mà mọi người không ai có cách tháo gỡ nó ra. Vương Cửu Cửu cầm điện thoại trong tay, muốn gọi ra ngoài nhờ giúp đỡ. Nhưng cô lại không biết ai có thể giải quyết chuyện này. Ngoại trừ lão nhân kia, nghe nói Bạch Tàn Phổ nể mặt bất cứ ai trong họ. Ngay cả anh họ của hắn, một giang hồ lãng tử, cũng không nể mặt, nói gì đến người khác. Loảng xoảng, cánh cửa gỗ của lầu vốn không chịu được trọng lực bị đá văng ra, sau có tiếng cót két vang lên. Một người đàn ông cao to bước vào, đưa mắt nhìn quanh, cười nói, hôm nay lầu Song Kiều có gì vui thế. Người đàn ông mắt to mày rộng, mắt sáng như có hồn. Trên đầu, tóc gần như sát ra, rất ngắn, râu cũng dường như được cạo sạch sẽ, chỉ để lại một mảng xanh xanh dưới cằm. Một vóc người hoàn mỹ cao lớn, vai to, thắt lưng nhỏ. Trong bộ đồ tây màu cà phê, như người mẫu chuyên nghiệp ở Paris vừa từ trên đài đi tới. Hắn cười lên ngạo mạn, thích thú khi nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Cảm giác như nới không người. Hắn là giang hồ lãng tử, Bạch Tàn Phổ không nghĩ rằng hắn sẽ tới đây. Bạch Phá Cục rất độ lượng, quay lại nhìn Vương Cửu Cửu cười cười gật đầu, sau đó đến sofa ngồi đối diện với Tần Lạc như chưa hề thấy Tần Lạc dùng vũ khí ép người em họ mình, ngồi đối diện Bạch Tàn Phổ, cùng thân mật bắt chuyện với Tần Lạc. Tần Lạc, chúng ta lâu lắm không gặp nhau phải không? Nhìn thấy anh trên báo, anh mới vừa lập công lớn, đang chuẩn bị mời anh ra uống rượu chúc mừng. Đại chủ quá khen, Tần Lạc cười nói. Tôi nhớ rõ lần trước gặp nhau, tôi đã nói đừng gọi tôi là đại chủ. Gọi như vậy quá phong kiến. Bạch Phá Cục nói, anh có thể gọi tôi là Bạch Phá Cục là được rồi, nếu không chê, gọi tôi một tiếng đại ca cũng được. Dù sao tôi cũng lớn hơn vài tuổi mà. Tần Lạc cười cười, không nghĩ lại dây dưa với hắn việc này tại đây. Bạch Phá Cục phân phó thuộc hạ, đem rượu tới đây. Ít khi có dịp anh Tần đến Đồng Tước Thai, anh là khách quý của chúng tôi. Nhất định phải tiếp đãi thật chu đáo. Xem ra họ đã chuẩn bị trước, Bạch Phá Cục vừa dứt lời, người hầu đã mang ra một cái hộp gỗ. Bạch Phá Cục lấy cái hộp gỗ để lên bàn, lấy con dao nhỏ cạy nắp hộp ra, sau đó mở bình hồng rượu ra. Xem ra hắn rất thạo việc này, động tác rất thành thạo, nhanh nhẹn, hơn nữa tràn ngập sức lực khiến cho người khác thoải mái khi thưởng thức. Nói thật, Bạch Phá Cục không được coi là một mỹ nam nhân nhưng toàn thân hắn, từ trên xuống dưới dương như rất cường tráng như một cây súng, hay một bảo đao sắc bén, bất luận là ai, khi đối mặt với hắn đều thấy căng thẳng. Người đàn ông như vậy xem ra rất nguy hiểm, chính là mẫu người mà nhiều phụ nữ muốn mạo hiểm quyến rũ. Bạch Phá Cục lấy hai chén hồng rượu, đưa cho Tần Lạc một chén, một để trước mặt mình. Thậm chí, hắn còn cẩn thận rót đầy vào chén. Mời, chén thứ nhất xin mời Tần Lạc, chúc anh sẽ lại lập kỳ công, Bạch Phá Cục nâng chén nói. Tần Lạc nhìn Bạch Phá Cục, suy nghĩ nếu không buông vũ khí trong tay xuống. Đến lúc này Bạch Phá Cục mới nhớ đến điều gì chỉ vào Bạch Tàn Phổ nói, chắc các anh không biết. Đây là Bạch Tàn Phổ, em họ của tôi. Hắn lại chỉ vào Tần Lạc, đây là bạn của tôi. Chúng tôi đã biết nhau, Tần Lạc nói. Tốt, Bạch Phá Cục gật đầu. Nào, chúng ta cùng cạn chén này. Tần Lạc biết, nếu Bạch Phá Cục đã nói thế, nếu không buông vũ khí thì có phần hơi quá. Tần Lạc vứt cái bình xuống đất, bên trong vẫn còn một nửa. Bưng chén rượu cùng cạn với Bạch Phá Cục nói, lần đầu tiên đến Đồng Tước Thai có thể cùng anh Bạch thưởng thức rượu quý thật là vinh dự. Nói gì vậy, chỉ cần anh đến đây mỗi ngày, đều có rượu ngon để uống. Bạch Phá Cục cười lớn nói. Tần Lạc gật đầu, nhìn Bạch Tàn Phổ nói,
chỉ sợ Tàn Phổ không đón tiếp thôi. Thế nào lại, nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ lại nhớ mấy chuyện vớ vẩn suốt đời? Bạch Phá Cục nhìn Bạch Tàn há nổ nói. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, nói thật, chúng tôi không muốn mâu thuẫn với Tàn Phổ. Tôi là người Dương Thành, tuy có chút quan hệ, nhưng so với gia thế nhà họ Bạch quả còn kém xa. Tôi là thầy thuốc, cả nhà tôi cũng là thầy thuốc, nhưng hai anh cũng không phải là người hay ăn hiếp người khác phải không? Bạch Phá Cục nhìn bình rượu vỡ vụn trên đất, cùng trán Bạch Tàn Phổ máu đỏ vẫn còn chảy ra, nghĩ thầm, gượng cười không thôi. Rốt cuộc thì ai ăn hiếp ai? Chương 319, xuất bài. Bạch Phá Cục gật gật đầu, nghiêm mặt nói, chuyện này tôi cũng nghe người ta nói qua. Hai bên có sự nhầm lẫn, nếu anh Tần nói một tiếng, chúng tôi sẽ dàn xếp cho. Vì việc nhỏ mà tổn thương đến tình cảm thì thật không đáng, phải không? Tần Lạc nói, quả đúng như vậy, tôi vội vàng theo Thái Bộ trưởng tới đây cũng vì để giải quyết vấn đề này. Anh nói gì? Bạch Phá Cục xoay người về phía Bạch Tàn Phổ, lên tiếng hỏi. Thì đúng là như vậy, Bạch Tàn Phổ trả lời. Hắn sai thuộc hạ đưa khăn tay để lau vết máu trên khóe mắt. Điều kiện tôi đã nói rồi, nhưng hiện tại tôi muốn xem thái độ của bọn chúng như thế nào. Có thể thay đổi một điều kiện được không? Tần Lạc cười ha hả nói, nếu không tôi hỏi ý các nàng. Các nàng là người bị hại, xem ý họ như thế nào. Họ muốn đưa ra điều kiện gì, chúng tôi sẽ tận lực làm họ hài lòng. Anh thấy như vậy được không? Đúng là chuyện của các nàng nhưng cũng là danh dự của tôi. Chuyện này có liên quan gì đến các nàng, cũng không đến lượt các nàng làm chủ. Bạch Tàn Phổ nói tiếp, bạn của anh phải xin lỗi họ. Đây là điều kiện duy nhất của tôi. Tần Lạc cũng nhún nhún vai, nói với Bạch Phá Cục, anh Bạch, anh cũng thấy đấy, ai cũng muốn giải quyết vấn đề này, nhưng xem ra sự tình không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Bạch Phá Cục nhìn Bạch Tàn Phổ nói, Tàn Phổ, chuyện này như vậy coi như xong. Vì cái gì mà bỏ qua? Bạch Tàn Phổ tự hỏi. Tần Lạc là bạn của tôi, lại là bạn thân. Nếu vị khách kia chính là bạn của Tần Lạc, chúng ta ít nhiều cũng nên giữ chút thể diện. Bạch Phá Cục cười nói. Người đó là văn nhân Mục Nguyệt. Bạch Tàn Phổ nhìn Tần Lạc, cười nói, anh thật không phải là thầy thuốc bình thường. Khó trách anh lại kiêu ngạo như vậy. Hóa ra anh quen văn nhân Mục Nguyệt và công tử Tần Tung Hoành. Nếu tối nay anh có thể mời hai người kia cùng đến, tôi sẽ bán thể diện cho anh. Tần Lạc cười nói, tôi không quen Tần Tung Hoành, cho nên tôi không muốn mời anh ta. Đây là việc của chúng ta, cần gì phải phiền đến bọn họ chứ? Làm vậy thật có lỗi. Bạch Tàn Phổ nói. Tàn Phổ, nghe anh, quên chuyện này đi. Sắc mặt Bạch Phá Cục trầm xuống nhìn chằm chằm em mình. Bạch Phá Cục, anh lấy thân phận gì nói với em? Bạch Tàn Phổ hếch mắt lên hỏi Bạch Phá Cục. Anh dùng thân phận Bạch Phá Cục nói với em, ánh mắt Bạch Phá Cục sáng ngời, hắn nhìn người em không chớp mắt mà nói. Không thể cho qua, Bạch Tàn Phổ cố chấp nói. Tần Lạc có vẻ miễn cưỡng, không ngờ Bạch Tàn Phổ lại điên cuồng đến thế. Cha mẹ Bạch Phá Cục đã chết cả, hắn là người thừa kế của Bạch gia nên rất được coi trọng, không ngờ chính người em mình lại không giữ thể hiện cho mình. Chúng ta đi, Bạch Phá Cục nói với Tần Lạc. Tần Lạc gật đầu. Nhìn về phía Tôn Nhân Diệu ra hiệu cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Bạch Phá Cục cũng sai thủ hạ giúp bọn họ đem những người bị thương nằm bất động trên đất lại đây. Tần Lạc kéo tay Vương Cửu Cửu đi, khiến cô bé mừng thầm trong lòng. Hắn thực chất không muốn chiếm người nhưng do Bạch Tàn Phổ cứ như con hổ đói nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Hắn sợ khi động thủ, Vương Cửu Cửu sẽ không tránh khỏi tổn thương. Tuy cô gái có trang phục rất gợi cảm nhưng cũng toát lên khí chất anh hùng không kém, cũng xông lên yểm trợ. Vương Cửu Cửu và Tần Lạc cũng rất lo cho thân thể Bạch Phá Cục bị tổn thương. Bạch Phá Cục xung trận lên trước, Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu theo sau. Sau đó, là Tôn Nhân Diệu cùng đám bạn bè kia. Bọn thuộc hạ của Bạch Tàn Phổ không dám chặn Bạch Phá Cục. Vì chưa có lệnh thả bọn họ đi cho nên bọn thủ hạ chỉ có thể lùi về phía sau cố gắng duy trì vòng vây. Khi Bạch Phá Cục sắp tiến vào cửa, vòng vây của bọn hộ vệ sắp bị vỡ ra. Bạch Tàn Phổ nói. Một người cũng không thể đi, hắn bưng chén rượu hồng, tư thế vẫn tao nhã, thế nhưng gương mặt dính máu kia lại có phần đáng sợ. Những lời này chính là hiệu lệnh, đám hộ vệ nhận được mệnh lệnh lập tức tiến lên đánh tới từ phía sau Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu. Tuy chỉ là những người hầu cận nhưng chỉ số thông minh của đám người này không thấp chút nào. Chúng biết không phải dễ dàng có thể động đến Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục cũng có 4 tên thuộc hạ,
nhưng vì phải cõng Tôn Nhân Diệu đang bị thương nên họ không có cách tới đây ngăn cản. Bạch Phá Cục không nghĩ rằng Bạch Tàn Phổ ngoan cố đến thế, chính mình cũng muốn ngăn lại. Hắn trợn mắt quát lớn, muốn chết à? Sau đó, hắn tung ra một cú đấm như trời giáng vào chúng vào mũi một tên hộ vệ. Thanh âm răng rắc, cái mũi đã bị đánh gãy. Máu tươi phun ra, tên hộ vệ bưng cái mũi đau đớn ngồi phịch xuống đất. Bạch Phá Cục bị chọc giận, hắn như con mãnh hổ sổng chuông. Mỗi quyền cước của y tung ra là có một người ngã rạp xuống đất, có người bị hắn trực tiếp tung một quyền đánh bay ra ngoài. Động tác của hắn chủ yếu là công phu hoa hạ, nhưng được dung hợp thái cực quyền cùng một ít tư thế quyền đạo. Bạch Phá Cục là một trượng phu không an phận, bất kể lúc nào có hứng thì sẽ không bỏ qua. Tần Lạc cũng thừa biết tài nghệ của Bạch Phá Cục là không tồi, nhưng lại không ngờ hắn dũng mãnh đến thế. Ở phía sau, Tần Lạc cũng không hề nhàn rỗi. Vì ban nãy hắn lấy cái chai đập lên đầu Bạch Tàn Phổ, làm cho hắn càng thêm căm giận. Bọn họ không dám công kích Bạch Phá Cục cho nên mục tiêu đều trút xuống Tần Lạc. Tần Lạc nhìn thấy người trung niên bên cạnh, tài nghệ quả không sai, xem ra không nguy hiểm. Cho nên hắn một lòng một dạ bảo vệ Vương Cửu Cửu. Từ khi Tần Lạc theo học ở Long Tức gần như tinh thông, đối phó với một số tên xã hội đen kiểu này có vẻ dễ dàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy tài nghệ của hắn không tồi nhưng khiến Tần Lạc cảm thấy không khác gì cao thủ. Tay trái Tần Lạc kéo Vương Cửu Cửu, tay phải phối hợp hai chân linh hoạt. Hắn phản kháng mạnh mẽ, người của Hắc Y Nhân liên tiếp ngã xuống, nằm đầy trước mặt. Tần Lạc nhanh nhẹn khống chế cổ tay một tên, hắn không thể giãy giụa, rất nhanh chân phải tung ra một cước hiểm hóc. Đá ra chúng vào một trong vị trí yếu ớt nhất của đàn ông, đó là bộ hạ. A, a, a. Người đàn ông thét lên đau đớn, quỳ gối xuống mặt đất, tiếng A, không còn tròn vẹn, sau đó hắn ngã xuống mặt đất không một tiếng động. Thân thể run rẩy trông có vẻ khổ sở. Tần Lạc liếc nhìn Vương Cửu Cửu, nàng cười đắc ý với Tần Lạc. Tôi không tha cho anh đâu. Nàng cười lên ha hả. Sau đó nàng nhảy lên, tung ra một cước, đá bay một cái từ phía sau Tần Lạc. Tần Lạc thấy bộ dáng nàng nhảy lên, liền nói, cẩn thận. Không việc gì, ta đây là mỹ nhân kế. Vương Cửu Cửu cười hì trả lời, động tác của nàng nhanh nhẹn không kém. Đùng! Tiếng súng đột nhiên vang lên, âm thanh làm cho mọi người đều đinh tai nhức óc. Mọi người sợ hãi, liền dừng tay, quay đầu nhìn về Bạch Tàn Phổ đang giơ súng nhắm vào Tần Lạc. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu ngoại lệ, nàng thừa dịp mọi người đều ngẩn ngơ. Nàng lao ra đi giải quyết ba tên thị vệ. Khi Bạch Tàn Phổ dứt tiếng súng bắn chỉ thiên, nàng mới an phận giống như một cô tiểu thư bé nhỏ, vẻ mặt lại hiền dịu đứng cạnh Tần Lạc. Bạch Tàn Phổ không ngờ Tần Lạc lợi hại vậy, hơn 10 người vây quanh, mà hắn vẫn có thể chế ngự. Hắn dùng súng chỉ vào Tần Lạc, tôi thừa nhận tài nghệ của anh không sai. Nhưng tốt nhất anh đừng động đậy nữa. Anh không dám giết tôi. Tần Lạc nhìn hắn vẻ mặt vẫn cười tươi. Tôi không dám giết anh cũng như anh không dám giết tôi. Đúng vậy, tôi quả thực không dám giết anh. Bạch Tàn Phổ gật đầu nói. Nhưng nếu anh không nghe lời thì... Hắn chỉ vào tên chọc đầu, trên mặt có vết sẹo, tay cũng cầm súng chỉ vào mặt Tần Lạc nói, thì hắn sẽ giết anh. Thế tội, đây là một phương án điển hình. Một số kẻ có quyền lực thường dùng để che miệng thiên hạ. Bọn họ nuôi một số tử sĩ bên cạnh, khi họ cần tử sĩ đó sẽ thay thế chủ nhân xử lý. Tử sĩ sẽ gánh chịu mọi tội ác cho chủ nhân. Anh cũng không dám để tôi bị sát hại, Tần Lạc nói. Mạng của hắn là do tôi cứu, mọi thứ của hắn đều là tôi cho. Vài năm trước, nếu không có tôi hắn đã chết rồi. Cho nên hắn phải nghe lệnh tôi, Bạch Tàn Phổ nhìn tên chọc đầu nói. Tôi đã nói, anh sẽ không để tôi bị sát hại. Anh đừng đánh giá lòng khoan dung của tôi cao quá, Bạch Tàn Phổ cười nhạt nói. Tần Lạc lẩm nhẩm. Sau đó lấy ra từ trong ống tay áo một tấm thẻ bài, để trước ngực nói, nếu anh biết nó, anh sẽ hiểu tác dụng của nó như thế nào. Cho dù anh là Bạch Tàn Phổ cũng không dám. Chương 320, đang lúc phòng vệ. Tần Lạc rút ra tấm thẻ bài cũng là nghĩ đến câu, giết người thì phải đền mạng. Tuy nhiên, hắn cảm thấy chẳng tác dụng gì, cho nên đành phải vứt bỏ câu kinh điển này đi. Hơn nữa, trong lòng hắn có chút lo lắng. Hắn lo lắng Bạch Tàn Phổ cũng không biết đến tấm thẻ bài này. Thực tế chúng ta biết đến an ninh quốc gia, biết đạo Yến Kinh trong quân khu, biết bộ đội đột kích trong Phương Đông Thần Kiếm, biết kiếm pháp Hoa Hạ trong quân khu Dương Thành, biết Hắc Bối Lôi trong quân khu Tế Nam, chứ có mấy ai biết Long Tức. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này,
đối mặt với một kẻ điên mất tính người như hắn thì có xuất ra một tấm thẻ bài tốt đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đồng Tước Thai xảy ra chuyện như vậy, có lẽ cảnh sát cũng không biết tình hình. Hơn nữa, ngay cả khi cảnh sát biết thì sao? Không ai lại tự tìm đến phiền toái. Ngay cả Bạch Phá Cục cũng chưa có cách đưa bọn họ đi, bởi vậy càng không nên trông cậy vào những người khác. Đây là cái gì? An ninh quốc gia ư? Nhóm bí mật, hay anh chữa khỏi cho những bệnh nhân nên có huy chương? Bạch Tàn Phổ cười tủm tỉm nói, thực lòng xin lỗi, tôi không biết. Tôi biết anh không biết, tôi có thể giải thích cho anh nghe. Tần Lạc cười nói. Bạch Tàn Phổ nâng cổ tay nhìn đồng hồ nói, thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Nếu như vậy, vì sao mà anh không nổ súng đi? Tần Lạc cười hỏi. Để ngón tay hướng về phía cò súng, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ, cũng đủ để làm cho viên đạn bắn đi. Dừng tay, Bạch Phá Cục lớn tiếng quát. Mắt nhìn chằm chằm Bạch Tàn Phổ, lạnh lùng nói, Bạch Tàn Phổ, em có điên không? Em muốn chết thì cũng không ai ngăn cản đâu, nhưng em không cần kéo cả nhà họ Bạch cùng xuống địa ngục. Em có phải là người nhà họ Bạch không? Bạch Tàn Phổ nhìn chằm chằm Bạch Phá Cục hỏi. Mọi việc trong Bạch gia đều do anh quyết định, Bạch Phá Cục trả lời dứt khoát, không do dự, không có ý khiêm tốn, nói một cách rõ ràng như đinh đóng cột, như thể sắp xảy ra một sự tình nghiêm trọng. Nếu bây giờ Bạch gia có nguy hiểm, hẳn anh sẽ là người đứng ra giải quyết các vấn đề, phải không? Bạch Tàn Phổ cười chế nhạo, bất luận thế nào, dù nguy hiểm từ bên trong hay bên ngoài, anh là người đứng đầu Bạch gia, anh vẫn phải đứng ra, phải không? Đúng vậy, Bạch Phá Cục gật đầu. Hắn bước lên phía trước hai bước, thân hình cao lớn đứng trước mặt Tần Lạc, cởi chiếc áo bên ngò ai ném xuống đất, phanh ngực, lộ ra cơ ngực rám nắng màu đồng cường tráng, đối diện với Bạch Tàn Phổ quát, đến đây. Nổ súng đi, nổ súng đi. Bạch Tàn Phổ dù trong lòng đầy bất mãn với Bạch Phá Cục nhưng hắn cũng không thể nổ súng bắn chết anh họ của mình. Lão gia đã chọn hắn là người thừa kế tiếp theo cho Bạch gia. Hãy để họ đi, Bạch Phá Cục quát. Em thật không hiểu, vì cái gì mà anh phải tham gia vào chuyện này. Bởi anh biết rằng, thêm một người bạn cũng có nghĩa là bớt đi một kẻ thù. Bạch Phá Cục nói, còn em nhất thiết phải chọc giận Long Tức. Long Tức, Bạch Tàn Phổ hướng ánh mắt nhìn thẳng Tần Lạc, mặc dù Tần Lạc đứng sau Bạch Phá Cục, song hắn vẫn có cảm giác Tàn Phổ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cái tên này đã từng nghe qua nhiều năm, từ trước tới giờ không nghĩ là hắn sẽ xuất hiện, càng không nghĩ rằng sẽ gặp gỡ tại đây. Hơn nữa lại còn là kẻ thù sinh tử. Đây chỉ là một chút hiểu lầm, em vì sao mà phải cố chấp như vậy? Hiểu lầm nhỏ ư, ngày mai, chuyện này sẽ lan truyền khắp cả Yến Kinh. Em bị một thầy thuốc từ nơi khác đến đánh vỡ đầu. Bọn họ hoàn toàn không biết gì việc xảy ra trong Đồng Tước Thai. Bạch Phá Cục, nếu mọi chuyện xảy ra với anh thì anh sẽ làm thế nào? Có khi anh còn làm to chuyện hơn em ấy chứ? Bạch Phá Cục im lặng. Quả thật, nếu điều này xảy ra với hắn, hắn cũng phải liều mạng bất chấp cái chết. Bởi vì Bạch gia không thiếu tiền, không thiếu phụ nữ, sống vì danh dự. Nếu danh dự mất đi, nó còn đau hơn là mất đi tính mạng. Hắn có thể hiểu được sự tức giận của Bạch Tàn Phổ, nhưng hắn phải ngăn lại sự điên cuồng của Bạch Phá Cục. Tránh ra đi, em không có ý muốn hắn chết. Bạch Tàn Phổ lấy lại bình tĩnh nói với Bạch Phá Cục. Nếu anh không tới, anh có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng anh đã đến đây, anh sẽ phải đưa Tần Lạc rời đi. Bạch Phá Cục vẫn đứng yên. Bạch Phá Cục, anh cho anh là ai? Anh cho anh là người vạn năng cứu thế à? Anh nổi điên, tôi không sợ. Tôi cũng sẽ không khiến anh phải ra mặt. Bạch Tàn Phổ một lần nữa lại bị chọc giận, giọng mỉa mai nói. Anh Bạch, hãy để tôi giải quyết việc này. Tần Lạc vỗ vỗ bả vai Bạch Phá Cục, cười nói. Tần Lạc, cậu điên rồi. Bạch Phá Cục quay đầu lại nói. Hãy đứng một bên. Vậy bây giờ anh định thế nào đây? Vấn đề này phải hỏi anh ta mới đúng. Anh là người tấn công, anh có súng, cho nên tôi chỉ làm điều đó để tự vệ. Tần Lạc. Tôi không muốn nhìn các anh xung đột, Bạch Phá Cục nói, hắn biết rõ mối quan hệ giữa Mục Nguyệt với Tần Lạc. Nếu Tần Lạc cũng vì xung đột với Bạch Tàn Phổ mà chết thì Mục Nguyệt sẽ nổi điên mà trả thù Bạch gia. Khi đó, Tần Tung Hoành sẽ ngựa ông đắc lợi, nói như vậy, Tần Tung Hoành đúng là con cáo giả xảo quyệt. Về phần Tần Lạc, hắn vì phụ nữ mà dám tranh đấu với Tần Tung Hoành, vì cớ gì mà hắn sống được đến nay? Bởi hắn có thân phận đặc biệt. Thân phận ở đây không phải vì hắn là thầy thuốc mà quan trọng hơn là hắn và Mục Nguyệt có quan hệ khăng khít. Bạch gia, Tần gia cùng bên thứ ba này có quan hệ thù địch lẫn nhau,
không ai muốn thấy cảnh hai bên liên minh. Nếu hắn bị thương mà chết, hơn nữa lại ở trong chính nhà mình, như vậy sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Tất nhiên, buổi tối hôm nay, Tần Lạc làm cho Bạch Phá Cục một lần nữa được biết thêm. Tất cả các tư liệu điều tra đều không có điều này, hắn được người dân biết đến từ lâu. Hơn nữa, nhìn vào màu sắc các dấu tay của hắn, hiển nhiên hắn là người của Long Tức. Hơn nữa, nhìn vào thẻ bài trong tay hắn dĩ nhiên là một thẻ bài quan trọng của Long Tức. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn từ đâu đến? Mặc dù Bạch Phá Cục phát hiện ra điều kỳ lạ này, nhưng thực sự không thể làm rõ hơn. Tôi nghĩ mình cũng không muốn xung đột. Tần Lạc nói, hắn không muốn thả người, tôi cũng không có cách nào khác. Tôi đã nể mặt hắn, nhưng hắn không coi chúng tôi ra gì. Bằng. Tiếng súng nổ vang. Tần Lạc không trúng đạn, Bạch Phá Cục cũng không trúng đạn, trúng đạn chính là tên đầu trọc. Viên đạn bắn từ phía bên này của Tần Lạc bắn ra, người nổ súng là Vương Cửu Cửu. Nàng mặc một chiếc váy màu đen khêu gợi, chân đi đôi giày cao gót, ánh mắt tập trung, giơ súng ở tư thế sẵn sàng, tay nắm chặt súng nhằm chính xác bả vai bên phải tên đầu trọc. Tên đầu trọc tay đang cầm súng bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Cánh tay phải bị tê liệt, tay kia ôm chặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người phụ nữ gợi cảm như một đặc công thực thụ. Làm thế nào mà cô ta nổ súng được? Làm thế nào cô ta có được khẩu súng? Không chỉ có tên đầu trọc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Vương Cửu Cửu. Đằng sau người đàn ông bình thường lúc này là sự mạnh mẽ, trong nháy mắt, không gian yên tĩnh khiến người ta quên đi người phụ nữ nhỏ bé. Làm thế nào cô ấy có được khẩu súng? Chẳng lẽ súng không phải của Tần Lạc, mà do người bên kia đưa qua? Thực chất, Tần Lạc lặng lẽ đưa cho Vương Cửu Cửu, bởi hắn biết những người này sẽ chú ý đến hắn chứ không phải một người phụ nữ. Quả nhiên, Vương Cửu Cửu đã bắn thành công. Vương Cửu Cửu lớn lên ở trường quân khu, người thường khó có thể biết đến, hoặc nếu ai được huấn luyện ở đại học quân sự với được làm quen với súng ống. Hơn nữa cô ấy còn có cả giấy phép sử dụng súng. Tuy nhiên, với mục tiêu là cơ thể người, trong lòng cô vẫn hơi lo lắng. Bất quá, lần bắn này, cũng làm cho cô thấy chút tự tin hơn. Cô vòng ra phía sau Tần Lạc, chĩa súng vào đầu Bạch Tàn Phổ, nói, bỏ súng xuống, bằng không tôi sẽ bắn vào đầu anh. Bạch Tàn Phổ im lặng nhìn hồi lâu không nói lời nào, cũng không dám phản ứng. Lúc sau, hắn cười phá lên, nói, không nghĩ rằng tính mạng mình hôm nay lại nằm trong tay một người phụ nữ. Cùng lúc đó, hắn lợi dụng sơ hở, đưa tay cướp súng ném ra phía thảm, làm phát ra tiếng nổ lớn. Tần Lạc nhảy ra như cắt, nháy mắt đã lao tới trước mặt Bạch Tàn Phổ, sau đó tung ra một quyền, sút thẳng vào bụng Bạch Tàn Phổ. Bạch Tàn Phổ bị dính một cước thì lảo đảo lui về phía sau, cho đến khi ngã rạp vào ghế sofa mới ngừng lại được, sau đó lại trượt xuống, quỳ rạp trên mặt đất nôn khan, sắc mặt tím tái, ho xuyễn khó thở. Tần Lạc tiến đến, đá một cước vào phía sau lưng hắn, làm cả thân thể hắn lăn lộn trên mặt đất, dường như sau đó đá đi đá lại vài chục cái. Cho mày kiêu ngạo này, cho mày điên cuồng này, mày dám không cho chúng tao đi à? Mày dám lấy súng chĩa vào tao à? Tao ghét nhất là bị người khác chĩa súng vào mình, mày làm thế để làm gì? Biết tao là ai không? Đã biết còn dám vô lễ với tao, tao là Long Tức, mày dùng súng chỉ vào tao, giờ tao đá chết mày cũng là chuyện bình thường. Bọn vệ sĩ nhìn tình cảnh thảm hại của ông chủ, tư thế chuẩn bị xông lên cứu. Không ai được đi lên, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Bạch Phá Cục nhận ra ý đồ của bọn họ nên đã đứng lên quát. Các tên vệ sĩ do dự một lúc, không dám chống lại ý của Bạch Phá Cục, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Tần Lạc buổi tối hôm nay phải chịu ấm ức, rốt cục hắn cũng đã được xả một phen. Bạch Phá Cục vẫn quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, ngay cả tiếng nôn khan cũng không nghe rõ. Tần Lạc ngừng lại hành vi dã man của mình. Tần Lạc bàng quan nhìn Bạch Phá Cục vẫn đứng bên mình, lúc này mới nhớ tới chính mình đã đá người anh em họ của hắn, sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói, là hắn muốn nổ súng giết tôi trước, tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Chương 321, trò chơi của người thông minh. Bạch Phá Cục đã có kinh nghiệm trong chuyện này, cười rộ lên vẻ mặt ngại ngùng như đứa trẻ vừa mới, cười nói, tôi hiểu, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất. Bây giờ các anh có thể đi rồi. Còn anh, không đi cùng chúng tôi sao? Tần Lạc hỏi. Bác Phá Cục chỉ vào Bạch Tàn Phổ đang nằm hấp hối, nói, ở đây còn một đống hỗn độn, tôi phải ở lại xử lý. Yên tâm đi, bọn họ không làm khó tôi đâu. Được rồi chúng tôi đi trước đây. Anh Bạch bảo trọng, Tần Lạc cảm kích nói. Đi nhé,
vài ngày nữa tôi sẽ mời anh đi uống rượu. Bạch Phá Cục cười ha hả nói. Đợi cho Tần Lạc và đám người đi khỏi, Bạch Phá Cục nói với thuộc hạ của Bạch Tàn Phổ, các người ra ngò ai hết đi. Bọn thuộc hạ nhìn nhau, không biết làm thế nào. Nếu bọn họ đi rồi, nhỡ xảy ra chuyện với ông chủ thì sao? Biến, Bạch Phá Cục lớn tiếng quát. Bọn thuộc hạ không dám phản kháng, rụt rè lui ra ngò ai. Trong nháy mắt liền đi hết, ngay cả Bạch Tàn Phổ cũng không làm thế nào nhúc nhích nổi, tên đầu chọc bị trúng đạn đã được bọn thuộc hạ đem đi rồi. Bạch Phá Cục đi ra đóng cửa lại, sau đó đến trước mặt Bạch Tàn Phổ. Sờ soạng trên người nhưng không tìm thấy thuốc lá, nhìn trên bàn trà không biết ai đã bỏ lại nửa bao gấu mèo, rút ra một điều và đưa vào miệng, rồi lấy bao diêm châm điều thuốc, rít một hơi rồi mới nói, thế nào? Bạch Tàn Phổ đang nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, Bạch Phá Cục, anh sao phải sợ? Anh sợ điều gì vậy hả? Chẳng nhẽ anh sợ người phụ nữ đó? Anh không sợ cô ta. Anh chỉ sợ cô ta và Tần Tung Hoành hợp tác với nhau. Bạch Phá Cục thẳng thắn nói, em rõ ràng biết tình cảnh của anh, tại sao còn cố chấp như vậy? Đây chẳng phải ý của anh sao? Bạch Tàn Phổ nhổ ra một ngụm máu, nói. Bạch Phá Cục lắc đầu, nói hắn không phải kẻ ngu dốt, cho nên về sau em đừng tự cho mình là thông minh. Hơn nữa, em không thấy chuyện này đáng ngờ sao? Đáng ngờ ở điểm nào? Bạch Tàn Phổ gắng gượng đứng lên, cũng cầm hộp thuốc lá. Rút ra một điếu cho lên miệng rít một hơi, liền bị khói thuốc làm sặc sụa. Em chỉ mượn cơ hội để hành động, tuy nhiên, lần này không phải chủ đích của em đúng không? Em ngẫm lại xem, em bắt đầu vào đó khi nào? Bạch Phá Cục nhìn thấy cả người Bạch Tàn Phổ đầy rẫy vết thương hỏi. Em thấy Đại Tiểu Kiều chọc giận khách, sau đó bạn bè của hắn xuất hiện ra tay đả thương người của chúng ta. Bạch Tàn Phổ nói, ý em là hai cô Đại Tiểu Kiều cố ý gây chuyện. Đúng thế, Bạch Phá Cục nói. Không lẽ, bọn chúng đều là một tay ta nâng đỡ lên, vì sao phải làm như vậy? Mỗi người đều có giá của nó, chỉ cần có người trả mức giá cao là họ có thể bán luôn. Bạch Phá Cục cười lạnh. Chẳng lẽ em tin tưởng ở sự trung thành này sao? Là Tần Tung Hoàng, Bạch Tàn Phổ âm trầm nói. Em không dám chắc, chỉ là phỏng đoán thôi. Bạch Phá Cục cười nói. Tất cả chỉ là phỏng đoán, cho nên, em phải làm sao cho Đại Tiểu Kiều còn sống. Hơn nữa. Còn phải sống tốt hơn trước nữa kia. Em đã hiểu phải làm thế nào. Bạch Tàn Phổ âm trầm, khàn khàn nói. Trời đầy sao, trăng tròn treo cao, mặc dù không cần đèn soi, ngoài sân cũng sáng như ban ngày. Tần Tung Hoành đứng trước cửa sổ, ánh trăng làm bóng hắn kéo dài ra đến bên ngoài viện, có vẻ thanh mảnh. Khuôn mặt đẹp trai, hài hòa vẫn mang theo nụ cười dịu dàng. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lặng lắng nghe. Ngay sau đó, hắn ngắt điện thoại rất nhanh. Đã xong, hắn nói. Một người đàn ông đi tới, tóc chồng ngược như màu gà, miệng ngậm thuốc lá cười nói, xem ra kết quả không được như ý muốn. Bạch Phá Cục xuất hiện, Tần Tung Hoành nói, anh em bọn chúng bất hòa, anh không nên xuất hiện. Nếu hắn không để lộ ra, với tính cách ngông cuồng của Bạch Tàn Phổ, hiển nhiên sẽ dẫn đến xung đột với Tần Lạc. Nếu Tần Lạc bị thương hoặc chết ở đó, Mục Nguyệt sẽ san bằng đồng tước thai bất luận lý lẽ thế nào. Trên khuôn mặt Tần Tung Hoành nở một nụ cười tinh tế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn thấu kế hoạch của hắn, nói, chẳng lẽ Bạch Phá Cục không biết chuyện gì sao? Rất có thể, hắn có thể nói cho Tần Lạc hay không? Không, nếu hắn nói cho Tần Lạc, hắn không xứng đáng làm đối thủ của tôi. Tần Tung Hoành khẳng định dõng dạc. Như vậy, sẽ chỉ làm Tần Lạc hoài nghi và trốn tránh trách nhiệm. Đại Tiểu Kiều thật nguy hiểm, Điền Loa nói. Không. Các nàng không liên quan, tuy Bạch Phá Cục là người thông minh nhưng hắn không có chứng cứ nào cả. Điều ta lo lắng chính là Đại Tiểu Kiều vẫn còn sống, đây là nước cờ quan trọng. Hay là tôi ra ngoài một chuyến xem sao? Điền Loa cười hỏi, chuyến đi lần này có thể sẽ có người phải câm miệng vĩnh viễn. Không cần, muộn rồi. Tần Tung Hoành lắc đầu. Sau đó, hắn như sực nhớ tới điều gì, quay sang nhăn mặt hỏi, cậu nói, hắn vận khí công không thật tốt. Như vậy thì giết hắn cũng không khó. Điền Loa cũng thấy thú vị, cười nói, chỉ sợ sau đêm nay, thanh danh của hắn đã chấn động cả Yến Kinh. Bọn hắn ngông cuồng cướp người từ trong tay kẻ điên kia, không nghĩ rằng tên này lại khó đối phó đến như vậy. Hắn là người của Long Tức. Có lẽ là vậy, hình như Long Tức còn rất trọng dụng hắn. Điền Loa cười khổ, đại chủ, anh sẽ không khiến hắn phải rời đi chứ. Long Tức là đàn quái vật, chúng ta không nên dây vào.
Chiếc xe thể thao BMW của Vương Cửu Cửu dẫn đầu đoàn, đám người của Gai theo sát phía sau, nhanh như chớp đã tiến vào trong thành phố, đoàn xe dừng lại. Tần Lạc đẩy cửa xe đi xuống rất nhanh, Tôn Nhân Diệu từ phía sau đi ra bên cạnh Tần Lạc. Thế nào, có muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi không? Tần Lạc cười hỏi. Không cần, Tôn Nhân Diệu cười lắc đầu nói. Hắn liếc nhìn Vương Cửu Cửu nói, tôi không phải là người không biết ý, tôi sẽ không phiền hai người nữa, hãy đi làm việc của mình đi. Ngày mai, tôi sẽ liên lạc lại, còn bây giờ tôi có một số việc cần làm. Tôn Nhân Diệu cũng không vì việc này mà nói lời cảm tạ đến Tần Lạc, hắn biết rõ ràng Tần Lạc cũng không muốn quá khách khí. Cẩn thận nhé, Tần Lạc gật đầu. Không sao đâu, Gai nở nụ cười có vẻ quyến rũ nói. Tôi biết phải làm gì mà. Tần Lạc vẫy tay chào, sau đó trở lại chiếc xe thể thao BMW. Lát sau, chiếc xe màu đỏ quyến rũ đã lao vút khỏi tầm nhìn. Tôn Nhân Diệu không lên xe, chính là muốn ở lại dã ngoại. Bọn thuộc hạ thấy vậy cũng xuống xe đi theo hắn. Tôn Thiếu, chúng ta đi đâu tiếp đây? Người đàn ông trẻ, cao to, đeo một mắt kính hỏi. Trương Thông, buổi tối hôm nay tùy cậu sắp xếp, tiếp theo đến đâu, tự cậu lo liệu. Giờ hãy còn sớm, cậu không phiền nếu tôi muốn đi nghỉ một chút chứ? Tôn Nhân Diệu nhìn Trương Thông cười khanh khách. Tất nhiên là không, Trương Thông cười nói, tôi biết một chỗ toàn là tuyệt sắc giai nhân, tôi sẽ gọi điện sắp xếp hai người để Tôn Thiếu xả stress. Kể ra cũng không tệ, Tôn Nhân Diệu cười nói, nhưng các nàng sẽ không vì ta nữ tính mà ghét bỏ ta chứ? Chuyện này, Tôn Thiếu, các nàng nào dám? Trương Thông vã mồ hôi lạnh, vẻ mặt xấu hổ cười ngượng ngùng. Thế nào mà không dám? Nhìn hai kỹ nữ kia xem, không phải vậy sao? Tôn Nhân Diệu cười lạnh nói, hai khuôn mặt xinh xắn kia cũng lộ rõ vẻ mặt kinh sợ. Tôn Thiếu, lần này nhất định sẽ sắp xếp thật tốt, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Trương Thông run giọng nói. Lần này sắp xếp tốt, vậy lần trước thế nào mà như vậy? Tôn Nhân Diệu quát lớn. Khi hắn tức giận, giọng điệu càng sắc nhọn, đó không phải chủ ý của hắn, mà là tự nhiên như vậy. Chính Tần Lạc mỗi lần gần gũi hắn cũng phải tắm qua nước lạnh, không phải hắn không có khả năng khống chế. Trương Thông, vì sao họ nói muốn đi hội hè ở Dương Thành, Bắc Kinh, trong khi cậu đề nghị bọn họ đi Đồng Tước Thai? Tôn Thiểu, tôi thật sự không biết lại có chuyện như vậy. Trương Thông vẻ mặt đau khổ nói. Tôi nghe nói ở Đồng Tước Thai có chương trình rất hay, hơn nữa tôi lại là thành viên trong đó. Cậu xem, nếu cậu đã sắp xếp tất cả, vì sao không nói cho bọn kỹ nữ đó biết những điều cấm kỵ? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cậu ra ngò ai hay sao mà không hiểu quy củ hả? Trương Thông vội quỳ xuống đất, ấp úng giải thích. Tôn Thiểu, tôi đáng chết, là do tôi sơ sẩy. Tôi không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy, tôi không nghĩ rằng hai con tiện nhân kia không biết đến quy củ. Tôn Thiểu, tôi thực lòng không có bán đứng anh, thực tình tôi không biết, Tôn Thiểu. Cậu đứng lên đi. Tôn Nhân Diệu nói, tôi cũng không nói cậu bán đứng tôi, chỉ là tôi có một số điều chưa hiểu mà thôi. Tôn Thiểu, người phải tin tưởng tôi. Trương Thông khóc lóc. Tôi tin ở cậu, tôi có bao giờ không tin cậu đâu. Tôn Nhân Diệu cười cười. Đứng lên đi, chúng ta là bạn bè. Cậu quỳ trước mặt tôi như thế còn ra thể thống gì nữa? Trương Thông run rẩy, nhưng vẫn nghe lời Tôn Nhân Diệu đứng lên. Lần sau, hãy xem kỹ mọi việc và sắp xếp cho chu toàn. Được chứ, tôi không thích vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Tôn Nhân Diệu nghiêm mặt nhìn Trương Thông dặn dò. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Hãy để tôi đi sắp xếp buổi tối nay, nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa. Trương Thông gật đầu nói. Được rồi, cậu đi làm đi. Tôn Nhân Diệu vỗ vai hắn, cười nói. Trương Thông cảm kích rơi nước mắt, lấy điện thoại ra tra số. Bằng. Đột nhiên Trương Thông ngừng lại, cả người đổ quỵ xuống mặt đất. Đằng sau gáy hắn xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi từ chỗ đó chảy ra như dòng suối nhỏ. Chương 322, phạm phải phụ nữ. Màn đêm buông xuống, gió bắc lạnh, các đôi nam nữ yêu nhau đi trên những chiếc xe hào nhoáng rực rỡ tạo thành một bức tranh hài hòa. Tần Lạc xoay người thấy Vương Cửu Cửu chuyên tâm điều khiển xe khéo léo, mặt vừa cười vừa nói, thuật bắn súng của em cũng không tồi. Hắn để cho Vương Cửu Cửu bắn một phát súng, nhưng trong lòng cảm thấy có điều không phải nên còn do dự. Một là lo lắng về khả năng bắn súng của cô ta. Hai là hắn nghĩ Vương Cửu Cửu là phụ nữ nên không dám nổ súng. Hắn đã đánh giá thấp Vương Cửu Cửu, cô gái mặt không đỏ, tâm không loạn, bằng mọi cách giữ bình tĩnh nắm chắc khẩu súng trong tay.
Cô gái này căn bản không phải là một cô gái bình thường. Đó là, anh không biết được em làm thế nào đâu, Vương Cửu Cửu đắc chí nói. Lão Vương gia tổ truyền lại cho thế hệ sau kỹ năng tinh xảo. Thời trai trẻ, ông nội em là một thợ săn nổi tiếng trong làng. Khi đó không phải là súng săn mà là cung tự chế. Mỗi phát tên của ông nội bắn ra xa hàng trăm bước chân. Bố em cũng vậy, không chỉ là một tay súng thiện xạ trong quân đội mà còn từng là một huấn luyện viên môn bắn súng. Ông nội em đã dạy em kỹ thuật bắn súng, nên nếu hôm nay em bắn kém thì thật là có lỗi với ông nội quá. Tần Lạc thấy thần thái cô gái có vẻ cao hứng, trong lòng có vẻ thích thú. Đa phần con gái xung quanh hắn, chỉ có Vương Cửu Cửu mới đích thực là một cô gái hiện đại. Đa phần các nàng đều rất có cá tính, ăn mặc hết sức thời thượng và luôn mang theo niềm kiêu hãnh nho nhỏ của người con gái. Họ thích sự vui vẻ, luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, không thích những lễ nghi rườm rà và những điều vượt quá giới hạn, luôn ăn nói khiêm nhường. Mỗi lần cùng Vương Cửu Cửu tới một chỗ nào đó, Tần Lạc luôn cảm nhận được sự nồng ấm của tuổi thanh xuân đang dâng trào. Đôi lúc chính Tần Lạc cũng cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu về bản thân, không hiểu mình thích mẫu người như thế nào. Vì mỗi lần đối diện với Vương Cửu Cửu, hắn không thể chống cự lại sức hút kỳ lạ của nàng. Bây giờ, chúng ta làm gì nhỉ? Tần Lạc ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao hỏi. Anh muốn làm cái gì? Em nghĩ anh muốn làm cái gì? Cả anh và em đều không nghĩ ra nên làm cái gì. Vậy về ngủ đi, Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu im lặng hồi lâu rồi thẹn thùng nói, quay về nhà anh hay là quay về nhà em? Tần Lạc gõ lên đầu Vương Cửu Cửu một cái và nói, trong đầu những người trẻ tuổi có suy nghĩ được cái gì đâu. Đương nhiên là trở về nhà em. Vương Cửu Cửu đỏ bừng mặt nhưng ngoài miệng không tỏ ra yếu thế, giận dữ nói, em nào có nghĩ gì? Là anh hiểu sai, đã trễ thế này em nghĩ anh không có cách nào vào nhà thôi. Hơn nữa anh cũng không phải là chưa từng ngủ qua đêm ở nhà em. Nhắc tới lần đó, tại nhà Vương Cửu Cửu, đêm đó chắc chắn cả hai đã ngồi cùng nhau sau cồn nước đá chảy cuồn cuộn, Tần Lạc đã dùng mọi cách cứu Vương Cửu Cửu, mặc dù khi ấy tình thế hết sức cấp bách và không có sự lựa chọn nào khác, nhưng chính mình đã làm được một việc nằm trong khả năng của mình. Khi ấy hình ảnh một cô gái trần truồng nằm trên tuyết, trong lòng Tần Lạc cảm thấy có chút tự trách mình. Trách nhiệm này, chính hắn không thể gánh vác được. Vương Cửu Cửu cũng không muốn khơi lại chuyện kia, nên sắc mặt nàng hết sức bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, không cười mà cũng không hề nhắc lại chuyện cũ. Bầu không khí lập tức yên lặng, chỉ có tiếng động phát ra từ một người đàn ông. Lạnh lùng như chính ánh mắt của hắn vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại tan ra. Tình yêu là như vậy đó. Giống như rơi vào vực tình. Mọi thứ cũng không cần phải quá mỹ lệ. Ví như nếu không có tình yêu với điện ảnh, thì không thể xuất ra những bộ phim hay. Mãi tới khi xe chạy thẳng tới cổng, Vương Cửu Cửu mới cho xe ngừng lại, cô nháy mắt với Tần Lạc một cái rồi cười khì và đứng lên vui vẻ. Cười cái gì? Tần Lạc sờ lên mặt mình, nghi hoặc hỏi. Anh thật là không đủ tiêu chuẩn bạn trai của em, Vương Cửu Cửu ha hả nói. Cái gì? Nói chung khi con trai con gái cùng về với nhau thì con trai phải tiễn con gái về tận nhà, nhưng anh thì không như vậy, Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc và nói. Tần Lạc cũng có chút ngại ngùng, không phải hắn không hiểu đạo lý này, nhưng căn bản là hắn sẽ không biết lái xe. Nếu không anh sẽ tiễn em về trước, sau đó, anh sẽ tự lái xe trở về, Tần Lạc cười nói. Thật phiền hà, lôi thôi, anh không phải là con trai bình thường, mà anh cũng không thể làm những điều bình thường đối với con gái. Vương Cửu Cửu nói, anh có thấy chuyện hôm nay có gì đó kỳ quặc không? Ừ, Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu đáp. Hôm nay bạn của anh mới lần đầu đến Yến Kinh, Vương Cửu Cửu tắt nhạc, tập trung nói chuyện với Tần Lạc. Đúng vậy, trưa nay họ vừa tới, Tần Lạc nói. Vì sao anh ta vừa mới đến đã tới nhà Bạch Tàn Phổ? Sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Vì sao Bạch Phá Cục lại tới đúng lúc vậy? Sao lại có nhiều sự trùng hợp như thế, chẳng nhẽ em không thấy kỳ lạ hay sao? Em thấy thế nào? Tần Lạc cười hỏi. Em cảm thấy đây là một cái bẫy. Bạn của anh thừa nhận rằng họ bị lôi kéo tới đồng tước thai. Điều quan trọng nhất với họ là thiên chức của một người phụ nữ. Họ đã không nói ra những lời châm biếm mỉa mai với những vị khách của mình. Bạch Phá Cục đến nhưng không có gì sơ hở, đồng tước thai là địa bàn của họ Bạch. Hắn thường xuyên chiêu đãi bạn bè của mình tại đây, hôm nay có thể cũng đúng lúc chiêu đãi. Vương Cửu Cửu phân trần. Vậy em cảm thấy đây là cái bẫy à? Bạch Phá Cục, chắc chắn không phải anh ta, bởi hắn không có lý do gì để làm như vậy.
Bạch Tàn Phổ, thực ra cũng có thể. Có lẽ chỉ còn có Tần Tung Hoành. Dù sao, nếu xảy ra xung đột thì anh ta là người được lợi nhất. Vương Cửu Cửu xuất thân là gia đình quân nhân, hơn nữa lại có tư chất thông minh, nghe thấy những tình huống lạ là cực kỳ nhạy cảm. Cô biết, trong chuyện danh lợi, chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra, chuyện gì được sắp đặt đều ẩn giấu những điều bí mật. Tần Lạc tán thưởng cười và nói, bất luận ai là người bày ra cái bẫy này, chúng ta cũng không phải kẻ bị hại phải không? Anh sớm đã nhìn ra, Vương Cửu Cửu kinh ngạc hỏi. Bằng không anh đã không đánh Bạch Tàn Phổ một cách hung hăng như vậy. Anh và hắn đâu có thâm thù gì, Tần Lạc nói. Anh cũng cáo đấy nhỉ, Vương Cửu Cửu giận dữ nói, thế mà em chẳng hay biết. Tần Lạc lắc đầu nói, anh cũng chỉ là phán đoán mà thôi, cũng không có bằng chứng xác minh là ai làm việc đó. Anh cảm nhận thấy sự việc đang diễn ra theo tình thế đó là tốt nhất. Bất luận chúng ta có phán đoán chính xác hay không thì sự tình phải nên xử lý như thế. Vậy sao anh để cho em nổ súng? Anh nghĩ, anh không thể tự mình nổ súng được. Vương Cửu Cửu hỏi có chút không cam lòng. Thuật bắn súng của em thật tốt. Tần Lạc nói, anh mới luyện súng có vài ngày. Nếu để cho anh bắn, thì không chừng có thể bắn tới tận cửa. Em xuất thân từ quân nhân, ông nội của em đã từng là một thợ săn lợi hại nhất trong thôn, bố em lại là một bộ đội, một tay súng thiện xạ. Em không cảm thấy rằng phát súng chỉ có em là thích hợp nhất sao? Nếu em không làm được điều đó thì người khác càng không thể. Vương Cửu Cửu không ngờ Tần Lạc nói hợp lý và dễ nghe đến như vậy. Khuôn mặt xinh xắn cười tươi và nói, thì em biết là như thế, chẳng qua anh nói như vậy bởi vì lo cho bạn bè anh gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, hắn biết hắn phải làm gì, Tần Lạc nói. Bởi vì Tần Lạc tham gia một cuộc thi lớn trong ngành y cho nên hắn phải tìm đến chủ nhiệm khoa Hùng Chí Triều để xin vài ngày. Khi trận đấu còn chưa kết thúc thì Minh Hạo gọi điện nói về chuyện xảy ra. Anh ta đến Vân Nam để giải quyết vấn đề của căn bệnh siêu vi trùng. Cho nên, sau khi Tần Lạc tới trường học, đầu tiên là phải trả phép cho Hùng Chí Triều. Hùng Chí Triều biết Tần Lạc với hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương có một chút quan hệ, mà hắn lại do một tay Lệ Vĩnh Cương đề bạt, cho nên Tần Lạc được chiếu cố. Đương nhiên hắn thấy Tần Lạc đúng là có năng lực của một giáo viên. Tần Lạc gõ cửa phòng chủ nhiệm, bên trong Hùng Chí Triều nói vọng ra. Mời vào. Tần Lạc đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt xin lỗi nói, Hùng chủ nhiệm tôi đến để trả phép. Hùng Chí Triều niềm nở tiếp đón Tần Lạc, bắt tay cười nói, anh Tần đã quay trở lại, sao không nghỉ ngơi ở nhà vài ngày nữa? Tôi đã trì hoãn vài ngày rồi, Tần Lạc ngượng ngùng nói. Ai, nói gì vậy? Anh là anh em của chúng tôi, cứ để chúng tôi thu xếp vấn đề này. Việc thu xếp và giáo dục cũng giống nhau, đều là việc hết sức vinh quang. Tôi thấy trên báo chí in những thành tích của anh đã đem vinh quang về cho trường học của chúng ta. Ngày hôm qua Lệ hiệu trưởng còn tự mình gọi điện thoại tới, hỏi anh có trở lại không, tôi nói khi anh quay trở lại, tôi và Lệ hiệu trưởng còn bàn bạc làm thế nào để khen thưởng cho anh. Cảm ơn chủ nhiệm, cũng xin cảm ơn Lệ hiệu trưởng đã quan tâm. Tần Lạc khiêm tốn nói. Cảm ơn cái gì, hẳn là chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Lệ hiệu trưởng có ý mời anh tới dự đại hội biểu dương giáo viên tiên tiến. Xuất sắc bởi anh đã có những thành tích to lớn, từ đó kêu gọi toàn bộ giáo viên hướng theo học tập. Đại hội khen ngợi, báo cáo thành tích, Tần Lạc vội vàng xua tay, chủ nhiệm, việc này thì xin miễn. Thực sự là không cần thiết, hơn nữa tôi cũng không biết phải nói điều gì. Đây là chuyện tốt mà, Tần Lạc, chuyện này không thể từ chối được đâu. Lệ hiệu trưởng cũng vì tiền đồ của anh mà lo lắng. Hùng Chí Triều nói, Tần Lạc hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hùng Chí Triều. Mời dự một cuộc đại hội biểu dương những giáo viên tiên tiến như vậy, chẳng khác nào tự nhận mình là nhân viên trong trường đã có những đóng góp to lớn. Hơn nữa, khi đại hội chấm dứt, các nhà học thuật khẳng định sẽ đem chuyện này đăng lên báo chí, tranh thủ đi tìm một chút vinh quang hoặc là khen thưởng, chí ít, khi không còn xuất hiện, bởi vì khi được công nhận là một giáo viên ưu tú, thì chắc chắn sẽ không có chuyện bị đuổi ra khỏi trường học. Nhưng siêu vi trùng chung quy không phải tự mình giải quyết được. Cho nên trong lòng Tần Lạc còn có một khúc mắc chưa vượt qua được. Anh muốn từ chối, nhưng lại bị Hùng Chí Triều cắt ngang, nói, Tần Lạc, nhân viên trong trường đã sắp xếp như vậy, vốn dĩ không nghĩ rằng anh sẽ khước từ. Nếu anh không muốn bị người khác cho là đắc ý, thì anh nên tới giải thích với Lệ hiệu trưởng. Vậy được rồi, Tần Lạc buộc lòng phải gật đầu ưng thuận. Mấy ngày này, quá nhiều chuyện đã xảy ra với Tần Lạc. Như thế nào các loại vinh dự đều phạm phải phụ nữ? Chương 323, giả ngây giả dại. Anh Tần, anh đã trở lại. Anh Tần, đã lâu không thấy,
Anh Tần, lại lập công lớn xin chúc mừng. Anh Tần, nhật báo Hoa Hạ đưa tin về anh lại làm vẻ vang trường học. Tần Lạc trở lại văn phòng đúng lúc mọi người đều nhìn thấy hắn, ai ai cũng chủ động chào hỏi hắn. Bất kể là quen biết hay không quen biết, bất kể trước đây thân thiết hay có mâu thuẫn. Tần Lạc nhất nhất mỉm cười đáp lại, trong lòng muốn đáp lại với những khúc mắc. Một mình thăng tiến đến vị trí cao, tất nhiên anh sẽ bị nhòm ngó, bởi trước kia hắn là đối thủ nhỏ bé không đáng kể. Tần Lạc đã có một thời gian dài không quay về văn phòng, anh đã nghĩ trên mặt bàn công tác của mình sẽ đầy bụi. Nhưng khi anh quay trở lại văn phòng, trên mặt bàn làm việc của mình lại không có một hạt bụi nào, những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn, anh không thể tin vào mắt mình. Trước kia lão Chu có mâu thuẫn sâu sắc với Tần Lạc, bỗng chốc bưng chén trà ngon tiến lại gần ra vẻ thân thiết, nói, tiểu Tần nếm thử chén trà tôi mới pha, đây là loại trà đem từ quê lên, tự tay hái chè, tự tay phân loại, tự tay sao chè, không có pha tạp chút hương liệu nào. Cảm ơn, anh Chu quá khách khí, Tần Lạc cười nói. Lão Chu có chỗ dựa vững chắc, Quách Nhân Hoài thì đã bị điều đi rồi, nay thay vào đó là một tân chủ nhiệm, chưa chắc sẽ đối đãi tốt với hắn, nói vậy hắn sẽ không được thư thái như trước kia. Khách khí gì, nếu cậu thích, trong ngăn kéo của tôi còn một hộp, khi nào tan tầm thì cậu cứ sang lấy mang về. Lão Chu xua tay nói, thời gian cậu không ở đây, ngày nào Tiểu Mẫn cũng giúp cậu lau dọn chiếc bàn này. Thì ra là Tiểu Mẫn, Tần Lạc thầm nghĩ, tuy rằng tính cách mình không được tốt lắm. Nhưng ở văn phòng này vẫn có một người là bạn tốt. Tiểu Mẫn đâu rồi nhỉ? Tần Lạc hỏi. Nó đi đưa tài liệu trong viện, có thể một lát nữa sẽ trở lại. Lão Chu nói. Vừa dứt lời, thanh âm sợ hãi của một cô bé truyền. Anh Tần, anh về bao giờ? Tiểu Mẫn nói với vẻ mặt kinh ngạc. Vừa mới trở về, Tần Lạc nói. Khách ít đến, khách ít đến. Đã lâu lắm rồi anh không quay trở về văn phòng. Tiểu Mẫn đi lên phía trước nói. Đã lâu không gặp Tiểu Mẫn, nàng ngày càng giỏi giang. Bộ đồ công sở trông rất phù hợp với nàng. Tôi có một số việc bận, Tần Lạc nói. Em biết, em đã thấy anh trên báo chí. Anh mới trị được một loại siêu vi trùng đúng không? Khanh khách, bạn bè của em thường xuyên bàn luận về anh. Em nói rằng em và anh có quan hệ rất thân mật nhưng bọn chúng không tin. Tiểu Mẫn tức giận nói. Tôi còn nợ mọi người một bữa ăn, Tần Lạc ngại ngùng nói. Chuyện này lẽ ra phải đáp ứng vào năm trước nhưng năm nay mới làm được. Khanh khách, không ngờ anh Tần vẫn còn nhớ, tôi nghĩ anh đã sớm quên từ lâu. Em biết anh Tần lúc nào cũng bận bịu, xem anh chừng nào có thời gian đi. Dù sao mỗi ngày chúng ta đều có thời gian rảnh, Tiểu Mẫn an ủi, nói. Nàng nói như vậy, Tần Lạc càng xấu hổ thoái thác. Cười nói, vậy, hôm nay đi, bữa tối này tôi mời mọi người đi ăn cơm, được chứ? Anh có thời gian không? Tiểu Mẫn không tin hỏi. Nhất định có, Tần Lạc gật đầu khẳng định. Tốt lắm, em sẽ gọi điện thông báo cho mọi người. Không được phép thất hứa nhé. Được, nhất định là không thất hứa, Tần Lạc nghĩ hôm nay là dịp may không thể đánh mất sự tin tưởng của mọi người được. Tiểu Mẫn thấy Tần Lạc nói như chắc như đinh đóng cột, nàng mỉm cười rồi chạy tới gọi điện thông báo cho bạn bè. Buổi sáng, Tần Lạc kết thúc hai tiết giảng, sau đó hắn ngồi trong văn phòng, thì tiếng điện thoại trong túi vang lên. Xem điện thoại thấy tên người gọi là Cửu Yên Mị, Tần Lạc mới nhớ tới, chính mình đã đồng ý muốn chữa bệnh cho Cửu lão gia. Lần trước, Cửu Yên Mị có nói với Cửu Trọng Mưu đem Cửu lão gia lên Yến Kinh, hiện tại hẳn là đã lên rồi. Vì Tần Lạc phải tham gia vào cuộc thi đấu trong ngành y cùng với việc trị siêu vi trùng mất khá nhiều thời gian, cho nên làm công việc trị bệnh cho Cửu lão gia bị chậm trễ. Nghĩ đến điều này, Tần Lạc liền cảm thấy há nổ thẹn. Tần Lạc nghe máy, nói, chào cô Cửu. Anh Tần, mới có vài ngày không gặp anh, sao phải khách khí với tôi thế? Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm Cửu Yên Mị thân thiết, hờn dỗi. Chị Cửu, Tần Lạc sửa lại cách gọi. Ừ, xưng hô như vậy chẳng khác là mấy. Anh cũng chớ quên, chúng ta cũng từng là chiến hữu, cùng nhau chiến đấu. Thanh âm Cửu Yên Mị thật dễ thương, tiếng cười có chút mê hoặc lòng người. Tần Lạc, hiện tại anh có rảnh không? Có, tôi cũng đang chuẩn bị gọi điện tìm chị đây. Tần Lạc nói, lúc trước có một số công việc bận, cho nên vẫn chưa đến thăm hỏi Cửu lão gia được. Thật là có lỗi. Tôi đã thấy trên báo chí rồi. Đề mục khá lãng mạn. Tôi thích cô gái họ Vương kia, tôi có thể nhìn ra được cô ấy thật lòng với anh nên đối tốt với cô ấy. Tần Lạc thực sự cảm thấy tầm ảnh hưởng của Nhật báo Hoa Hạ là rất lớn đối với nhân dân, tất cả mọi người đều đề cập đến vấn đề này.
hắn không muốn tranh luận vấn đề này, cũng không có cách nào giải thích cho họ, hắn liền nói sang chuyện khác, hỏi, Cửu lão gia đã đến Yến Kinh chưa? Hiện tại ông ở chỗ nào? Cửu Yên Mị cũng hết sức thông minh, nên hiểu ngay được ý của Tần Lạc, biết Tần Lạc không muốn nói về vấn đề đó nên cũng không hỏi nhiều. Cửu Yên Mị nói rằng sẽ phái người tới đón Tần Lạc nhưng Tần Lạc từ chối. Vì thế nàng chỉ chỗ để Tần Lạc tự đến. Khu biệt thự Phong Sơn, thực sự là một nơi nghỉ dưỡng thích hợp. Ở đây không khí trong lành và cảnh quan khoáng đãng. Mỗi khi đến tháng 10, là mùa lá cây trên đồi chuyển sang màu vàng, cảnh sắc thiên nhiên ở đây như một bức tranh sơn dầu. Tần Lạc bước xuống từ chiếc xe taxi. Tần Lạc bước đến phòng bảo vệ xác minh thân phận, sau đó mới bước vào bên trong. Vừa mới đi vào, liền nhìn thấy Cửu Yên Mị đứng đợi ở cửa biệt thự. Thời tiết tại Yến Kinh rất lạnh, nàng mặc một chiếc váy màu tím, cơ thể đầy đặn và gợi cảm, trên vai khoác một chiếc áo choàng màu trắng. Mái tóc được kết gọn trên đỉnh đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Chân mang một đôi giày da đen rất đơn giản, khiến cả người toát lên một vẻ đẹp rất giản dị. Đều là bạn bè, không việc gì phải khách khí như vậy. Bên ngoài trời rất lạnh, Tần Lạc cười nói. Tôi cũng đã tính thời gian anh đến. Tôi không phải đợi lâu. Cửu Yên Mị cười, nụ cười quyến rũ làm điên đảo tất cả mọi người. Không thể kìm được lòng mình, Tần Lạc nghĩ đến khuôn mặt Lệ Khuynh Thành. Thành thật mà nói, hai cô gái này tuy có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng lại có hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Cửu Yên Mị giống như hoa anh túc với một vẻ đẹp mãnh liệt, rực rỡ. Nàng như hoa mẫu đơn, cao quý, tao nhã. Có lẽ tới thời điểm cuối cùng, tất cả các vẻ đẹp đều giống nhau. Lão gia đâu? Tần Lạc hỏi. Ở buồng trong, buổi trưa đi dạo trong sân nước một đoạn rồi mệt, nên vừa mới ngủ được một lúc. Cửu Yên Mị vừa đi vừa nói cùng Tần Lạc. Thế còn bác sĩ David đâu? Ánh mắt xanh yêu quái. Cửu Yên Mị trừng mắt nhìn hắn nói. Động tác của nàng có vẻ đáng yêu nhưng mị lực này cũng có thể khiến người ta run sợ. Đúng, Tần Lạc cười gật đầu. Vì không có tin tức gì của anh, nên ông đã không chấp nhận tiếp tục điều trị căn bệnh, ông David đã hơi nản chí. Nếu tôi không nhất mực khuyên giải rằng anh sẽ sớm quay trở lại thì ông ấy đã đi Hoa Hạ rồi, Cửu Yên Mị nói. Ông ấy rất quan tâm đến anh, muốn xem anh chữa trị căn bệnh này như thế nào, hơn nữa cũng muốn biết anh đã có phương pháp gì để chữa bệnh chưa. Vừa lúc, tôi cần sự giúp đỡ của ông ấy, Tần Lạc cười nói. Bác sĩ David đang đọc sách ở dưới hiên nhà, nhìn thấy Tần Lạc đến ông đứng bật dậy, mừng rỡ. Bác sĩ David nói, thật tốt nếu cậu đã trở về. Cậu không trở về nhanh thì ông ấy sẽ về nước. Cửu Yên Mị biết Tần Lạc không biết Anh ngữ nên đã chủ động phiên dịch cho anh. David nói với cậu ấy, tôi rất muốn hợp tác với cậu ấy. Cũng cảm ơn cậu ấy đã tín nhiệm tôi. Cửu Yên Mị dịch những lời này mà bác sĩ David nói cho Tần Lạc nghe, David đối với Tần Lạc càng thêm nhiệt tình. Tình hình lão gia thế nào rồi? Tần Lạc ngồi tại ghế trong phòng khách hỏi. Sau khi đến Yến Kinh, bệnh tình cũng đã có chút tiến triển. Hiện tại, một ngày chỉ phát bệnh một lần, đôi khi 2-3 ngày mới phát bệnh, hôm qua căn bệnh mới phát tác còn không biết hôm nay thế nào. Cửu Yên Mị kể lể. Bác sĩ David có kết luận gì không? Tần Lạc hỏi. Cửu Yên Mị lắc đầu nói, khi ông nội phát bệnh thì bác sĩ David vẫn không có cách gì để tới gần. Bởi ông nội vẫn cho rằng ông ấy là yêu quái mắt xanh. Kể cả khi ông chưa lâm bệnh ông cũng không thích người nước ngoài rồi, cho nên ông bác sĩ này cũng không có cách gì hết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi căn bệnh phát tác thôi. Tần Lạc cười gượng nói, bác sĩ David, ông có thể cho tôi biết những ghi nhận đầu tiên của ông không? Tần Lạc nhân dịp này học hỏi thêm ngoài nghề. Tuy rằng đối với căn bệnh này dường như hắn cảm giác vô phương cứu chữa, nhưng cũng không có nghĩa hắn không phải là một bác sĩ vĩ đại. Có thể giành được thanh danh tiếng tăm trên thế giới, hắn cũng cần phải am hiểu nhiều điều. Cửu Yên Mị đem những lời Tần Lạc nói tới bác sĩ David cũng đã sẵn sàng cùng Tần Lạc nghiên cứu thảo luận căn bệnh này. Ông liền đem những hiểu biết của mình về căn bệnh cho Tần Lạc biết. Đây chính là chứng bệnh tâm thần phân liệt. Tần Lạc cùng bác sĩ David trò chuyện rất vui vẻ tuy rằng hai người bất đồng ngôn ngữ, nhưng đã có Cửu Yên Mị phiên dịch nên hai người đã không có chút trở ngại gì. Thời gian trôi qua mới đấy mà đã tới giữa trưa, trên lầu bỗng nhiên có tiếng ồn ào, ầm ĩ. Ông nội phát bệnh, Cửu Yên Mị đứng lên nói. Bác sĩ chúng ta đi xem sao Tần Lạc nói với David. Chương 324, nàng là siêu nữ. Cút ngay, bọn mày cút ngay đi. Không phải tôi giết mấy người. Không phải tôi. Mấy người muốn làm gì?
mấy người muốn làm gì? Cứu tôi với, cứu tôi với. Trần A Phúc, mày là tên khốn nạn. Cũng giống như lần trước, Tần Lạc còn chưa tới gần phòng làm việc của Cửu lão gia, đã nghe được những tiếng thét, những âm thanh hoảng sợ. Ngoài cửa, có hai nam và hai nữ, cả thảy bốn người đứng canh gác, đề phòng Cửu lão gia khi phát bệnh đột ngột lao ra ngoài. Trên tay Cửu lão gia cầm bóng hơi làm thành chiếc dao, rìu, và một số món khác, tất cả đều là đồ chơi, quơ qua, quơ lại giống như người điên. Ông ta giật mình, vẻ mặt hoảng sợ. Đó là những sợ hãi trong tiềm thức, nhưng tinh thần vẫn còn linh hoạt, có vẻ như họ để Cửu Yên Mị tới đây để phục vụ thuốc men và cơm nước hàng ngày cho ông. Mọi người trạng thái tinh thần tốt thì ít gặp những cơn ác mộng, có bản chất xấu xa thì hay gặp ác mộng, tinh thần và sức khỏe của ông ta không tốt nên dễ phát bệnh. Đây là cũng chỉ là đạo lý đơn thuần mà thôi. Ông nội phát bệnh là quăng hết đồ vật này đến đồ vật kia, nếu không có đồ vật nào thì ông ta cứ gào thét mãi. Thậm chí xé cả chăn đắp, vì vậy tôi phải kêu người mua mấy quả bóng nhựa, thậm chí dùng nó để đánh người cũng sẽ không gây tổn thương. Cửu Yên Mị giải thích. Cách này cũng tốt. Tần Lạc mỉm cười và gật đầu. Hắn vỗ vỗ người hầu, ra hiệu cho bọn họ tránh ra một bên. Hắn đi tới cửa, nhìn thẳng vào Cửu lão gia hô to, lão gia, ông còn nhận ra tôi không? Cửu lão gia nhìn thấy Tần Lạc, cẩn thận suy xét, rồi cầm cây đao dài bằng nhựa tự vệ chỉ vào Tần Lạc nói, mày là ai, tao không biết mày, mày là ai? Lão gia, ông quên tôi rồi hả? Tôi là bạn của cháu trai ông đây, lần trước tôi giúp ông chiến đấu, chống lại quái vật mắt xanh đây, ông đã nhớ ra chưa? Dáng vẻ Cửu lão gia hoang mang, cố nghĩ mà vẫn không nhớ ra. Tần Lạc quay lại phía phất tay nói, quái vật, mau đưa bác sĩ lại đây. Cửu Yên Mị nói với bác sĩ David nói một vài câu, sau đó bác sĩ David bước tới cửa. Lão gia nhìn thấy bác sĩ, sắc mặt kinh hãi, tay quờ quảng, miệng la hét toáng lên, quái vật mắt xanh, mau giết quái vật mắt xanh. Tần Lạc nhìn thấy chắc là ông ta vẫn còn nhớ đôi mắt màu xanh của con quái vật, trong lòng vui mừng lắm, điều đó chứng minh rằng ông đã phát sinh bệnh tật trong thời gian dài, nhưng trong tiềm thức trí nhớ vẫn còn. Nhưng chỉ nhớ được một ít. Nhiều kỷ niệm sâu sắc có lẽ ông ta đã quên trong một khoảng thời gian rồi. Miễn là còn trí nhớ, đó là một điều tốt. Tần Lạc biết mình phải diễn kịch trên sân khấu. Hắn cẩn thận bước tới nói, lão gia đừng sợ, tôi sẽ giúp ông, không cần sợ, tôi có thể giúp ông chiến đấu chống lại quái vật. Anh là ai? Cửu lão gia cảnh giác hỏi, ra hiệu tỏ vẻ không muốn Tần Lạc tới gần. Ông quên tôi rồi à? Lần trước tôi giúp ông đánh quái vật mắt xanh, tôi là bạn của cháu trai ông. Hãy bình tĩnh nghĩ lại, nhớ chưa? Tần Lạc nói một cách chậm rãi. Cửu lão gia suy nghĩ một lát rồi mặt ông nở nụ cười nói. Đúng, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Anh giúp tôi chống lại quái vật mắt xanh. Mau đến đây, quái vật mắt xanh lại tới nữa. Tần Lạc nhân cơ hội đó và nhanh chóng đến gần Cửu lão gia, cùng với ông ta đứng sát gần nhau. Tiếng gió rền vang, hai bọn họ như hai kẻ ngốc đứng sóng vai bên nhau. Lão gia, chúng ta không phải chỉ có một kẻ thù. Tần Lạc hỏi lão gia. Không phải, còn có Trần A Phúc, Trần A Phúc cũng muốn giết tôi đó. Trần A Phúc sao lại muốn giết chết ông? Tần Lạc hỏi. Hắn liếc mắt nhìn về phía Cửu Yên Mị, Cửu Yên Mị gật nhẹ đầu đáp lại câu hỏi của hắn và ra dấu hiệu mình cũng biết người này. Hắn muốn trả thù, hắn muốn giết tôi, Cửu lão gia nói. Tại sao hắn muốn trả thù? Là ông muốn giết hắn à? Tôi không giết hắn. Tôi không giết hắn. Vậy vì cái gì mà hắn muốn giết ông? Tần Lạc ép lão gia nói. Hắn muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mình vừa nói. Đây là nút thắt của sợi dây thừng, muốn tháo gỡ nó, có lẽ phải tìm thấy nút thắt trước. Hắn muốn trả thù, hắn muốn giết tôi. Cửu lão gia không trả lời câu hỏi vừa rồi của Tần Lạc, mà lại vòng vo mãi. Điều này làm cho Tần Lạc có một chút lo lắng, sốt ruột. Trần A Phúc giờ ở đâu? Tần Lạc hỏi. Ở đằng kia, Trần A Phúc đang trốn quái vật mắt xanh ăn thịt người. Tôi đến giúp ông chống lại quái vật, Tần Lạc nói, theo Cửu lão gia đã tiếp nhận một khí cầu hình con cá vàng, chỉ vào bác sĩ David nói. À, tôi bị thương, vết thương ở ngực của tôi đang chảy máu, Cửu lão gia nhìn ngực đang băng bó, dáng vẻ khuôn mặt như đang chịu đựng các cơn đau. Tần Lạc nghĩ thầm trong bụng, lão gia này không đi làm diễn viên thì thật đúng là đáng tiếc quá. Không cần sợ, tôi có viên thuốc thần kỳ cho ông, có thể làm vết thương của ông cầm máu ngay. Tần Lạc nói xong, lấy trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ tròn. Cảm ơn anh hùng, Cửu lão gia tiếp nhận viên thuốc từ Tần Lạc rồi uống vào.
Lão đảo cặp mắt trắng dã một lát, sau đó sắc mặt có vẻ tươi tỉnh hơn và nói với Tần Lạc rằng, anh hùng, miệng vết thương của tôi đỡ hơn nhiều rồi. Viên thuốc này còn có thể tăng cường sinh lực, bổ sung nguyên khí nữa. Cựu lão ra gây sức ép cả buổi trời, và cuối cùng giờ mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi. Tần Lạc mệt mỏi, người nóng bức và da đầy mồ hôi, toàn thân dính bệt quần áo. Thật vất vả quá, uống ngụm trà nhé, cựu Yên Mị nói rồi tự mình giúp Tần Lạc bưng trà ra. Không sao, Tần Lạc cười rồi hỏi Trần A Phúc là ai. Tôi chưa thấy lần nào, nhưng tôi nghe ông nội nhắc qua tên của hắn, khiến cho tôi cũng có chút thông tin về người này. Hắn trước kia đã từng là vệ sĩ của ông nội tôi. Và sau đó thì sao? Sau đó thì chết rồi. Chết như thế nào? Tai nạn xe cộ. Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói, đợi cho lão gia tỉnh đã xem sao, tốt nhất chị nên nói chuyện cùng ông. Nói chuyện gì đây? Nói chuyện của Trần A Phúc đó. Điều này có thể tác động đến ông hay không? Sẽ biểu hiện ra thôi, chị phải cẩn thận quan sát biểu hiện của ông, chúng ta phải làm rõ ràng vấn đề này đã. Tần Lạc nói. Ngoài ra, tôi còn muốn tiếp tục dùng phương pháp trị liệu tẩm bổ cho ông nữa. Tôi hiểu, không biết khi nào mới dừng lại, cựu Yên Mị nói. Lúc nãy, cậu đã cho ông tôi ăn là cái gì vậy? Kẹo đó, Tần Lạc mỉm cười và nói. Nhìn về hướng cái bàn phía trước có khay kẹo ở trên nói, kẹo nhà của chị đó. Kẹo, cựu Yên Mị vẻ mặt khả nghi nói. Đúng vậy, đối với người có bệnh rối loạn tâm thần thì có cho thuốc gì cũng vô ích. Đó là tâm bệnh, cho nên tôi cho ông viên kẹo và nói rằng đó là thần dược và có sức mạnh thần kỳ. Người bệnh như bị thôi miên và ông cho rằng đó là thần dược. Cựu Yên Mị nhìn Tần Lạc một cách suy xét và nói. Cậu thật làm cho người khác bất ngờ quá. Tần Lạc nhìn lên trên lầu và nói, tôi hy vọng điều này cũng có thể là một bất ngờ nữa. Nói thật ra, có chữa khỏi bệnh cho lão gia hay không, tôi cũng không chắc chắn. Ông chắc chắn đã mắc bệnh tâm thần và cũng có thể là bệnh hoang tưởng. Hôm nay có thể chữa khỏi nhưng nếu bị một cái gì đó tác động vào sẽ làm cho bệnh tình nghiêm trọng hơn. Tần Lạc đi về phía David và nói, bác sĩ, cảm ơn ông đã hợp tác với chúng tôi. Vị bác sĩ hoang mang nhìn về phía Cửu Yên Mị chờ nàng phiên dịch lại. Cửu Yên Mị cười gượng nói, nãy giờ tôi phải phiên dịch như thế nào? Không lẽ nói với ông ta là, thưa bác sĩ David, ánh mắt xanh của ngài vô cùng có ích. Tần Lạc suy nghĩ một lát và nói, chị nói chuyện với bác sĩ nhé, tôi còn một việc phải làm. Tôi đi về nhà trước. Được rồi, Cửu Yên Mị nói, tôi tiễn cậu ra xe. Tần Lạc ngoài chuyện đó ra hết cả buổi chiều. Nghĩ tới buổi tối Tần Lạc muốn mời Tiểu Mẫn và bạn bè cùng ăn tối. Liền nghĩ trước tiên phải đặt trước tại một khách sạn. Hắn suy nghĩ cả buổi rồi thế nhưng vẫn không nghĩ ra cái khách sạn để chọn cả. Vì thế, hắn gọi điện thoại cho Lệ Khuynh Thành hỏi, tôi muốn mời bạn bè tối nay ăn tối, chị sắp xếp một chỗ nhé. Là cậu à, Lệ Khuynh Thành nói qua điện thoại một cách nhỏ nhẹ, xin hỏi cậu buổi tiệc tiếp bạn bè mang tính chất thế nào? Mang tính chất gì là sao? Tần Lạc suy nghĩ và nói, bọn họ chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi. Vậy có ngang hàng với cậu không? Vai vế ngang nhau. Là đàn ông hay phụ nữ? Tần Lạc vẻ mặt căng thẳng đáp, như vậy có phiền phức quá không? Tất nhiên rồi, hỏi rõ mới biết được ý muốn của cậu để phục vụ tốt hơn chứ. Ví dụ như mối quan hệ thân mật thì chọn nhà hàng, nơi ít ồn ào, còn nếu mối quan hệ khác, muốn mời bọn họ ăn cơm để tỏ lòng thành của cậu thì chọn một nơi ồn ào chút. Nếu là nam đồng nghiệp thì thích uống rượu nói chuyện phiếm khác với nữ đồng nghiệp thích nơi lãng mạn, thoải mái, thích hợp để tình cảm phát triển tốt đẹp hơn, sao có thể đặt chỗ tùy tiện được. Tần Lạc không nghĩ tới người cố vấn lại thắc mắc nhiều vậy, nói, các đồng nghiệp công ty bên cạnh, chúng ta lần trước đã cùng nhau đi ăn cơm rồi. Là công ty chúng ta à? Lệ Khuynh Thành lại sửa lời của Tần Lạc làm sai đi, nói thêm, cậu, cho hỏi bao nhiêu vị khách ạ? Im lặng. Cậu. Xin cho hỏi khẩu vị của hai bên để chọn thực đơn ạ. Tần Lạc im lặng. Cậu, có muốn thư ký đi cùng không ạ? Không cần đâu. Được rồi, Lệ Khuynh Thành thay đổi cách nói chuyện. Thưa sếp, tối nay chắc tôi cũng không thể đi tới bữa cơm được. Tần Lạc lại im lặng. Tần Lạc suy nghĩ, không phải mình đang phải nhờ vả và ủy thác cho nàng sao? Nàng quả thật thông minh đến mức độ như thế, nàng là một phụ nữ. Nàng đúng là siêu nữ. Chương 325, muốn hiểu công việc của tôi hay muốn hiểu tôi? Bản nhạc du dương dễ chịu, không gian yên tĩnh, màu trắng tinh của cái chén làm bằng sứ cùng với cái thìa lấp lánh tinh xảo,
hương vị cà phê đánh thức khứu giác của hắn, do đó trà luôn là thức uống hiếm khi Tần Lạc lựa chọn. Từ khi bước lên giai cấp tư sản, sau khi đến Yến Kinh mới cảm nhận được sức ảnh hưởng của anh tại đây. Mọi người đều đang bàn luận về anh, họ rất tự hào về anh, xem anh là niềm tự hào của thành phố này. Trong thời gian qua, anh làm thế nào để được như thế? Tôn Nhân Diệu ngồi đối diện Tần Lạc cười hỏi. Làm thế nào để thực hiện được vấn đề đó? Chuyện này thực sự không phải nói ra gói gọn trong 5-3 câu là trả lời được. Không những có sự cố gắng của bản thân mà còn có sự giúp đỡ của bạn bè. Đúng là thời thế tạo anh hùng, thời nào cũng có, ắt hẳn sẽ xuất hiện anh hùng. Thế sự sẽ là như vậy, Tần Lạc chính là người hội tụ đủ phẩm chất tốt của một vị anh hùng. Tôi chỉ làm những chuyện tôi nên làm, Tần Lạc cười nói. Khi nào thì quay về Dương Thành? Sao thế? Tôi vừa tới, mà đã có ý đuổi tôi đi à? Tôn Nhân Diệu khuấy chiếc thìa cà phê trước mặt rồi thưởng thức hương vị một cách hẹ nhàng, nhiều lúc nhìn hắn giống như đứa trẻ. Tất nhiên khi mà hắn nổi giận lại khác và không ai nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng, anh không nên ở lại đây, Dương Thành mới là nơi thích hợp cho anh, ở đây rất nguy hiểm. Tần Lạc giải thích. Đúng đấy, Yến Kinh rất nguy hiểm. Hôm qua vừa tới, có người không cẩn thận người đi cuối trong nhóm đã bị mất tích. Tôn Nhân Diệu có chút căn cứ nói. Mất tích. Tối qua, từ Đồng Tước Thai đi ra ngoài, có một người bạn chúng ta đi phía sau đã mất tích. Tôn Nhân Diệu nghi ngờ nói. Kết hợp với sự việc phân tích của Vương Cửu Cửu đêm qua. Tần Lạc phần nào hiểu được những sự việc gì đã xảy ra và nở nụ cười rồi nói không thành vấn đề. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hợp tác với cảnh sát tìm kiếm. Đợi cho xong xuôi mọi việc ở đây, tôi sẽ trở về Dương Thành. Tôn Nhân Diệu nói. Hắn nhìn thấy Tần Lạc chớp chớp đôi mắt có hàng lông mi dài. Tần Lạc nói, nếu anh không thích ứng với thời tiết ở đây thì anh nên quay lại Dương Thành, nơi đó an toàn và không ai dám đụng tới anh. Tần Lạc gật đầu nói rằng, yên tâm đi, tôi có thể thích nghi được. Hắn xung đột với Bạch Tàn Phổ ở Đồng Tước Thai, làm lộ ra thẻ bài Long Tức, có lẽ bên trong còn ẩn nấp cái gì đó, bọn họ đã chú ý tới điều đó. Về sau bọn họ còn cho rằng chính mình đã động thủ, do vậy không thể không nghĩ kỹ. Bây giờ phải che giấu đi sự tình, không thể để chúng nắm bắt được nhược điểm của Long Tức. Tần Lạc và Tôn Nhật Diệu chia tay nhau thì nhận được điện thoại của Lệ Khuynh Thành gọi tới báo rằng đã đặt được chỗ rất phù hợp. Tần Lạc lập tức gọi điện thoại lại cho Tiểu Mẫn bảo cô sau giờ làm cứ việc đưa bạn bè tới khách sạn. Tiểu Mẫn rất vui mừng vì điều này. Nhìn thấy vẫn còn sớm, phải khoảng 2 hoặc 3 tiếng nữa Tiểu Mẫn mới tan sở, hắn liền đưa Lệ Khuynh Thành tới thẩm mỹ viện trang điểm để giết thời gian. Dù sao khách sạn cũng ngay gần đó, đi bộ mất mấy phút là tới. Mặc dù Khuynh Thành Quốc tế đã mua được một văn phòng hiện đại tại phía Bắc Bình Xương, hơn nữa đã đổi tên là Khuynh Thành Building. Lâm Hoán Khê đảm nhận phụ trách trung y công hội, Lô Vĩ phụ trách công ty quân dụng y dược cũng dọn vào, nhưng mà Lệ Khuynh vẫn giữ được thẩm mỹ viện trên tầng 3 ngôi nhà. Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê, hai người hai tính khí rất khác nhau, họ như nước với lửa, hai người lúc nào cũng mâu thuẫn và không thể hòa hợp được. Có lẽ cô cũng biết được rằng khi ngồi ở gần nhau sẽ gây chuyện và làm tổn thương tới nhau, nên đã quyết định lựa chọn giải pháp tránh mặt nhau. Tần Lạc cũng biết quan hệ giữa Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành tại trường học cũng chẳng ra gì, hai người mỗi lần gặp nhau đều đấu khẩu, cãi cọ. Hắn lần lại nhớ lại các kỷ niệm trước kia, nhưng cũng không sao nhớ hết nữa, hay có khi nó cũng chỉ là trong tiềm thức mà thôi. Tần Lạc là khách quen của Khuynh Thành Quốc tế, vừa mới đi tới cửa, bên kia là cái sân khấu quen thuộc. Phía trước có một nữ nhân viên mặc trang phục trắng tuyết, đầu tóc gọn gàng, đôi chân đẹp đi trên đôi giày màu đen, nhìn thấy rất thanh lịch và gợi cảm. Lệ Khuynh Thành là một cô gái rất chú ý đến ngoại hình. Phong cách ăn mặc của cô lúc nào cũng phá cách, hoặc là ngay cả khi cô mặc bộ phục trang truyền thống, cũng tạo ra điểm nhấn không giống ai. Cô biết cách lựa chọn phụ trang đi kèm, đó là những đồ vật tuy nhỏ nhưng luôn làm cho người ta có thể thấy đó là điểm nhấn tôn lên vẻ đẹp một cách tự nhiên hơn. Cô luôn nghĩ, nhân viên của mình nhìn vào cách ăn mặc cũng có thể đánh giá được phong cách độc đáo của nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo phải có tính cách đặc biệt, vì vậy cách ăn nói và cử chỉ giao tiếp của cô đối với nhân viên làm cho họ kính nể. Lệ Khuynh Thành đúng là một người sắc sảo. Anh Tần, đã rất lâu rồi mới thấy anh ghé đây. Cô gái đứng trước sảnh nói với vẻ mặt tươi cười. Các cô gái ở đây đều từng tiếp đón Tần Lạc, biết hắn là một người tốt nên họ đã giao thiệp với hắn và nói chuyện một cách cởi mở, thân mật. Thời gian gần đây tôi bận quá, Tần Lạc cười nói. Biết chứ, chúng tôi ở đây ngày nào cũng đọc nhật báo Hoa Hạ,
trên báo đưa tin tức về anh đã làm những việc gì. Hôm nay, Ngọc Tỷ và Tiểu Giật các nàng đều ở đây, họ sẽ hỏi chuyện anh. Ngọc Tỷ là một cô gái có mái tóc hung đỏ, hành vi khá thân mật, còn Tiểu Giật kia lại như đứa trẻ, nụ cười làm lộ hai cái má lúm đồng tiền rất dễ thương cùng đôi mắt to tròn, xinh xắn. Tần Lạc có mối quan hệ rất tốt với bọn họ. Trong thời gian Tần Lạc bị Quách Nhân Hoài bãi nhiệm, bọn họ đều tìm cách giúp Tần Lạc giải quyết việc này. Đã lâu rồi tôi không gặp các cô, Tần Lạc cười nói. Trên tầng 2 vừa thấy lấp ló một cái đầu, trong đại sảnh đã vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Tần Lạc. Thật đúng là Tần Lạc rồi. Các con, mau đưa Đường Tăng tới cho má. Nhiễm Ngọc, đây là người mà hôm trước má nhắc tới đó, thấy chưa? Đó là bà vú nuôi, đang bước dần xuống đại sảnh. Đến đây cho má nhìn ngắm một chút nào. Ôi, vẫn khỏe mạnh và rắn chắc như con trâu mộng ý. Bọn họ nhanh chóng chạy đến xuống lại. Lúc này Tần Lạc mới phát hiện mình đang bị các cô gái đùa giỡn vây quanh. Hơn nữa, bọn họ không hề khách sáo gì cả, có người thì vuốt mặt anh, người thì ôm cánh tay anh nũng nịu, lại có người còn đưa tay cọ cọ lên ngực anh vuốt ve. Các cô gái này vây quanh anh giống như bọn nhện tinh, họ không muốn cho anh đi ra ngoài hay chạy trốn. Tất nhiên trong họ ẩn cảnh như vậy, đàn ông cũng nhẹ dạ trước sự nhiệt tình của các cô. Chào các cô, đã lâu không gặp, Tần Lạc cười và chào hỏi mọi người. Các cô, ai là các cô? Gọi là chị chứ? Nhiễm Ngọc không hài lòng với cách gọi vừa rồi của Tần Lạc. Thế này, phải gọi là chị mới đúng. Quát con, càng ngày càng không lễ phép gì cả. Hiện tại, trở thành danh nhân rồi, liền quên các chị hả? Lúc trước, cậu sống trong sự che chở, đùm bọc của mọi người, lúc đó sao gọi mọi người là chị hả? Tần Lạc toát mồ hôi hột, hắn biết thật sự nếu không làm hài lòng các nàng, thì bọn sẽ nặng lời hơn với mình. Hắn nghiêm mặt, biểu lộ sự xấu hổ. Rồi sửa lại cách nói chào các chị, đã lâu không gặp rồi. Sao gọi các chị được? Các chị gồm những người nào? Cậu phải gọi như thế này. Chị Ngọc, chị Mẫn, chị Lan, chị Lệ, chị Giật đã lâu không gặp mọi người. Đã lâu rồi tôi muốn cậu phải điểm từng người trước mặt để xem cậu có nhớ họ không, như vậy mới được. Tần Lạc thầm nghĩ, mình tự chuốc khổ vào thân rồi, tôi không học phải tiếng Trung Quốc mà học nghề y. Việc này cần phải có kinh nghiệm mới thoát được. Làm sao đi khỏi đây giờ? Làm cái gì thế hả? Người lớn không ở đây là bắt đầu ăn hiếp cậu nhỏ à? Một tiếng quát lớn ở ngoài vọng vào. Mọi người nhìn về phía đó, Lệ Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Cái gì anh dẫn người yêu tới đây nữa à? Anh làm thế nào đây? Có cả phụ nữ tới nữa. Nhiễm Ngọc chống cằm nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc bị đám phụ nữ này gây sức ép gần như phát khóc nói. Các chị cứ tự nhiên nói chuyện nhé. Tôi có chút chuyện cần trao đổi với quản lý Lệ một chút. Ôi, còn quản lý Lệ nữa à? Xem ra cô ấy, giống người yêu quá nhỉ, như vậy không phải chúng tôi đã phá đám hai người rồi sao? Tôi xin lỗi nhé, Nhiễm Ngọc chanh chua nói. Tần Lạc vẻ mặt cười khắc khổ, đơn giản là vì có giải thích cũng không được. Đối phó với đám phụ nữ này rất khó, tất cả các lời giải thích bọn họ sẽ không nghe. Hai người đi lên lầu 2, bỏ đám người lúc nãy lố nhố ở dưới. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành cùng nhau bước lên lầu 3, Lệ Khuynh Thành buông tay Tần Lạc rồi quay qua rót ly rượu. Phụ nữ ở đây thích uống rượu, chỉ cần có thời gian rảnh là họ uống, miễn là mang lại tâm trạng tốt, vui vẻ, rồi hớp một ngụm nhỏ. Cậu mời những người nào? Lệ Khuynh Thành cầm chén rượu, trên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch. Nhìn chính diện vào cặp mắt rất đẹp của Tần Lạc nói. Các đồng nghiệp, năm ngoái đã hứa rồi, nhưng bận rộn quá, tới bây giờ mới làm được. Tần Lạc ngượng ngùng nói. Cũng không thể trách được, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Tôi hỏi thế thôi, chứ bình thường anh toàn được người khác mời ăn cơm, tiền đi xe taxi cậu cũng nhờ người trả hộ. Đây là cậu chủ động mời người khác tới ăn tối à? Lệ Khuynh Thành cầm ly rượu bước tới ngồi cạnh Tần Lạc mỉm cười và hỏi, anh rất hiếm có thời gian để tới đây, thời gian rảnh cũng rất ít. Bây giờ cậu muốn biết gì về công việc của tôi? Hay muốn hiểu rõ tôi hơn? Lúc nói chuyện khuôn mặt của Lệ Khuynh Thành trở nên rất duyên dáng, gợi cảm. Tần Lạc như bị mê hoặc bởi thân hình hấp dẫn của nàng, trái tim hắn trở nên xao xuyến một cách khó tả. Công việc gần đây có gì thay đổi không? Tần Lạc nuốt nước miếng khan hỏi. Nếu tôi nói không có, thì anh đâu hiểu gì về công việc của tôi? Lệ Khuynh Thành liếm nhẹ khóe môi, nói nhỏ. Chương 326, đùa giỡn,